Đây đây đây, đây sẽ là clip để giúp các bạn mà đang chuẩn bị học lên đến N2 mà muốn lấy lại gốc chúng ta đã bỏ quên của N3 nhá. Rồi, tặng các bạn một chiếc clip để chúng ta có thể ôn lại tới gần 400 chữ Hán của N3 và kèm theo đó là khoảng đâu đó là 120 ngữ pháp nhá. Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Chúng ta cùng đi vào ba chữ đầu tiên là ý, ức và ức chữ số 1 là chữ ý trong ý kiến và câu chuyện liên tưởng như sau ý kiến là những âm thanh phát ra từ trong tim mình hãy và các từ vựng liên quan chú ý chú ý chú ý ý, mì. ý, mì. ý nghĩa chữ thứ hai là chữ ức chúng ta sẽ có thêm bộ nhân đứng nằm ở phía bên trái và nhân đứng thì các bạn đều biết có ý nghĩa là con người rồi đúng không nào con người cần phải cố gắng để mỗi ý kiến nói ra đáng giá trăm triệu hay và trăm triệu yên trong tiếng Nhật sẽ có cách nói là ichio kuen ichio kuen hay chữ thứ hai jiu oku jiu oku jiu là 10, oku là 100 vậy ghép lại chúng ta có 1 tỷ chuyển xuống chữ thứ ba là chữ ức chữ này mặc dù có hán việt cũng là ức thế nhưng mà thay bộ nhân đứng bây giờ thành một bộ tâm đúng không nào tâm là trái tim nên câu chuyện sẽ thay đổi một chút xíu ý kiến phát ra từ trong tim dễ dàng lưu lại trong ký ức. Hãy ký ức cỡ, cỡ, khả năng ghi nhớ, ki ức cỡ, ký ức cỡ, ký ức. Ba chữ tiếp theo là bì, bỉ và ba. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chữ bì. Bì ở đây sẽ có nghĩa là da thú, nên mình sẽ có câu chuyện là dùng tay khoác lên mình áo choàng bằng da thú. Hay từ đầu tiên, cao ạ, kawa là vỏ trong vỏ trái cây, hoa quả. Hiniku, hiniku là mỉa mai, chế diễu. Xuống từ tiếp theo là từ bỉ. Bỉ ở đây mình sẽ hiểu là trong từ anh ấy mọi người nhé. Anh ấy đi săn để lấy ra thú. Ok chưa? Kanojo, kanojo, bạn gái. Kare, kare, anh ấy, Chữ tiếp theo là chữ 3. Chữ này thì sẽ có thêm bộ thủy nằm ở phía bên trái. Vậy nó sẽ có nghĩa là sóng ạ. À. Sóng lớn làm nước bắn vào áo khoác ra. Hãy rất là thú vị đúng không nào? Hãy. Nami. Nami là sóng. Tsunami. Tsunami. Sóng thần. Ba chữ tiếp theo là chi, kĩ và chi. Với chữ chi chúng ta sẽ có cách nhớ như sau nâng đỡ 10 lần rồi lại nâng đỡ tiếp. Hãy và nâng đỡ cũng chính là ý nghĩa của chữ chi này. Các từ vựng liên quan bao gồm chi hai nhìn, chi hai nhìn, người quản lý cấp cao, chi xuất chữ, chi xuất chữ, chi tiêu. Chữ tiếp theo là kỹ. Kỹ ở đây là trong từ kỹ năng. Chúng ta sẽ có thêm bộ thủ có ý nghĩa là cánh tay nằm ở phía bên trái. Vậy là kỹ năng nâng đỡ bằng tay. Hãy tộc cưới hoa dạng tộc cươi hoa dạng dạ. kỹ năng đặc biệt en gị en gị diễn xuất chữ thứ ba là chữ chi chữ chi này thì sẽ có thêm bộ gì đây nhỉ bộ mộc đúng không mộc là cây ạ à. cây nâng đỡ cành hay cành thì sẽ là từ ê đạ đạ và món rất là quen thuộc của chúng ta đó là món đậu nành sẽ là edamame, edamame. ma ma mẹ Tiếp tục với ba chữ cầu, cầu và cứu. Chữ cầu thì sẽ có ý nghĩa là cầu xin hoặc là yêu cầu. Các bạn sẽ nhớ như sau nhé. Cầu xin 10 ngày mới có nước, vậy mà được có một tí. Hay. Từ đầu tiên cũng chính là cách đọc của Kuyomi. Motome tô Motome được là kiếm trong kiếm mồi hoặc là từ yêu cầu. Từ thứ hai, CQ, CQ là yêu cầu, xuống tiếp từ số 2 sẽ là từ cầu nhưng bây giờ sẽ là quả địa cầu và các bạn nhớ là sẽ có thêm bộ vương, ý nghĩa là ông vua nằm ở phía bên trái. Cách nhớ như sau ạ. Cầu xin ông vua cho quả bóng. Hãy từ số 1. Kyugi. Cứu Kyugi cứu là bóng. Chì cứu gị quả địa cầu. Tiếp theo là chữ cứu. Cứu là trong từ cầu cứu. Vậy các bạn sẽ nhớ là khi cầu cứu thì phải dùng tay vẫy, tay là bộ phộng rồi, đúng nào? Âm cơn này, sku, sku, cứu, kêu kiu sạ, kiu kiu sạ, xe cấp cứu. Ba chữ tiếp theo là cập, cấp và hấp. Cập là trong từ phổ cập, cách nhớ thì rất là ngắn gọn thôi. Phổ cập cho ba người, các bạn có hình dung bộ bộ nhân ở đây và bên cạnh là một cái nét rất là giống số 3 không ạ? Vậy là phổ cập cho ba người. Các từ vựng này. Fukyu, fukyu, phổ cập. Genkyu, genkyu, đề cập đến. Từ tiếp theo là cấp. Cấp ở đây là trong từ sơ cấp, trung cấp. Chúng ta sẽ có thêm bộ gì đây nhỉ? Các bạn nhận ra chưa? Bộ mịch, đúng không? Mịch thì có ý nghĩa là sợi chỉ. Vậy cách nhớ là Công việc của ba người là đứng phân cấp sợi chỉ. Hai, từ đầu tiên, cô kêu sạ, cô kêu sạ, xe cao cấp, xe hạng sang. Sô kêu, trình độ sơ cấp. Từ tiếp theo là hấp, hấp là trong từ hô hấp hoặc là hấp thụ này. Và các hành động đấy thì đều liên quan tới bộ khẩu, có nghĩa là cái miệng rồi, đúng không? Vậy là ba người hút thuốc bằng miệng rất là dễ nhớ đúng không nào vậy từ hút thuốc của chúng ta học từ sơ cấp rồi đó là từ sự sự hút thuốc ở đây là có hút chân trâu trong trà sữa nữa này tiếp theo là sinh cô kiểu sinh cô kiểu hít thở thật sâu dự chúng ta cùng đến với chữ lương nương và lang lương thì là trong tứ lương thiện là tốt chúng ta có cách nhớ là mỗi ngày sẽ tiến bộ tốt hơn một chút. Hay, vậy tốt là từ yoi là từ y, phủ định của nó sẽ là yokunai. Yokunai là không tốt. Tiếp theo, dio shinteki. Âm ôn sẽ được đọc là dio mọi người nhé. Dio shinteki, giá cả phải chăng. Chữ thứ, thứ hai là nương thì chữ này có nghĩa là con gái này. Con gái tôi là một cô gái lương thiện. Hay, con gái là gì mọi người nhỉ? sư mẹ. sư mẹ. Hay Chữ thứ ba là chữ lang thì chữ này sẽ có cách đọc là okami. Okami là con chó sói. Mà con chó lương thiện là con chó sói, hay rất là buồn cười đúng không? Ba từ tiếp theo là dịch, thang và dương. Chữ dịch thì sẽ có nghĩa là dễ đúng không ạ? Ở Nhật dễ dàng gặp được động vật hoang dã. Hay vậy dễ mình sẽ có từ tương đương là Yasashi, Yasashi. Từ thứ hai cũng là dễ, đơn giản, sẽ có cách đọc là an i, an i, một tính từ đuôi na nhé. Rồi, đến với từ thang, thang thì sẽ có thêm bộ thủy ở phía trước và thang ở đây sẽ có nghĩa là là nước trong nước nóng. Vậy là đặt nước ở dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ thành nước nóng, đúng không? Nước nóng thì các bạn học qua rồi, chính là từ oyu, oyu. Và bây giờ với cấp độ N3 sẽ có thêm một từ nữa cũng khá là hay đó chính là từ netto. Netto cũng là nước nóng và thường sẽ chỉ nước nóng trên 90 độ C. Từ số 3 là từ dương, từ này thì sẽ có ý nghĩa là mặt trời, đúng không? Và bên trái chúng ta sẽ có thêm một cái gò, gò đây trong gò đất, mọi người hiểu không ạ? Vậy là mặt trời lấp ló sau cái gò. Hay. Và mặt trời thì mình sẽ có cách đọc là thayo, thayo, Tiếp theo từ Yokina Yokina Hito là những người rất là cởi mở Ba chữ tiếp theo là dư, giữ, tự hoặc là dự Chữ số 1 sẽ có nghĩa là dự định Dự định của mama là sẽ cho con theo họ đinh Các bạn hiểu vì sao lại có câu chuyện này không ạ? Bởi vì nét số 1, nét số 2 là gần giống với chữ ma trong chữ cứng Mama đúng không? Còn bên dưới sẽ là bộ đinh Vậy mình sẽ có cách nhớ là họ đinh như thế nào? đi vào các từ vựng chúng ta sẽ có từ đầu tiên yote yote dự định yoko trong tên kyoho tên kyoho dự báo thời tiết từ số 2 là từ tự tự này thì sẽ có nghĩa là trật tự được chưa nào tôi có dự định sẽ chỉ ở nhà thôi bộ nhiễm là dưới mái nhà được chưa nào để giữ trật tự nơi công cộng hai từ số một junjo junjo là trình tự Josho joso chương mở đầu. Chữ thứ ba là chữ dự dự này thì sẽ có nghĩa là giữ là từ trong hộ. Chúng ta sẽ chia ra làm đôi thì bộ bên trái là bộ giữ đúng không nào? Chúng ta vừa học là trong từ dự định. Còn bộ bên phải sẽ là bộ hiệt có ý nghĩa là cái đầu atama ghép lại người ta giữ những dự định ở trong đầu. Hay và sẽ có hai cách đọc âm cơ như sau. Đầu tiên ạ, azuke được. Azuke được là từ gửi trong gửi con đến nhà trẻ này hoặc là gửi tiền vào ngân hàng. Từ tiếp theo là Azuka được. Azuka được. Từ này là từ giữ hoặc là từ trông hộ, hành lý, đồ đạc, vân vân. Hãy chúng ta sẽ đi tiếp với ba chữ cự, cự và cự. Các bạn thấy không? Hán Việt của nó thì hoàn toàn giống nhau nhưng mà chỉ thêm thắt một vài nét bên trái thôi thì đã tạo thành một chữ mới và có nhiều ý nghĩa mới chữ cự số 1 thì sẽ mang ý nghĩa là to lớn là khổng lồ thì mình sẽ liên tưởng thông qua chữ e chữ e in đúng không ạ chữ e có nét ở giữa rất to hay đầu tiên mình có từ kyo dai kyo dai là to lớn từ tiếp theo kyojin kyojin liên quan tới người đúng không sẽ là người khổng lồ từ thứ hai là cự sẽ trong từ chống cự và mình sẽ nhớ thêm là chống cự thì tay cần phải to đúng không sẽ có bộ thủ nằm ở phía bên trái từ đầu tiên liên quan tới âm cưng sẽ có cách đọc là Koba cô Koba mựa là từ chối này Từ tiếp theo Kyo hi là từ chối Cùng là cách đọc cự Thế nhưng mà bây giờ sẽ có thêm bộ Bộ túc có ý nghĩa là cái chân nằm ở phía bên trái Chúng ta sẽ có câu chuyện Chân to thì mới chạy được Cự ly dài Hay vậy là cự sẽ thuộc từ cự ly Cự ly hoặc là khoảng cách trong tiếng Nhật Thì mình sẽ đọc là Kyo đi Kyo đi từ thứ hai, chokiodi, chokiodi, chô là nà gai là dài đúng không vậy từ này sẽ nói tắt thành cự ly dài tiếp tục chúng ta sẽ cùng học về chữ tắc, chắc và chắc chữ tắc thì sẽ mang nghĩa là quy tắc hoặc là nguyên tắc các bạn để ý thì sẽ thấy mình sẽ chia làm hai bộ đó là bộ bối có nghĩa là tiền này và bên cạnh là bộ đao đúng không thì câu chuyện như sau có nguyên tắc nếu mà không trả tiền thì sẽ bị ăn một đao. Hai, từ số 1, gen so cỡ, gen so cỡ, nguyên tắc, ki so cỡ, ki so cỡ, nội quy hoặc là quy tắc. Chữ thứ hai là chữ chắc, thì chữ này sẽ có nghĩa là phía, được không ạ? Phía. Bây giờ mình sẽ có thêm bộ nhân đứng nằm ở phía bên trái. Vậy là câu chuyện chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu. Đứng về phía người mà tuân thủ quy định, quy tắc hay vậy từ phía mình sẽ có cách đọc trong tiếng Nhật là từ gawa được chưa? Gawa. Tiếp theo là từ sokumen, sokumen ví dụ như là sokumen no kagami chính là gương chiếu hậu. Từ số 3 là từ chắc Bây giờ sẽ không còn là nhân đứng nữa, thay vào đó là bố thủy, đúng không? Thủy là nước. Vậy câu chuyện sẽ là để đo được độ sâu của nước thì cần phải có công thức công thức ở đây tức là quy tắc chúng ta hiểu ngầm là như vậy nhé từ đầu tiên mình sẽ có từ yosoku yosoku là dự đoán này sokudio sokudio đo trong đo độ sâu Hay suy nghĩ quan quản và quán chữ quan thì có nghĩa là ông quan câu chuyện liên tưởng như sau ông quan đội mũ và bụng phệ các bạn có tưởng tượng ra phần bên dưới đúng không là một ông quan mà có cái bụng rất là phệ bụng rất to được chưa nào về các từ vựng đầu tiên đó là từ can tê can là văn phòng chính phủ gai cô căng gai cô căng nhà ngoại giao tiếp theo là từ quản quản là trong từ quản lý thì được nối tiếp từ từ quan ở bên trên Tuy nhiên trong từ này chỉ sẽ có thêm bộ trúc đúng không nào? Vậy là cái ông quan này sẽ quản lý một rừng trúc. Hãy từ vựng này. Suy đô căng. Suy đô căng là đường ống nước. Can đi show cỡ. Can đi sô cỡ là chức quản lý. chữ thứ ba là từ quán. Quán thì chúng ta sẽ có thêm bộ gì bên trái đây? rất quen thuộc đây chính là bố thực thực là trong từ thực phẩm ta bê được là ăn uống á mọi người có nhớ không vậy là thực phẩm của ông quan thì được cất ở trong thư viện vậy cả chữ quá này sẽ mang nghĩa là thư viện ok chưa nào từ số 1 bi rút sư cẳng bi rút bảo tàng mỹ thuật tố sô cẳng tố thư viện hay hai chữ tiếp theo là truy và sư Truy thì sẽ có nghĩa là truy cứu hoặc là từ theo đuổi. Vậy cách nhớ sẽ như sau: con đường làm quan còn xa nhưng vẫn phải theo đuổi. Hãy. từ số 1. truy cứu, truy cứu là theo đuổi. Tiếp theo, oikee được, oikee được có nghĩa là từ đuổi, theo đuổi hoặc trong trường hợp này là bị động đúng không? Nên mình sẽ dịch là bị đuổi. Cụ thể là bị chó đuổi. Inni oikee datte. Từ tiếp theo là từ sư. Sư ở đây có nghĩa là giáo sư. Hay bộ bên phải rất là quen thuộc. Đây là bộ thị, đúng không? Gần giống bộ thị trong từ thành phố. Đây ạ, à, thành phố. Vậy là ông quan khi ở thành phố thì sẽ làm giáo viên. Từ số 1, ôn chi. Ôn chi là ân sư. Từ thứ hai kêu shi. Kêu shi là giáo viên. Chuyển sang ba chữ tiếp theo là khúc, nông và phong khúc. Khúc thì sẽ là trong từ khúc nhạc hoặc là đường gấp khúc. Chúng ta sẽ có câu chuyện là một ngày viết được hai khúc nhạc. Hãy đầu tiên âm cân mình sẽ đọc là từ mà ghê được, mà ghê được một tha động từ được dịch là gấp hoặc là gập. Từ tiếp theo mà ga được, mà ga được tự động từ có nghĩa là rẽ, quẹo. Ví dụ trong trường hợp này rẽ trái thì mình sẽ có cách nói là ra đi nhị mà ga được. Từ thứ hai là từ nông, nhìn số nét thì có vẻ hơi nhiều thôi nhưng mà thông qua câu chuyện sau đây chắc chắn các bạn sẽ nhớ được lâu. Nông là trong từ nông dân, đúng không? Bên trên chúng ta vừa có chữ khúc rồi, còn bên dưới chính là thìn hoặc là thần. Hãy ghép vào, câu chuyện sẽ như sau. Người nông dân viết một khúc nhạc để dâng tặng cho thần. Hãy từ số 1. Nô cả nô cả nông gia tức là người nông dân. Từ tiếp theo, nô giểu Nô, no kiểu nông nghiệp. Chuyển xuống tiếp, chúng ta sẽ có từ phong. Phong là trong từ phong phú hoặc là đa dạng. Vẫn giữ bộ cúc ở phần bên trên, vậy phần bên dưới sẽ là bộ gì nhỉ? Bộ đậu, đúng không? Đây là đậu. Hay, cách nhớ khúc nhạc viết về đa dạng các loại đậu. Chúng ta từng được học bài hạt gạo làng ta rồi, đúng không? Thế bây giờ mình coi như là hạt đậu làng ta đi, thì sẽ có đa dạng các loại đậu. Hay, omoshiroi để snack từ số 1 Hoof phở Có nghĩa là nhiều, phong phú, đa dạng Từ tiếp theo là cách đọc âm cưn Yutaka Yutaka Phong phú Hay. Ba chữ tiếp theo là Đậu, đăng và hỉ Chữ số 1 là đậu Để phân tích ra các bộ thù nhỏ Chúng ta sẽ có câu chuyện là Định bỏ một hạt đậu vào trong miệng Thì bị rơi xuống cốc nước các bạn có tưởng tượng ra không ạ? Đây là một này, đây là miệng này đúng không ghép lại thì thành chữ chữ đậu đậu là trong từ đậu phụ tu tofu đậu phụ đại d dự. Dự. đậu nành từ số 2 là từ đăng đăng ở đây thì sẽ có nghĩa là leo lên leo lên dàn đậu leo lên mái nhà hay, Vậy là chúng ta vừa học xong chữ đậu rồi đúng không? Từ nét số 1 cho tới nét số 5 mình sẽ liên tưởng đến một cái mái nhà và cái dàn đậu này thì đang leo lên khắp mái nhà rồi. Âm cơn no được No được leo trong leo núi này. Todoku. Todoku là đăng ký. Ví dụ như là các bạn hãy đăng ký kênh của Dũng Mo đi nhé. Từ tiếp theo là hỉ. Hỉ là trong từ hoan hỉ là vui vẻ. Vậy tiếp tục mình sẽ có là bộ thập đúng không? cho 10 hạt đậu vào miệng thì thì vui. Hay vậy vui, hoan hỉ là từ gì đây nhỉ? Yorokobu. Yorokobu. Hay tiếp theo với chữ đại thì mình sẽ đọc âm cưng luôn, đó là u bị U bị rất vui mừng, rất phấn khởi. Hay ba chữ tiếp theo là giác, giải và xúc. Chữ giác thì sẽ bao gồm hai âm cưng tương đương với hai ý nghĩa khác nhau, một là góc, hai là sừng Và thông qua câu chuyện thì mình sẽ nhớ theo nghĩa sừng nhé Đó là cứ Các bạn nhìn thấy nét số 1 và nét số 2 giống chữ cự trong bảng chữ cái katakana không? Còn bên dưới sẽ là bộ, bộ nguyệt đúng không ạ? Nguyệt mà bây giờ có thêm một nét dọc số bên dưới là số 1 nhé Cứ như vậy thì một tháng sẽ bị mọc sừng thôi Hay đó là cách nhớ của chữ giác này Âm cưng đầu tiên chúng ta sẽ đọc là ca độ Ca độ là góc này Âm cưng số 2 mình sẽ đọc là tsuno Tsuno là sừng trong sừng của con bò. ở no tsuno. Chữ tiếp theo là chữ giải. Giải là trong từ giải thích hoặc là giải quyết. Phần bên trái chính là chữ giác chúng ta vừa học xong. Còn bên phải thì sẽ chia làm đôi. Phần bên trên là là bộ đao, đúng không? Còn bên dưới chính là con bò, bộ ngưu. Hay. Cách nhớ, vụ án dùng đao cắt sừng con bò đã được giải quyết rồi. hãy rất là dễ nhớ đúng không ạ? Âm cương đầu tiên, tô cự tô cự là giải đáp này tiếp theo cai xét dự cai xét giải thích từ số 3 là từ xúc xúc thì có nghĩa là tiếp xúc hoặc là sờ vào mọi người nhìn thấy phần bên phải chúng ta sẽ có thêm bộ bộ trùng đúng không trùng là trong từ côn trùng đấy ạ vậy là sờ vào côn trùng trong góc nhà ok chưa chữ này thì cũng sẽ có hai âm cơn lần lượt như sau âm cơn đầu tiên đọc là phư đê được đề được là sờ vào, chạm vào, ví dụ như là chạm vào chú mèo này. Ngoài ra nó còn có một số ý nghĩa nữa, ví dụ như là tiếp trong từ tiếp xúc, tiếp xúc không khí, tiếp xúc với ánh sáng hoặc là tiếp xúc với nền văn hóa chẳng hạn thì các bạn cũng sử dụng từ vựng này nhé. Chuyển xuống từ số 2, chúng ta sẽ đọc là sawaru. được nó cũng có nghĩa là sờ thì thể bị động sẽ là sawarare được. được. Hay. Hay, chúng ta cùng đi tiếp tới chữ cựu. Nhi và hãm Để nhớ được chữ cựu thì chúng ta sẽ liên tưởng tới câu chuyện như sau Một ngày Tết âm lịch Lý do vì sao lại là Tết âm lịch Thì chúng ta nhìn xuống chữ Hán nhé Kyu shogatsu Mọi người thấy quen không ạ? Đây chính là Tết âm lịch của Việt Nam đúng không? Kyu shogatsu Ngoài ra còn một số từ vựng khác Ví dụ như là từ Kyusei Kyusei là họ cũ trước khi mà con gái Nhật Đi lấy chồng, kết hôn này Xuống từ số 2 là chữ Nhi Nhi là trong từ Nhi đồng đúng không nào? Nhi đồng vẫn là số 1, vẫn là ngày, đúng không nào? Còn bên dưới thì chúng ta sẽ liên tưởng tới cái chân, được chưa ạ? Vậy là cứ mỗi một ngày trôi qua thì chân của đứa trẻ sẽ dài ra, tức là chúng nó sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn đấy. Từ vựng này, jido, jido trẻ em, ikuji, ikuji việc nuôi dạy trẻ. Hay Chữ tiếp theo là chữ hãm, chữ này sẽ có hai cách đầu âm cơn cũng tương đương với hai ý nghĩa khác nhau. Để nhớ được chữ hán này thì chúng ta sẽ ghi nhớ câu chuyện như sau. Bà cụ, đúng không? Các bạn nhìn thấy từ nét số 1 cho tới nét số 3 rất là giống với chữ bờ, chữ bà. Vậy là bà cụ bị gài bẫy nguyên cả một ngày. Hay, vậy là ít nhất thông qua câu chuyện chúng ta đã nhớ được từ gài bẫy rồi, đúng không nào? Từ số 1, can bô chữ. Cam bô chữ, đó là từ bị lún xuống. Ví dụ như là do động đất, đúng không? Mà đất đã bị lún xuống này. Từ tiếp theo, kề căng kề căng có nghĩa là bị lỗi hãy tiếp tục đến với ba chữ hộ lệ và lệ với chữ hộ chữ này rất là ít nét đúng không nhìn khá là thoáng hộ ở đây thì mình sẽ hiểu là cánh cửa được chưa nào vậy là mình sẽ có một gì nhỉ có một thây ma chính là bộ thi được chưa ạ có một thây ma đang gõ cửa hãy câu chuyện thì hơi đáng sợ một chút xíu nhưng mà rất mong là thông qua câu chuyện này mọi người sẽ nhớ kỹ cái chữ này hơn về từ vựng đầu tiên là mình sẽ có từ Ido mizu. Ido là nước giếng này. Ikodate. Ikodate nhà riêng. Từ tiếp theo là chữ lệ. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là trở về. Hay, chúng ta nhìn thấy ngoài bộ hộ ra thì bên dưới từ nét số 5 cho tới nét số 7 là bộ đại đúng không? Có nghĩa là từ to lớn. Và câu chuyện này thì rất sát so với chúng ta với những người đã trưởng thành này. Khi lớn lên thì chúng ta càng muốn trở về nhà. Hay. Đầu tiên là về âm cương trước, chúng ta sẽ có cách đọc là modo mô Modo -re sẽ chuyển thành modo tệ, đúng không? Modo tệ là quay trở lại. Từ tiếp theo là modo modos là từ trả lại trong trả lại vị trí cũ, trả lại vị trí ban đầu. Từ số 3 cũng là từ lệ, thế nhưng mà mình sẽ có thêm bộ thủy nằm ở phía bên trái. Thủy là nước, đúng không? Vậy là chữ này sẽ liên quan tới nước mắt. Câu chuyện sẽ là trở về nhà và rơi nước mắt. Hay, nước mắt thì các bạn đều biết rồi, chính là từ namida đúng không? Từ đầu tiên, namida gue, gue là giọng là tiếng. Vì vậy, namida gue sẽ có nghĩa là giọng nghẹn ngào sắp khóc này. Tiếp theo, namida nagasu, đây là một cách nói khá là hay, các bạn nên tham khảo. Namida nagasu là khóc là chảy nước mắt. Đấy, ba chữ tiếp theo là phi, bi và tội. Chữ phi, phi thì sẽ có nghĩa là phi thường. Chúng ta nhớ như sau nhé đôi cánh có ba cộng lông phi thường hay mọi người nhìn thấy không ạ ba nét dễ ra hai bên đúng không các từ vựng liên quan từ số 1 hijo shiki hijo shiki là bất lịch sự hijo guchi hijo guchi là cửa thoát hiểm từ tiếp theo là từ bi bi là trong từ bi thương bi thảm có nghĩa là buồn đúng không vì vậy không thể thiếu được bộ tâm bộ tâm chính là từ nét số 9, từ nét số 12. hai Tôi buồn bởi vì cánh cửa trái tim của cô ấy không mở ra. Hãy âm cơn này. Kanashimu. Kanashimu là một động từ có nghĩa là đau buồn. Tiếp theo tính từ đuôi y sẽ là kanashi. Kanashi. Hãy. Từ số 3 là từ tội. Tội là trong từ tội lỗi. Phần bên trên các bạn nhìn thấy rất là giống với bộ mục đúng không? Là con mắt đang nằm ngang nhé. Vậy là con mắt đầy tội lỗi. Hãy. Đầu tiên, âm cương tsumi, tsumi o okasu có nghĩa là phạm tội. Tiếp theo là yuzai, yuzai có tội. Hay, nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chữ trách, tích và tích. Trách thì có nghĩa là trách nhiệm. Chúng ta sẽ liên tưởng là trách nhiệm của ông chủ là phải trả tiền. Bộ bối đây, đúng không nào? Từ số 1, sekimu, sekimu, là nhiệm vụ. Chữ thứ hai, sekinin. Sekinin là trách nhiệm. Chữ tiếp theo là tích trong từ thành tích. Chúng ta sẽ có thêm bộ mịch nằm ở phía bên trái, có nghĩa là sợi chỉ. Câu chuyện như sau: có trách nhiệm lấy sợi chỉ để treo bảng thành tích. OK chưa nào? Vậy thành tích mình sẽ đọc là seki, seki. Tiếp theo, gyoseki, gyoseki mặc dù cũng được dịch là thành tích, tuy nhiên từ kiệu có nghĩa là từ nghiệp nên mình sẽ hướng tới thành tích là trong từ ở công ty, xí nghiệp hoặc là liên quan tới nhà nước, đất nước. Trước cuối cùng cũng là chữ tích, tuy nhiên thì thay bộ mịch vào là bộ hòa, hòa có ý nghĩa là cây lúa đúng nào? Tích lũy lúa là trách nhiệm quan trọng, tích là tích lũy. Từ số 1, cách đọc âm cương, mô được. Yuki ga tsumoru Đó là tuyết phủ lên Từ số 2 ke no tsumu ke no tsumu, Là tích lũy kinh nghiệm Ba chữ tiếp theo là liệt, lệ và tử Liệt thì sẽ có nghĩa là hàng Đúng không? Chúng ta nhớ như sau nhé Một hàng là đủ rồi Đầu tiên bộ nhất chính là một nét nằm ngang này Còn lại là chữ ta và chữ đi Trong bảng chữ cái katakana Ta đi được có nghĩa là đủ Đúng không? Một hàng là đủ rồi hay. đầu tiên chúng ta có từ gyo đít xếp hàng một hàng từ tiếp theo là từ lệ từ này thì sẽ mang nghĩa là ví dụ đúng không ví dụ nhiều người đang xếp hàng vậy là sẽ gồm có nhân đứng và bộ liệt nghĩa là hàng mà chúng ta vừa học bên trên từ vựng đầu tiên đê nên đô đi nên đô Đô đi chúng ta học ở sơ cấp rồi, có nghĩa là theo như, đúng không? Vậy cả cụm này sẽ dịch là như mọi năm Từ tiếp theo, đệ, đệ. Từ này thì quá là quen thuộc rồi, đúng không? Các bạn học trong từ vựng hay học trong ngữ pháp thì đều có từ đệ Ví dụ, từ số 3 là từ tử Nghe tên Hán Việt thì các bạn cũng đoán ngay Từ này có nghĩa là từ gì nhỉ? Từ chết chóc, đúng không? Hoặc là từ mất Cách nhớ, một mình ta hy sinh là đủ một mình thì chúng ta vẫn có bộ nhất này. Bên dưới là chữ ta, đúng không? Trong chữ cái katakana và bên cạnh sẽ là chữ hi. Hãy chúng ta liên tưởng thông qua bảng chữ cứng nhé. Một mình ta hy sinh là đủ rồi. Hay. Vậy từ chết có cách đọc là gì nhỉ? Shibo, đúng không? Shibo, xạ là người thì ghép lại sẽ là người chết. Và cuối cùng mình có cách đọc âm cơn là shin, shin đệ, đúng không? Nghĩa là mất là chết. Hãy, tsugi ikimashou khả, hà và cục. Khả là trong từ khả năng hoặc là khả thi. Nét số 1 và số 5 sẽ tạo lên được bộ đinh, đúng không? Còn lại thì sẽ là hình vuông, là bộ khẩu. Vậy mình có thể nhớ thông qua câu chuyện như sau. Nhà họ đinh có khả năng mồm mép rất tốt, mồm mép tép nhảy đấy, đúng không nào? Từ số 1, cano, cano là từ khả năng hay mình có thể dịch là có thể. Tiếp theo, cano sẽ, cano sẽ là tính khả năng, tính khả thi, tiếp theo là từ hà hà là các bạn liên tưởng ngay được đến sông rồi đúng không sông thì chắc chắn không thể nào thiếu nước đúng không nên cần phải nhớ thêm có bộ thủy nằm ở phía bên trái này nơi mà nước có khả năng chảy tới chính là dòng sông hãy đầu tiên dòng sông băng chúng ta sẽ có cách đọc là hioga hioga tiếp theo đứng một mình sẽ đọc là cao kawa. kawak hay, nhắc tới đây thì nhiều bạn sẽ phân vân là trước đó sơ cấp chúng ta cũng được học cao ạ rồi đúng không? Thì các bạn yên tâm nhé. Bên dưới sẽ có phần ghi chú. Cao ạ là chữ hà chúng ta đang học thì có nghĩa là những dòng sông to chảy thẳng ra đại dương, ra biển lớn, còn từ bên dưới cao ạ với chữ xuyên như thế này thì sẽ là những dòng uh, sông nhỏ của làng thôi. Ýですか? chữ thứ ba là chữ cục. Cục là trong từ bưu cục. Hay. Câu chuyện như sau, đến cục để trình báo về cái xác chết, tiếp tục là chúng ta gặp bộ thi này. Nhưng sợ quá nên câu cú, câu cú ở đây là là bộ cú là thế nào? Nói chẳng rõ ra. Từ vựng đầu tiên, Yêu kyoku. kêu kyoku, bưu điện. kêu Yakkyoku, hiệu thuốc. Chuyển xuống ba chữ tiếp theo chúng ta sẽ có thủ, tối và thú thủ ở đây có nghĩa là cầm nắm chính là từ tô đự đúng không mình sẽ nhớ như sau nhá tay tóm lấy cái tai hay mọi người có nhận ra bộ này không ạ chính là mì mị cái tai của chúng ta này vậy liên quan tới từ vựng chúng ta sẽ có ví dụ như sau sekini no tô đự sekini no tô chịu trách nhiệm tori đi kê sử là từ hủy từ thứ hai là từ tối từ này thì có nghĩa là những cái gì nhất Đúng không? Nhất này Điều tuyệt vời nhất là có thể lấy được mặt trời Hay, Phần bên trên chính là bộ nhật mặt trời rồi đúng không? Còn bên dưới thì khá là giống với bộ thủ Đúng không nào? Thủ có nghĩa là lấy Eto, Chúng ta sẽ có những từ vựng liên quan như sau Sai tăng Sai tăng là ngắn nhất Một tô mộ Một tô mộ là nhất Chữ thứ ba là chữ thú. Chữ này thì nghe có vẻ hơi nhiều nét đúng không? Sẽ có tổng cộng là 15 nét. Tuy nhiên thì thông qua câu chuyện cũng như các từ vựng bên dưới thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ được thôi. Sở thích của tôi là dậy sớm và chạy. Chạy ở đây chính là từ nét số 1 cho tới nét số 7. Nó trong từ hashi được đúng không? Là chạy này. Chạy để làm gì ạ? Lấy đúng không? Chính là các nét còn lại. Tôi được lấy năng lượng cho cả một ngày. Đó chính là sở thích. Được thế nào? Sở thích thì chúng ta học rồi, chính là từ mị, đúng không? Shumi, sở thích. Từ số 2 là từ shushi. Shushi là mục đích. hại Ba từ tiếp theo là can, hãn và ngạn Can, can ở đây thì sẽ có nghĩa là phơi khô hoặc là không khô. Chúng ta liên tưởng tới bộ thiên. Thiên là 1 nghìn, đúng không? Tuy nhiên thì cái nét số 1 này đang trách lên phía trên Bây giờ mình sẽ có cách nhớ là phơi một nghìn lần thì sẽ thẳng ra và khô lại Hai, vậy từ hong khô phơi khô có cách đọc là khô sự khô sự từ số 2, himono himono là đổ khô với từ hãn hãn thì chúng ta sẽ có thêm ba chấm thủy đúng không hãn thì có nghĩa là mồ hôi và tất nhiên thì nó sẽ ở dạng lỏng ở dạng nước này khi mà da chúng ta khô lại thì phải đổ mồ hôi để điều hòa thân nhiệt đúng không nào vậy từ đổ mồ hôi toát mồ hôi chúng ta có hai cách nói thứ nhất Aseo kaku Aseo kaku Cách thứ hai 2 Hakkan suru Hakkan -su hay Từ số 3 là ngạn Từ này thì sẽ liên quan tới bờ Ví dụ như là bờ biển hoặc là bờ sông Dễ dàng nhận thấy trong chữ này sẽ có 3 bộ thủ thành phần Bao gồm bộ sơn đúng không? Là núi này Tiếp theo nét số 4, nét số 5 Thì sẽ là bộ hán Có nghĩa là sườn núi Còn cuối cùng chính là bộ can Mà chúng ta vừa tìm hiểu là khô hay. Vậy cách nhớ là Cả núi và sườn núi đều khô bởi vì nằm ở trên bờ. Hay, đầu tiên đến với từ bờ biển, chúng ta sẽ có cách đọc là cai găng. găng. Tiếp theo, bờ sông. Kawagishi, hơi đặc biệt hơn một chút đúng không? Cùng là bờ nhưng trong trường hợp bờ sông ạ, các bạn để ý nó sẽ có cách đọc là gishi. Kawagishi. Chúng ta cùng đi tới ba chữ tiếp theo nhé. Thị, tế và cấm. Thị thì sẽ mang nghĩa là chỉ thị được không nào? Cho xem hai bàn tay nhỏ bé Ý chí bằng xì dị chỉ thị ni bằng xì mê mê diễn tả từ số 2 tế chữ này thì sẽ mang nghĩa là cúng tế cúng tế là việc dâng miếng thịt bằng tay lên cho thần linh xem ít chí bằng mặt dự mặt là cúng từ tiếp theo, Matsuri, Matsuri, lễ hội. Từ tiếp theo, cấm là trong, cấm chỉ. Chỉ thị, cấm vào trong, khu rừng. Vậy cấm là gì mọi người nhỉ? Kinshi, Kinshi, ok. Còn một động từ nữa cũng mang nghĩa là cấm, chúng ta sẽ đọc là Kinshi được, Kinshi được tiếp theo chúng ta sẽ có ba chữ vong vong và vọng vong thì sẽ có nghĩa là tử vong chúng ta có cách nhớ theo câu chuyện như sau mất đầu thì sẽ chết đúng nào từ đầu tiên nhá số lượng người tử vong chibosas chibosas hay từ số 2 cách độ âm cơn nakuna được nakuna được mất chết từ tiếp theo là tử vong tuy nhiên thì cái chữ này thì sẽ có mang nghĩa là quên được chưa nào quên tâm mà đã chết rồi thì nên quên nó đi. Hãy tâm chính là phần trái tim từ nét số 4 tới nét số 7 đúng không nào? Wasuremono. Wasuremono đồ bỏ quên. Bo nên cai. Bo nên cai tiệc tất niên. Từ số 3 là vọng trong từ kỳ vọng, hy vọng hoặc là thất vọng vân vân. Sau khi chết chính là chữ vong này, lên mặt trăng bộ nguyệt là nguyện vọng của ông vua ông vua chính là các nét còn lại từ số 8 cho tới số 11, bộ vương, ông vua đúng không nào? Từ số 1. Shitsubo. Shitsubo, thất vọng. Nozomimasu. Nozomimasu, hy vọng. Hay, tsugi. Thụ, thụ và noãn. Thụ sẽ có nghĩa là thi, dự thi đúng không? Cứ đi thi lại ngồi cắn bóng tay. Hay ở đây có bạn nào như vậy không ạ? Từ số 1. Shike no ukeru. Shike no ukeru. Tham gia thi. Từ số 2. Juken suru. Juken suru. Đó cũng chính là cái từ số 1 thôi, chúng ta lấy từ thụ và từ từ nghiệm đúng không? Sẽ là tham gia thi, dự thi. Từ tiếp theo là thụ, chữ này thì sẽ có nghĩa là ban cho, ban tặng đúng không? Phần bên trái chúng ta có thêm bộ thủy chính là cánh tay này. Tay của thần ban con cho chúng ta và chúng ta sẽ đón nhận nó đúng không con cái là lộc trời cho đấy mình sẽ đón nhận được chưa nào Jiu-gyo từ này thì quá quen thuộc rồi giờ học này Kyo-ju giáo sư xuống chữ số 3 là chữ noãn chữ này thì sẽ có nghĩa là ấm áp ngày chủ nhật bộ nhật nằm ở phía bên trái này ấm áp đi học với bạn đúng không? Đi học với bạn. Số 1 cách đọc âm cơn tha động từ. Atatame được làm ấm. Ondan cả. Ondan cả là sự nóng lên. Ba chữ tiếp theo là cân bố hi. Chữ cân thì sẽ mang nghĩa là cái khăn, đúng không? Chúng ta tưởng tượng ở đây là có một người này đang đứng thẳng và quàng khăn sang hai bên, đúng không? Quàng cái khăn cân sang hai bên. Hai. Từ số 1. Jokin Jo kinh rẻ lau Phu kinh kinh Khăn Hay. Từ tiếp theo là từ bố Chữ này thì sẽ mang nghĩa là chăn hoặc là nệ Hay. Có bạn na Nét số 1, nét số 2 Rất là giống với chữ na trong bảng chữ cái katakana Đúng không? Còn bên cạnh sẽ là bộ cân luôn Bạn na có một chiếc khăn bằng vải Hay. Từ đầu tiên Mô phở Mô phở là cái chăn này Hai phở Haif là phân phát. Từ tiếp theo là chữ hi. Hi là trong hy vọng. Cách nhớ như sau. Tôi hy vọng sẽ có một tấm vải quý hiếm. Chữ hiếm chính là thừa ra nét số 1 và số 2. Nhìn rất giống với chữ mê trong mezurashi, có nghĩa là quý hiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ sáng tạo ra câu chuyện để có thể nhớ được chữ này lâu hơn nhé. Và chữ này thì sẽ liên quan tới một từ duy nhất, đó là từ kibo. Kibo là hy vọng, hoặc là từ muốn. Đấy, tsugi. Thúc lại tốc. Thúc thì sẽ mang nghĩa là bó hoa. Bó hoa của anh Đông. Hay mọi người có thể liên tưởng cũng như là phân biệt luôn với bộ Đông nhé. Từ số 1. Hanataba. Hanataba. Bó hoa. Yakushoku. Yakushoku là hứa hoặc là từ cuộc hẹn cũng được. Từ tiếp theo là từ lại. Lại thì sẽ có nghĩa là tin cậy hoặc là tin tưởng chúng ta sẽ phân tích xe làm đôi. Bộ bên trái là bộ thúc này, còn bộ bên phải là bộ hiệt. Hiệt thì cũng có hai ý nghĩa, một là cái đầu, hai là trang sách. Và câu chuyện chúng ta nhớ ngày hôm nay là trang sách nhá Trang sách này rất đáng tin cậy. Hãy từ vựng. Từ số 1, shinrai. Shinrai là sự tin tưởng. Tanomoshi, tanomoshi, đây là tính từ đuôi y, có nghĩa là tin cậy. Từ số 3 là từ tốc, Chữ này thì các bạn gặp quá nhiều rồi đúng không? Tốc là trong từ tốc độ hoặc là nhanh. Hài dài, đúng không nào? Vậy mình sẽ có cách nhớ như sau. Hứa không được chạy nhanh ở trên đường. Ok chưa? Hài dài là nhanh này. Và jishok. Jishok là vận tốc tính theo km trên giờ. Tiếp theo là ba chữ có số nét rất là thoáng. Sĩ, si, sĩ si và trí. Chữ sĩ số 1 thì là trong từ võ sĩ hoặc là kẻ sĩ. Các bạn sẽ cố gắng để phân biệt luôn đối với bộ thổ nhé. Tức là bộ thổ thì nét bên trên, ngắn hơn nét bên dưới. Còn chữ sĩ thì phải là nét bên trên, dài hơn nét bên dưới. Rồi, từ số 1, võ sĩ chúng ta sẽ có cách đọc là bưu sĩ. Bưu sĩ. Từ số 2, bên gô sĩ. Bên gô sĩ, luật sư. Chữ thứ hai cũng là chữ sĩ, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thêm nhân đứng nằm ở phía bên trái. Vậy là có con người, đúng không? Làm công việc phục vụ cho võ sĩ và công việc cũng chính là ý nghĩa của từ sĩ số 2 này. Oshigoto. Oshigoto wa nan ka? Công việc của bạn là gì? Từ tiếp theo, shikata ga nai. ga nai cái này thì nó sẽ liên quan trực tiếp tới ngữ pháp của N3, tức là đằng trước được chia sang thể T và mình sẽ dịch là rất vô cùng hoặc là không chịu được, ví dụ như là buồn ngủ không chịu được này. Hay từ số 3 là từ trí, trí ở đây là trong từ ý chí, đúng không nào? Phần bên trên là chúng ta vẫn có chữ sĩ nhá, là võ sĩ này, còn phần bên dưới là bộ tâm, đúng không? Võ sĩ thì cần phải có cả ý chí và sự quyết tâm. Hay ý chí bằng chi bộ nguyện vọng Hãy, chỉ hướng. Chúng ta cùng chuyển sang ba chữ tiếp theo là tương, tương và tưởng. Chữ tương thì sẽ có nghĩa là trao đổi hoặc là tư vấn. Chúng ta cùng tham khảo thông qua câu chuyện nhé. Tư vấn cho một cái cây có mắt. Mọi người thấy không ạ? À? Chữ tương thì sẽ bao gồm hai bộ thủ nhỏ đó là bộ mộc nghĩa là cái cây và mục thì có nghĩa là mắt. Vậy là tư vấn cho cái cây có mắt. Hãy các từ vựng liên quan cụ thể như sau. Ichi bằng so sô so đăng trao đổi tư vấn nhi bằng xin sô xin sô chân tướng Chữ nghĩ chữ thứ hai là chữ tương chữ này thì sẽ có thêm bộ gì bên trên nhỉ mọi người đoán ra được chưa ạ đây chính là bộ trúc đúng không thì mình sẽ hiểu là ông thủ tướng sẽ làm một cái hộp bằng trúc hay vậy là chữ tương thứ hai này sẽ mang nghĩa là là cái hộp chữ bằng akibako akibako cái hộp rỗng hộp trống không á ni bằng gốm mi ba cộ gốm mi ba cộ từ này thì quá dễ rồi đúng không là cái thùng rác chuyển số chữ thứ ba là chữ tưởng tưởng ở đây thì sẽ xuất phát từ lý tưởng lý tưởng thì là ở trong tim đúng không vì vậy là chúng ta sẽ có thêm bộ tâm ở bên dưới lý tưởng nhất là được tư vấn bởi một người có tâm hãy chí bằng iso iso niềm nở ni bằng yso so dự đoán hãy ba chữ tiếp theo là phú phó và Phúc chữ phú thì sẽ có nghĩa là phong phú hoặc giàu có mình cùng tìm hiểu xem là gồm có những bộ thủ nào nhé Đầu tiên chúng ta nhìn thấy bộ gì đây ạ? Bộ miên là mái nhà, đúng không? Tiếp theo mọi người nhìn theo chiều thẳng xuống thì từ nét số 4 cho tới nét số 7 ở đây là giống số 10 không ạ? Số 10 nhá. Còn cuối cùng là bộ điền thì có nghĩa là là ruộng. Vậy nhà nào mà có 10 thửa ruộng thì hẳn là giàu có lắm. hãy ideas ca. bằng tomi. Tomi tài sản. Ni bằng hōfuna. nạ phong phú. Thứ tiếp theo là chữ phó. Phó đây là trong các chức, ví dụ như là phó giám đốc, phó hiệu trưởng, vân vân. Hay. Đầu tiên thì mình sẽ có phần bên trái chính là chữ phú rồi, đúng không? Còn phần bên phải sẽ là bộ đao. Vậy là ông phó giám đốc được tặng cho 10 thửa ruộng và một cái đao. Ý đẹp sắc. Ý chí Tác dụng phụ. Ni bằng. Fukuso. Fukuso. Giải thưởng phụ. Hãy. Chữ tiếp theo là chữ phúc. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là hạnh phúc. Mọi người để ý thì sẽ thấy phần bên trái chính là bộ gì ạ? À? Bộ thị trong thành thị. Vậy là ở thành thị mà có 10 thửa ruộng thì chắc là sẽ hạnh phúc lắm đây. Vì thế sự giàu có hạnh phúc được chưa nào? Ý chí bằng phúc cơ phục hạnh phúc ni bằng cô phục cơ cô hạnh phúc hạnh hãy chữ tiếp theo là y biểu và đại chữ đầu tiên là chữ y y ở đây là trong từ y phục trang phục hãy chúng ta có cách nhớ như sau một người đội mũ mặc trang phục hãy và trang phục quần áo trong tiếng nhật thì chúng ta sẽ đọc là y phục y phục hãy chữ, chữ tiếp theo là chữ biểu biểu này thì sẽ là trong từ biểu hiện đúng không vậy chúng ta sẽ có cách nhớ là chữ này biểu hiện y phục của một người sĩ quan hay bộ sĩ chúng ta học khá là lâu rồi đúng không nào? Ý chí bằng arawas arawas từ này thì mình sẽ dịch là thể hiện này diễn tả diễn đạt hoặc là từng trường hợp mình có thể dịch là nói lên cái gì đó ví dụ như ở đây là nói lên tính cách của ai đó nghi bằng arawade được được là từ lộ ra ví dụ như lộ ra thái độ này tinh thần cảm xúc tức là những thứ vô hình mọi người nhớ nhé Chữ số 3 là chữ đại. Chữ này thì sẽ có nghĩa là cái cái túi để chưa nào. Và sẽ gồm hai bộ. Bộ bên trên là đại trong thời đại này, còn bên dưới là y trong quần áo. Vậy ghép các ý nghĩa đó lại chúng ta có cách nhớ như sau. Thời đại khi đi mua quần áo thì phải mang theo túi. Hãy đầu tiên chi bằng te bukuro, bukuro găng tay kamibukuro kamibukuro kami túi giấy hãy suy nghĩ kimasho ba chữ tiếp theo là do diễn và hoành chữ do thì có khá là ít nét đúng không chúng ta sẽ có cách nhớ là tự do đóng một cái cọc ở trên ruộng vậy là chỉ có số 1 này và có bộ điền thôi ạ à. ý chí bằng kêu Kê quá cảnh nghi bằng đi u đi yu. lý do chữ thứ hai chữ diễn diễn ở đây là trong từ biểu diễn Hay, sẽ gồm hai bộ Bộ bên trái là bộ thủy là nước rồi này Còn bộ bên phải hơi phức tạp hơn Người ta gọi đây là bộ dần Có ý nghĩa là con hổ mọi người nhé Có một con hổ này đang biểu diễn dưới nước Hai Ý bằng Enzetsu Enzetsu Diễn thuyết Ni bằng Engeki Engeki Vở kịch Chữ tiếp theo là chữ hoành Chữ này thì sẽ có nghĩa là Là bên cạnh Hãy là bên cạnh Chúng ta sẽ có bộ bên trái là mộc là cái cây này Còn bên phải là bộ hoàng chính là màu vàng kỳ độ được chưa nào Vậy bên cạnh nhà tôi có một cái cây lá vàng Hãy ý chí bằng U tên U tên Bị lật ngửa Ví dụ như là ô tô bị lật ngửa Yokogaki Yokogaki Viết ngang Ba chữ tiếp theo là bình Bình và hô chữ bình là trong từ hòa bình này bình quân hoặc là trung bình vân vân và để nhớ được chữ hán này các bạn có thể tham khảo qua câu chuyện lá anh bình đến bình quân một tuần hai lần đó các bạn thấy không nó rất là giống với chữ đến cho nên chúng ta vừa học và vừa phân biệt luôn nhé ý chí bằng heijitsu heijitsu ngày thường ni bằng heiwa heiwa hòa bình Chuyển xuống chữ bình thứ hai thì bình ở đây là trong từ bình phẩm hoặc là đánh giá và không thể thiếu được bộ gì đây nhỉ? Bộ, bộ ngôn đúng không? Có nghĩa là nói ra. Vậy là khi chúng ta muốn bình phẩm hoặc là đánh giá cái gì đó, ai đó thì cần phải nói ra. Được chưa nào? Ý chí bằng. Hiô bằng. bằng là đánh giá. Ví dụ như đánh giá cao. <laughs> hiô bằng ga y. Nhi bằng. Hiô cả. cả. Thì từ này sẽ là một động từ. Mọi người thấy hình thức là hiô sư được đúng không? Là chúng ta sẽ đánh giá những cái hành vi vân vân. Chữ thứ ba là chữ hô. Hô ở đây là trong từ hô hấp này hoặc là từ kêu gọi vân vân. Vậy khi mà kêu gọi thì không thể nào thiếu được bộ khẩu đúng không? Là gọi anh Bình thì phải dùng dùng miệng đúng không nào? Ichiban yondeimasu. Từ này thì xuất phát từ động từ gốc yobu. Yobu là gọi có thể là gọi tên hoặc là gọi taxi. Ni bằng shinkokyu shin kyu là hít thở sâu. chữ gì quá? ương, quyết, khoái. ương thì sẽ là trong từ trung ương đúng không? các bạn thử nhìn ví dụ này, nhìn thấy cánh cổng lớn ở trung ương, được không ạ? cái này thì rất là giống với cánh cổng nhá. còn phần bên dưới chính là bộ đạn là chính là lớn đúng không? ở trung ương ạ. ý bằng chiu -o, chiu trung ương hoặc là trung tâm. chữ thứ hai là chữ quyết quyết này là trong từ quyết định hay chúng ta lại gặp lại bộ, bộ thủy đúng không nào vậy là đất nước mặc dù chữ thủy này hay xuất hiện trong từ mi dự là nước để uống á tuy nhiên thì trong câu chuyện các bạn có thể nhớ thông qua từ đất nước miễn sao mình có thể ghi nhớ nó lâu hơn là được nhé đất nước đưa ra bảy quyết định bảy chính là cái nét này này đó mọi người hình dung ra không ạ đưa ra bảy quyết định to lớn lại là bộ đại tiếp hay đất nước đưa ra bảy quyết định to lớn ý chí bằng kimê được được là quyết định, ví dụ quyết định tên đúng không? Quyết định dự định vân vân. Nghi bằng Ketsui Ketsui là từ quyết định, quyết tâm Chữ thứ ba là chữ khoái Khoái này là trong từ sảng khoái, thoải mái Hay, Các bạn để ý sẽ thấy phần bên trái chúng ta có bộ Bộ tâm, đúng không? Chính là trái tim này Và tương tự mình cũng sẽ có 7 quyết định nhé Sau khi đưa ra được 7 quyết định Thì trái tim cảm thấy rất là thoải mái Hay, Rất dễ nhớ đúng không nào? Chỉ bằng kokoro yoi, Hay, từ số 1 và số 2 sẽ liên quan tới tính từ đuôi y, kokoro yoi có nghĩa là sẵn lòng, thoải mái. Còn từ số 3 sẽ là một tính từ đuôi na, cũng được dịch là thoải mái, và cách đọc sẽ là từ kai teki na. Kai teki na. Hay,次は giữ, tả, ô. Chúng ta sẽ có cách nhớ chữ giữ như sau. Giao 5 bài tập nhưng học sinh chỉ làm có một hãy vậy chữ giữ sẽ liên quan tới chữ giao đúng không cụ thể đi vào từng ví dụ từ vựng như sau ạ ý chí bằng a tay được được là giao hoặc là cho bọn trẻ con kẹo này còn giáo viên mà giao bài tập về nhà cho học sinh thì sẽ là shukudayo ataeru được san bằng juyoshiki juyoshiki lễ trao giải chữ tiếp theo là chữ tả chữ này thì sẽ có nghĩa là chụp ảnh Đúng không? Chúng ta có cách nhớ là chụp 5 bức ảnh trong nhà nhưng chỉ lấy được có một tấm thôi. Rất là giống với các bạn nữ đúng không nào? Ichiban, sashin là tấm ảnh, bức ảnh. Ni bang sashin utsuri hay từ này thì sẽ có thể đi liền với hai tính từ. Một là nếu nói ai đó là người ăn ảnh nhé, chúng ta sẽ nói là sashin utsuri ga Ngược lại, nếu mà không ăn ảnh thì sẽ là sashin utsuri ga warui hãy thứ ba là ô, ô là trong từ ô nhiễm hoặc là tham ô này. Vậy mình nhớ ô nhiễm nguồn nước đúng không? sẽ có có bộ thủy nằm ở phía bên trái. Ý chia bằng một tha động từ. Yogos, yogos là làm bẩn, vấy bẩn. như bằng yogode được, là bị bẩn. Hãy ghi vào đầu nguyện và thuận. Chữ đầu thì sẽ mang nghĩa là cái đầu luôn. Đầu óc toàn là bã đậu thôi. Đây chính là bộ đậu mà chúng ta vừa ôn lại phần bên trên. Hãy ichiban. Atama. Atama là đầu óc là cái đầu nhá. Nhi bằng. Zutsu. Zutsu là đau đầu. đầu. Chữ tiếp theo là chữ nguyện. Đứng ở cao nguyên, hãy phần bên trái sẽ là chữ chứa chữ nguyên này. Tiếp theo, ngước đầu lên trên và cầu nguyện. Hay, vậy cầu nguyện là gì chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ đúng không? Đó là động từ negau Negao được chưa nào? Negao cổ tổ thì sẽ là danh từ thể hiện nguyện vọng của mình này. Nghi bằng gansho. Gansho là đơn ví dụ như là đơn xin si nghỉ. Chữ số 3 là thuận. Thuận ở đây là trong từ thuận lợi. Hay ba nét đầu tiên 1 2 3 là sông cá đúng không? Nước sông thuận lợi chảy về đầu nguồn. Hay rất là liên kết này chí bản junjo junjo trình tự ni bằng yusenjun i use yusenjun i là thứ tự ưu tiên. Hãy ba chữ tiếp theo là thức, chức và chức. Ba chữ này thì bắt đầu nhiều nét hơn rồi đây đúng không? Các bạn tập trung nhá. Chữ thức đầu tiên thì mình sẽ có là trong từ tri thức. Muốn có tri thức thì cần phải nói ra hay bộ ngôn này. Ichiban Joshiki Joshiki là điều mà ai cũng phải biết Những kiến thức thông thường Ni bằng Menshiki Menshiki Có hai trường hợp Menshiki ga aru Hoặc là Menshiki ga nai Mình sẽ dịch là đã từng gặp hoặc là chưa từng gặp mặt Từ tiếp theo Chức Chức ở đây liên quan tới từ chức vụ Tức là công việc Muốn công việc suôn sẻ Thì cần phải biết lắng nghe Hay, Vậy là thay cái bộ ngôn bây giờ chúng ta thấy thành cái tai mỉ mị đúng không nào chi bằng eyoshoku eyoshoku là công việc làm sale hay ở đây có bạn nào làm sale không ạ ni bằng shushoku shushoku là đi xin việc đi tìm việc chữ tiếp theo cũng là chức nhưng mà ở đây sẽ lấy liên quan tới tổ chức tổ chức các hoạt động buôn bán chỉ hay Bây giờ lại thay thành bộ mịch rồi đúng không? Là sợi chỉ Và từ tổ chức chúng ta sẽ có cách đọc là Soshiki Soshiki Tổ chức gì wa Tính Tính Và sản Hãy Để nhớ được chữ tính này thì rất là dễ thôi Tâm Sinh tính Hay chúng ta có bộ tâm, bộ sinh đúng không? Và sinh ra được Được cái chữ tính này Hay Ichi bằng Kisho Kisho là tính khí. Nhi bằng cô c cô c cá tính. Chữ, tiếp theo cũng là tính, thế nhưng mà chữ này sẽ liên quan tới tới họ mọi người nhé. Họ phụ nữ khi sinh con thì họ lại theo đàn ông. Hay, rất là đúng đúng không ạ? Ý chí bằng c c là họ c to tốt mẹ họ và tên. Nhi bằng Đô se, đô mẹ Đô se, đô mẹ Chữ đô là chữ đồng, có nghĩa là unaji, Giống nhau, vậy từ này sẽ mang nghĩa là Cùng họ, cùng tên Chữ thứ ba là sản Sản là trong từ sinh sản Hay. Từ nét số 1 cho tới nét số 4 Chúng ta có bộ lập Anh lập được sinh ra ở sườn núi Các bạn vẫn còn nhớ bộ hán đúng không? Nét 5 và nét 6 chính là sườn núi Hay. Vậy chốt lại chúng ta phải nhớ được từ Từ sinh ra nhé Ý chí bằng Ư mượn Ưm, ví dụ Tabaco ưm là con gà đẻ ra của trứng này Ni bằng Zai san Zai san Tài sản Hay Ba chữ tiếp theo sẽ là chữ đồ, khởi và siêu Chữ đồ thì sẽ mang nghĩa là học sinh Học sinh đi bộ nhưng khi chống đánh thì bắt đầu chạy Vậy chúng ta sẽ có từ này là ikimas Còn từ này là hashirimas đúng không? Là học sinh nhá Ichi bằng Seito Seito học trò Ni bằng Toho Toho Đi bộ Chữ tiếp theo là chữ khởi Chữ này sẽ mang nghĩa là thức dậy Tự mình thức dậy để chạy Hãy bộ kỷ đúng không? Có nghĩa là tự mình nhá Tự mình thức dậy để chạy Ichi bằng Hayao ki Hayao ki là thức dậy sớm Ni bằng Okoru 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 thì sẽ mang nghĩa là xảy ra. Chữ tiếp theo là chữ siêu. Chữ này thì sẽ có nghĩa là vượt quá. Hay, nếu anh chạy vượt quá 10 km thì tôi sẽ mời anh ăn. Đây chính là bộ triệu được chưa? trong từ Meshiagari mà chúng ta học có nghĩa là ăn. Đó. đó là lý do vì sao mà sáng tạo ra được, được câu chuyện như thế này. Ý chí bằng quê được. Quê được là vượt quá, có thể vượt quá một số lượng, một mức độ nào đó. nghi bằng Chomangin chô mang in là chật kín người. Hãy ba chữ tiếp theo sẽ là phấn, phân và bần. Phấn thì sẽ là trong từ phấn hoa hoặc là bột đúng không? Các bạn có thể tham khảo cách nhớ như sau nhé. Bột gạo được chia thành nhiều phần đúng không? Chính là có bộ mễ này và bộ bộ phân đó. Ichiban ka-fun ka-fun phấn hoa ni bằng ghi ko cô mưa ghi cộ bột mì chữ thứ hai là chữ phân phân là trong từ phân biệt đúng không ạ vậy không thể phân biệt được sợi chỉ đang được chia thành mấy loại hãy có bộ mịch và bộ phân đúng không ạ chí bang phân số phân số tranh chấp ni bằng phân xịt phân xịt là làm mất đánh mất Chữ thứ ba là chữ bẩn. Nghe Hán Việt là các bạn sẽ đoán ngay được ý nghĩa của nó chính là thể hiện sự sự nghèo, sự bần hàn đúng không? Vậy mình có cách nhớ như sau. Phân chia tiền cho người nghèo. Hãy vẫn tiếp tục là bộ phân này và bên dưới sẽ là bộ bối có nghĩa là tiền đúng chưa ạ? Phân chia tiền cho người nghèo. Ichi bằng Mazushi. Mazushi có nghĩa là nghèo, một tính từ đuôi y nhé Ni bằng. Himp vợ chúng ta lại gặp lại từ này rồi Đúng không? Đây là sự giàu, nghèo Chữ bần và chữ phú ba chữ tiếp theo chúng ta sẽ cùng học về chữ Giác, quy và hiện Rồi, chúng ta cùng tham khảo Cách nhớ của chữ giác nhé Nhìn trường học, nhớ về những kỷ niệm Vậy, chữ giác sẽ liên quan tới từ, từ nhớ, đúng không nào? Hãy, chi băng Sa mê tả Sa mê tả, đúng không? Là động từ tỉnh dậy Ni bằng cảm Căng ca giác cảm giác từ số 2 là quy quy là trong từ nội quy quy tắc vân vân tiếp tục thì chúng ta sẽ có bộ bộ gì đây nhỉ phu ông chồng này rồi đây là kiến là nhìn đúng không vậy nhìn thấy nội quy do ông chồng viết ra y các chi bằng đi luật kỷ luật ni bằng kibo bộ. kibo quy mô. Thứ tiếp theo là hiện trong, xuất hiện hoặc là hiện ra. Vậy là mình nhìn thấy ông vua hiện ra trước mắt. Có dễ nhớ không nào? Bộ bộ nhìn đúng không? Chữ kiến này và vương là ông vua. Ý chí bằng. 現在. hiện tại. Nghi bằng. 実現. ghen thực hiện. Ba từ tiếp theo chắc là chữ sẽ dễ nhớ hơn ạ. Chữ liên, quân và khố. Liên là trong từ liên lạc hoặc là từ xếp thành hàng, đúng không? Chúng ta có cách nhớ như sau ạ. Xe ô tô xếp thành hàng dài ở trên đường. Ý đẹp Ý chí bằng. Lên dô cỡ. Lên dô Dài tập, ví dụ như là phim dài tập. Ni bằng. Tsurete ikỡ. Tsurete Là dẫn, ví dụ dẫn con đúng không? Thế ngược lại, các bạn đoán là gì không ạ? Là dẫn đến, đúng không ạ? À? Chữ thứ hai là quân trong từ quân đội. Vậy tiếp tục mình vẫn có xạ là cái xe ô tô, đúng không? Được phủ một lớp khăn là xe của quân đội. Hãy nhớ quân đội nhé. Vậy quân đội mình sẽ có trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Gân tai, gân tai, ni bằng, cư gân, cư gân, không quân. Từ tiếp theo là chữ khố. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là nhà kho đầu tiên là bộ nhiễm này là trong nhà đúng không mà có chứa ô tô thì được gọi là nhà kho. các bạn kim cô kim cô cái sắt ni bằng shako shako là gara hoặc là chỗ để xe ô tô. hai ba chữ tiếp theo là độ tịch và để độ có nghĩa là nhiệt độ chúng ta có cách nhớ như sau nhiệt độ trong nhà lại lên 21 độ. Hay, vậy nhiệt độ trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Ôn độ, đúng không? Ôn độ. Từ tiếp theo, từ số 2. Kono tabi. Kono bị là dịp, dịp này hoặc là nhân dịp này. Từ số 2 là tịch. Tịch ở đây sẽ có nghĩa là chỗ ngồi hoặc là ghế ngồi. Và được làm bằng chất liệu gì mọi người nhỉ? Chất liệu vải, đúng không nào? Cái chỗ ngồi bằng vải. Ichibang. Sekiyo hazusu sekio hazusu có nghĩa là từ vắng mặt rời khỏi chỗ ngồi. Ni bằng Keseki Keseki là nghỉ là vắng mặt. Từ số 3 là chữ để. Chữ này thì sẽ liên quan đến đáy đúng không? Đáy có thể là đáy lòng này hoặc là đáy của một cái thùng, một cái hộp, cái xô nào đó thì mình sẽ gọi là soko. Soko. Ni bằng Tete Tete là triệt để. Hay, xin ghi bác. Hồi, khốn và đoàn Hồi thì có nghĩa là Là xoay hoặc là luân hồi ấy, Đúng không? Các bạn có thể nhớ như sau nhé Xoay hai vòng Một hồi Hãy sư Kaishu ken Kaishu ken Tập vé Nghi bằng Mawatte -る. Chính là lấy động từ gốc là Mawatte Đúng không? Là từ xoay tròn Từ số 2 là chữ khốn Khốn này là trong sự khó khăn nhé đó, thì chúng ta sẽ thấy là trồng cây mà quay lại thì cây sẽ rất khó để phát triển. Đúng không? Có bộ mộc và ở đây mình sẽ hiểu là bộ vi, tức là mình bao quanh cái cái cây đó lại. Chị bằng cố mắt tạ cố mắt tạ cổ tổ, đúng không? Là những việc mà mình đã đã gặp rất là khó khăn, rất là khổ sở. Như bằng con nan con nan khó khăn vất vả từ số 3 là đoàn đoàn là trong từ đoàn thể đoàn người đúng không nào? Nếu bị một đoàn người vây quanh thì sẽ cảm thấy rất thốn hay nét số 3 4 5 chính là bộ bộ thốn như thế nào? Ý chí bằng Phụ tôn là cái chăn. Ni bằng đan tay đan tay là nhóm đoàn thể đấy. Hãy chúng ta sẽ cùng đến với ba chữ thường, đảng và doanh. Chữ thường thì sẽ có cách nhớ rất là đơn giản thôi Đó là thường buôn bán vải Hãy chia bằng Tsune ni tsune ni Lúc nào cũng nghi bằng joski joski Ý thức Chữ tiếp theo là chữ đảng Hãy chúng ta sẽ có cách nhớ là Có chân trong đảng Ý desu ka Ichi to. Seito Seito Chính đảng Ni bằng To to đảng hãy từ tiếp theo là chữ doanh trong kinh doanh kinh doanh trường học để nuôi hai cái miệng ăn các bạn nhìn thấy mẫu khẩu đã lặp lại hai lần đúng không nào chị bằng kinh doanh ni bằng ayo chu chu mở cửa ba chữ tiếp theo là toàn trình và bảo hãy Chúng ta cùng tham khảo cách nhớ của chữ toàn nhé. Người mà có toàn quyền quyết định chính là ông vua. Để thế nào? Chúng ta có bộ nhân này và bộ vương sẽ tạo lên được chữ toàn. Ý chí bằng gen hoàn toàn. Ni bằng gen vợ. V, toàn bộ. chữ tiếp theo là trình. Hãy phải là người có mồm mép mới đủ trình độ để thuyết phục được nhà vua cho lúa các bạn thấy không? Bộ hòa là lúa này, bộ vương là vua, bộ khẩu là mù mép, đúng không ạ? À? Thì sẽ tạo lên được tứ trình độ. Ý chí bằng nịch tê, nịch tê lịch trình. Nghi bằng hô đổ, hô đổ, khoảng. Chữ tiếp theo là chữ bảo. Bảo là trong từ bảo vật hoặc là bảo ngọc. Đầu tiên, bộ miên. Trong nhà của vua có chứa bảo ngọc. chí bằng takaramono takaramono báu vật ni bằng takarakuji takarakuji vé số hãy tiếp theo dục dục và dung hãy đầu tiên với cách nhớ của chữ dục các bạn có thể tham khảo như sau do bức tranh thông lũng bị thiếu dòng suối nên muốn có thêm hay vậy chữ dục mình sẽ hiểu là tớ mong muốn, muốn có được thế nào? Ý bằng hoshi hoshi một từ rất là quen thuộc đúng không? Chính là chữ muốn. Ni bằng shokuyoku shokuyoku đó là cảm giác thèm ăn. Tiếp theo với chữ dục ở đây thì sẽ hiểu là tắm được không nào? Câu chuyện tắm ở thung lũng thì cần phải có nước suối chảy vì vậy là có thêm bộ thủy phía bên trái. Ý bằng abi được abir là tắm một động từ nhóm 2. nghi bằng kai sui là đi tắm biển. Từ số 3 là dung trong từ nội dung. Hãy cách nhớ như sau. Hãy tóm tắt nội dung của phim Ngôi nhà trên thung lũng. Hãy vừa hay là chúng ta có bộ miên là mái nhà này và và gì đây nhỉ? Và cái thung lũng mà chúng ta nhắc từ từ đầu đến giờ đúng không ạ? Vậy là tóm tắt nội dung của bộ phim này. 1. 容量容量 dung lượng, 等 bằng 容器者容器 kẻ bị tình nghi. Chúng ta cùng chuyển sang ba chữ tiếp theo là thập, xả và cấp. Thập thì sẽ có nghĩa là nhặt lên, nhặt được. Hãy các bạn tham khảo câu chuyện dùng tay nhặt những thứ phù hợp với mình. 1. Thu thập vật Chūtokubutsu là việc nhặt được đồ. Như bằng một động từ rất quen thuộc. hidou hidou là nhặt được. Sang chữ thứ hai là chữ xả. Chữ này thì lại mang nghĩa ngược lại. Nó có nghĩa là vứt, đúng không? Dùng tay nhặt những thứ phù hợp với mình rồi. Thế nhưng mà có đến tận 10 cái thì cho nên là vứt bớt lại. Ok không? Ichi bằng. Gomi o Gomi là vứt rác. Từ tiếp theo là chữ cấp. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là cung cấp. Cung cấp các loại chỉ phù hợp. Đó, hai bộ rất là quen thuộc đúng không? Bộ mịch và bộ hợp. Ý chí bằng. Kyūryō bị. bị là ngày nhận lương. Ni bằng. Jikyū. Jikyū. Lương theo giờ. Sugi wa. Luyến, biến và tích. Luyến thì sẽ có nghĩa là người yêu, đúng không? Chúng ta nhớ như sau này. Khi ở bên cạnh người yêu thì trái tim sẽ đỏ rực. Trái tim là bộ tâm rồi, còn đỏ rực thì chúng ta sẽ liên tưởng từ nét số 1 cho tới nét số 6 là màu đỏ nhé. À okay. Ichi Ý chí bằng. Đen lại. Đen ai. Yêu đương. Ni bằng. Koi bito. Minasan, koi bito ga imasu ka? Hai, từ này có nghĩa là người yêu từ tiếp theo là biến trong từ biến đổi hoặc là thay đổi. Cứ mùa đông, trái tim của người yêu lại thay đổi. Hay ông um, đôi đấy nhé. Ý chí bạn. Henna. Henna. Hen các bạn biết rồi đúng không? Là thiền sự sự kỳ quặc, kỳ quái. Nghi bằng hen cả. Hen cả sự biến đổi. Từ số 3 là tích trong vết tích. Vết tích dấu chân màu đỏ. Hãy chúng ta tiếp tục liên tưởng tới màu đỏ. Còn phần bên trái chính là bộ túc là dấu chân. Hãy bang ashiato ashiato vết chân. Ni bang kizuato kizuato vết sẹo. Hãy ba chữ tiếp theo là bút luật và kiến. Bút thì có nghĩa là bút luôn trong bút chì hoặc là bút mực. Các bạn có thể nhớ như sau. Ngày xưa người ta dùng trúc để làm cây bút đúng không nào? Đây là bộ trúc của chúng ta này. Ichiban bang em bitsu em bitsu bút chì ni bằng hịch tác giả. Chữ thứ hai là luật luật ở đây mình sẽ hiểu là trong từ pháp luật. hãy chúng ta sẽ cầm cái bút rồi đi khắp nơi để viết luật. Ichi bang Hô ritsu, pháp luật Ni bằng Đi chi Đi chi Trung thực Chữ thứ ba là kiến trong từ kiến thiết, kiến trúc hoặc là xây dựng Tiếp tục thì chúng ta vẫn cầm cái bút nhé Đi ra đường và vẽ các công trình kiến trúc Ý chí một động từ cũng khá là quen thuộc Ta tê được Ta tê được Xây nhà Ni bằng kên chi cử cả kenchiku kiến trúc sư. Hay từ rồi, Phải thôi. Ba chữ tiếp theo sẽ là chữ đích, ước và quân. Đầu tiên, với chữ đích thì chúng ta sẽ có cách nhớ theo câu chuyện như sau. Cái đích màu trắng bao quanh tâm màu đen. Hãy màu trắng là bạch rồi đúng không? Và đây sẽ là bao quanh. Hãy. Từ số 1. Một kitekichi mục cư tê điểm đến. Ni bằng, dên cô kỵ, dên toàn quốc. Từ số 2 là chữ ước trong từ ước chừng khoảng bao nhiêu. Hãy cách nhớ như sau. Bao bọc đồ cần một sợi chỉ khoảng từng này. Hãy, vậy chữ khoảng chúng ta sẽ có từ gia cỡ, Ni bằng, yô gia cỡ, là lịch hẹn đặt trước từ số 3 là chữ quân trong từ bình quân đầu tiên mọi người dễ dàng nhận thấy đây là bộ thổ có nghĩa là đất đúng không giá đất bình quân trong khu vực được bao quanh này thì rất là đắt giá đất đắt được chỗ nào ý chí bằng hê kín tên hê kín tên điểm số bình quân điểm trung bình ni bằng kín nhít kín ít là đồng giá Hàng đồng giá 100 yên Bên nhà rất là nhiều Đúng không nào? Hãy ghi quá Phục Phức Và phúc Chữ phục đầu tiên Thì sẽ mang nghĩa là Hồi phục Đúng không ạ? Vậy Để hồi phục Thì cần phải Đi lại nhiều Đây là một nét chứa trong từ Y cự ý chí băng Ô phư cự Ô phư cự Khứ hồi ni băng Cai phư cự Cai phư cự Hồi phục Từ số 2 là trong từ phức tạp. Để khôi phục lại quần áo thì sẽ rất là phức tạp. Hai. sư bang. Fukusu kai to. sư to. Nhiều cách trả lời. Ni bằng Fukuzatsu. Fukuzatsu. Phức tạp. Từ số 3 là phúc. Hai. Từ này thì sẽ mang nghĩa là cái bụng. Điですか? Cách nhớ theo câu chuyện sẽ như sau Phải giảm cả cân thịt Đúng không? Bộ nhục có nghĩa là thịt này Ở bụng chính là chữ phúc mà chúng ta đang học Thì mới hồi phục lại được Vóc dáng hãy Đặc biệt là các bạn nữ đúng không nào? Ichi bang Haragatatsu Haragatatsu Bực mình, khó chịu Onaka Onaka Bụng Ba chữ tiếp theo là kiện, hứa và phẫu cách nhớ của chữ kiện sẽ là người dắt con bò đi kiện đúng không? Bao gồm bộ nhân và bộ ngưu. Ý chí bằng jiken jiken vụ án. nghĩa bằng joken joken điều kiện. Thứ thứ hai là chữ hứa thì chữ này sẽ mang nghĩa là tha thứ. Hay không thể tha thứ cho những người nói chuyện vào giữa trưa hãy có phải là bộ ngôn và và bộ gì đây mọi người nhỉ ngọ đúng không là giữa trưa nhá Ichiban tên men kiểu được chưa un tên men kiểu là bằng lái xe Ni bằng yudus yudus tha thứ từ số 3 là chữ phẫu chữ này thì sẽ mang nghĩa là cái lon lon chai giữa buổi trưa tôi lên núi để nhặt lon Ichiban, gan gan là các cái lon nói chung. Kanzume, kan mẹ là đồ hộp. Suy nghĩ Ưu, trọng Phật. Có lẽ chữ Ưu là chữ mà có số nét nhiều nhất trong n ba. Tuy nhiên các bạn yên tâm nhé, thử đọc câu chuyện sau đây xem có dễ nhớ, dễ hiểu hơn không này. Con người dùng tay làm 100 chiếc khăn để tặng người trong tim là người hiền lành. Hãy hiền lành chúng ta có từ gì nhỉ? Yasashi, đúng nào? Vậy là nhớ luôn được cách đọc cũng như là ý nghĩa của chữ ưu này rồi. Thì chi bằng Sugureru Sugureru là xuất sắc nói về năng lực hoặc là thành tích của ai đó. Nghĩ bằng Yasashi Yasashi, nhẹ nhàng, hiền lành. Chữ số 2 là chữ trọng. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là mối quan hệ. hãy Chắc chắn là trong phần từ vựng của N3 các bạn đã từng học từ này rồi, đúng không? Số nét cũng rất là thoáng. Tôi với người đứng ở giữa có mối quan hệ rất tốt đẹp. Hay. Vậy mối quan hệ thân thiết, đúng không? Mối quan hệ tốt đẹp chúng ta sẽ có từ Nakayoshi Nakayoshi Ni bằng Nakagai Nakagai Đúng không? Là chơi rất thân với nhau Chữ số 3 là Phật tôi là người theo đạo phật hay ở đây có bạn nào theo đạo phật không ạ chúng ta chỉ cần nhớ thêm là bộ, bộ nhân nằm ở phía bên trái thôi đúng không ý chí bằng bực kỳo phật giáo đi bằng hô tôke sa mạ đức phật hay ba chữ tiếp theo là vân truyền và chuyển chữ vân thì sẽ có cách nhớ như sau người làm nghệ thuật là cô Thảo Vân Hay, Vậy thông qua ví dụ này ít nhất chúng ta cũng đã nhớ được Vân có nghĩa là nghệ thuật rồi, đúng không nào? Cụ thể thì nghệ thuật trong tiếng Nhật các bạn sẽ có cách đọc là dứt Geizutsu Ok chưa? Okay. Ni bằng Dentogeno Dento geno là nghệ thuật truyền thống Từ số 2 Truyền trong truyền đạt Hay truyền đạt cho người tên là Vân 伝える e e bày tỏ truyền đạt mi bằng đen gông đen gông lời nhắn từ tiếp theo là chuyển chuyển là trong từ vận chuyển hay vậy là chị vân đúng không chị đây sẽ lái tức là vận chuyển ô tô ý chí bằng cố đô Korogaru là lăn trong quả bóng lăn lông lốc. Ni bằng Jitensha Jitensha Xe đạp chúng ta cùng đến với ba chữ Thức, chiến và thành Chữ thức thì sẽ có nghĩa là hình thức Đây là hình thức chiếm đoạt công lao của người khác Hãy in this card Ichiban Kabushiki gaisha Kabushiki gaisha công ty cổ phần. Ni bằng seisiki seisiki Chính thức Từ số 2 Từ chiến Chiến ở đây mình sẽ dịch là Chiến đấu Một mình cầm vũ khí Chiến đấu Ichi bang Tatakata Tatakata Đối đầu Ni bằng Ketso sen Ketso sen trận chung kết. Từ tiếp theo, chữ thành trong từ thành công. Vượt qua hàng vạn khó khăn, rồi ắt sẽ có ngày thành công. Ý chí bằng, thành công là gì các bạn nhỉ? Hay, bằng, sê cộ, hãy sê cô sơ đự bằng, can sê sư đự can sê sơ hoàn thành. Hãy chữ ghi thân, tức và tị thân thì chúng ta sẽ có ý nghĩa là gì nhỉ độc thân đúng không một mình độc thân cho tới lúc chồng gậy hãy Ichiban Dokushin xin xin độc thân Ni bằng xin chogata cậy xin chogata cậy nói về chiều cao đúng không một người nào đó cao này từ tiếp theo tức thì sẽ có nghĩa là thở đúng không nào con tim tự thở Đấy, bên trên là tự còn bên dưới là bụng tâm. Ichi bằng ikigurushi ikigurushi khó thở. Nghi bằng Kyusoku kyūsoku nghỉ ngơi. Chữ tiếp theo, tị. chữ này thì sẽ có nghĩa là cái mũi. Hãy tự mình đi ra ruộng và mũi hít hà hương lúa. Hãy ichi bằng hana hana cái mũi ni bằng hana misu hana nước mũi hãy ghi vào thủ phó và thảo chữ thủ thì sẽ mang nghĩa là phòng thủ chúng ta tham khảo câu chuyện bên cạnh nhé việc phòng thủ suốt trong nhà rất là thốn Hay, ôm một xin đôi có iti bằng. mà được mà được là bảo vệ tuân thủ ni bằng gen chữ gen tuyệt đối chữ thứ hai phó chữ này thì sẽ mang nghĩa là dính đính vân vân người mà cứ dính dính cái gì đó thì rất là là thốn ạ hai bộ này chúng ta cũng gặp rồi đúng không nào Chi bằng Katasukeru được được dọn dẹp ni bằng tsuite tsuite lấy từ động từ gốc là sức cự có nghĩa là dính chữ tiếp theo là chữ thảo trong thảo luận hãy cách nhớ trong buổi thảo luận tôi đã lỡ nói những điều rất là thốn có bộ ngôn này và bộ thốn ý chí bằng tô cay tô diễn đàn ni bằng kento sự kento sự cân nhắc Hay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp với ba chữ là sự tranh và tịnh với chữ sự thì chúng ta sẽ có cách nhớ theo câu chuyện như sau một cái miệng uốn lưỡi ba lần thì mới thành sự hay inesca rồi chúng ta cùng đi vào các từ vựng nhé ý chí bằng yoji yoji việc bận ni bằng daiji daiji quan trọng chuyển xuống chữ thứ hai là tranh trong từ chiến tranh được không nào? Vậy là mình có câu chuyện rất ngắn gọn. Cứ yo là chiến. Thì các bạn thấy có thú vị không ạ? Phần bên trên là cự trong bảng chữ cái katakana, đúng không? Bên dưới thì nhìn rất giống với chữ yo, cứ yo là chiến. Arasoi. Arasoi, một danh từ đúng không? Dịch là cuộc chiến, xung đột. San bằng. Senso. Senso, từ này thì các bạn học lâu rồi đúng không? Từ sơ cấp, đây là từ chiến tranh hãy chữ tiếp theo là chữ tịnh cạnh tranh để lấy nước sạch sạch đúng không thanh sạch chính là ý nghĩa của chữ tịnh này Ichiban chi bằng cả cả thanh lọc như băng senjo senjo là rửa trong rửa xe chẳng hạn hãy chị kĩ ikimasho nhanh nghịch và tuyển Nganh thì có nghĩa là nhanh đón chúng ta sẽ có cách nhớ như sau Tôi nganh ngang trên đường đi đón bạn Hãy, vậy mọi người có nhớ từ đón là gì không nhỉ? Mực cay được Mực cay được Đúng không? Là đón này Chữ thứ hai Càng ghê cay Càng ghê cay Tiệc chào mừng tức là tiệc nganh đón ai đó Chữ số hai Nghịch Nghịch ở đây là trong từ nghịch cảnh rồi là đối nghịch Tức là thể hiện cái sự trái ngược đấy Ichiban ngược ni đảo ngược ni bang sakarau sakarau là chống đối ví dụ như là chống đối bố mẹ Oya ni sakarao chữ tuyển tuyển là trong từ tuyển thủ họ có 22 tuyển thủ cùng nhau trên đường ra sân Hay, in the scar 1 Sen, -shu. Sen -shu. tuyển thủ 2 bằng sen ta lựa chọn theo là viên tổn và thưởng viên thì là trong từ nhân viên chúng ta gặp quá nhiều rồi đúng không nhân viên đi làm lấy tiền để nuôi cái miệng vậy nó cấu thành từ hai bộ rất cơ bản là bối tiền này và khẩu là miệng thôi hãy chi bằng sai in sai in nhân viên công ty Ni bằng Zen nin Tất cả các thành viên Chữ thứ hai là tổn trong từ tổn thương Bộ bên trái các bạn nhìn thấy ngay Đây là cái tay đúng không Tay của nhân viên Bị tổn thương Hay, Vậy tổn thương trong tiếng Nhật là gì nhỉ Ichi bằng Sokonao Sokonao là tổn thương nghiêng về những nét nghĩa trừu tượng ví dụ như là tổn thương làm hại đến một cái gì đấy như là mỹ quan cảnh quan tâm trạng vân vân soncho đó là việc hư hại chữ số 3 là chữ thưởng trong từ phần thưởng giải thưởng hãy tiếp tục thì chúng ta vẫn lấy gốc là bộ viên đúng không khi nhân viên nhận được phần thưởng thì sẽ đổi mũ vương miệng hả thì các bạn sẽ thấy là những cái nét bên trên mình sẽ coi như là một một cái mũ nhá 1. 賞状.賞状 bằng khen. Shōkin. Shōkin tiền thưởng. Ba chữ tiếp theo là phụ, bại, Tán Hay phụ thì có nghĩa là thua, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chữ cứ này của chúng ta đúng không? Cứ thua là mất tiền, vẫn là bộ bối vẫn liên quan tới tiền. Ichiban. seo Seo là đeo trong đeo cặp này. Ni bằng Phu tang. là tự chi trả. chữ thứ hai là chữ bạn. Chữ này thì cũng mang nghĩa là thua và tiếp tục vẫn là có bộ bối đúng không nào? Khi thua trận thì vừa mất tiền lại còn vừa bị đánh nữa. Hay. Ichi bang. Yabureru. Yabureru. Âm cương nhô mị đúng không? Bị thua. Ni bằng show hai show hai thắng thua Chữ số ba là tán trong tứ tán thành tán đồng sẽ nhớ như sau bố mẹ tán thành cho lấy hai chồng cho nhiều tiền đúng không bên trên là phu thì có hai ông chồng thì sẽ càng nhiều tiền ideska nhớ là tán thành nha ý chí bằng giga di sang tự khen nghi bằng san se san se đồng ý. Chúng ta cùng chuyển sang ba chữ tiếp theo vẫn liên quan tới bộ bối là thải phí và mộng. Thải thì sẽ mang nghĩa là cho vay hoặc là cho mượn. Các bạn có nhận ra bên trên là bộ gì đây không ạ? bố đại đúng không? Thời đại nào thì cũng phải cho vay tiền thôi. Idesca, chỉ bằng teucas, teucas. T là cái tay, cho mượn tay tức là mình đang ra tay giúp đỡ đúng không nào? Chin tay là cho thuê, có chung cư cho thuê chẳng hạn Chin tay mang sông Chữ tiếp theo là chữ phí Phí này là liên quan tới các khoản tiền Hay, Vậy số tiền phí để mua hai cái cung tên hai cái cung tên chính là từ nét số 1 cho tới nét số 3 Chúng ta có cung tên để thế nào Sô hi Người tiêu dùng Gạc cư hi Học phí Chữ tiếp theo là chữ mậu. Chữ này thì sẽ liên quan tới ngoại thương, liên quan tới thương mại. Y Thi vào đại học ngoại thương để kiếm tiền học bổng đi du học. Ở đây có bạn nào đang học trường ngoại thương không ạ? Vậy trường của mình trong tiếng Nhật gọi là gì đấy? Hà Nội Boeki Đại cơ Được chưa nào? Đại học ngoại thương Hà Nội Boeki nhé. Còn nếu Boeki đứng một mình thì chúng ta có thể dịch là thương mại là mậu dịch trao đổi buôn bán giữa hai nước chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học về chữ kết, hội và tổ. Chữ kết thì sẽ gồm hai bộ. Bộ bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ mịch là sợi chỉ rồi, đúng không? Còn bên phải, sự tốt lành ở đây chính là bộ cát ấy mọi người. Hay, vậy là người ta sẽ dùng sợi chỉ để kết nối những điều tốt lành. Hay. Ý chị bằng âm cương đầu tiên. Musubu. Musubu nó có nghĩa là buộc là thắt, ví dụ như là buộc dây dày này. Ngoài ra nó còn có một ý nghĩa nữa là ký hợp đồng trong ví dụ số 1, keiyaku o musubu. Ni bằng kekkon. Kekkon, từ này thì chắc hẳn ai cũng biết rồi đúng không? Chính là kết hôn. Hãy chữ kỵ. Đến với chữ hội thì hai bộ ở đây cũng rất là cơ bản là mịch và và bộ hội luôn đúng không? Thì là sự gặp gỡ. Vậy là câu chuyện họ gặp nhau để theo bức tranh bằng chỉ Vậy hội ở đây là trong từ hội họa là tranh Được thế nào? Ichi bằng Kai ga ten Kai ga ten Triển lãm tranh E truyện Chuyện tranh Chữ tiếp theo là chữ tổ Chữ này thì sẽ mang nghĩa là lắp ráp này Hoặc là lớp này Hãy chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện ghi nhớ như sau này Tổ hợp là các sợi dây Liên kết các con mắt với nhau Hãy đi đến 1番 同じ組,同じ組 là cùng lớp. 2番 番組,番組 bang. Bang bang chương trình. Chữ tiếp theo là chữ hệ, biên và tục. Hệ thì sẽ có nghĩa là mối quan hệ. Hãy chúng ta cùng ghi nhớ như sau ạ. Mối quan hệ của con người mong manh giống như là sợi chỉ có bộ nhân và và bộ mình đúng không nào? 1. かかりんかかりん quản lý. 2 bằng kangke kê liên quan. Chữ tiếp theo là biên trong từ biên tập này hoặc là từ đan ạ đan trong đan len nhé. Ngồi bên cửa vừa đan chỉ vừa đọc sách. Đó, mọi người thấy không? Các thành phần nó rất là liên quan tới nhau. Có mịch là chỉ này, rồi đây là gì? Là cánh cửa tộ chúng ta đã từng học rồi, được không nào? Và đây là sát sự cuốn sách. Ý bằng bảng. Henshu. Henshu chỉnh sửa. Ni bảng. Ami mono, ami mono, đan len. Đấy, đến với chữ tục thì nó sẽ mang nghĩa là tiếp tục, được chưa nào? Tiếp tục bán chỉ, đây là ưu đựng, là bán đúng không nào? Tiếp tục bán chỉ. Ichiban Keizoku. Keizoku. Tiếp tục. Ni bang. Denzoku. Liên tiếp. Tiếp tục vẫn là ba chữ có chứa bộ mịch đó chính là thiệu, miên và tuyến. Thiệu thì sẽ có nghĩa là giới thiệu, đúng không nào? Triệu tập mọi người tới để giới thiệu các loại chỉ. Hai, Ichiban shokai, shokai, giới thiệu. Vậy giới thiệu bản thân là gì nhỉ? Jiko shokai, jiko shokai, hai, ii desu ne. Chữ tiếp theo, miên, chữ này thì sẽ có nghĩa là bông. Hai, chiếc khăn màu trắng được làm từ chỉ bông, ii desu Bông thì sẽ có cách gọi trong tiếng Nhật là wata, wata là bông gọt tay nhồi bông. chữ thứ ba tuyến là trong từ tuyến đường. hãy thả sợi chỉ trắng xuống nước để đánh dấu tuyến đường. Ichiban sen sen là tuyến nói chung. nibang chọc cư sen, sen đường thẳng. hãy Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bốn chữ nhé Thỉ, hậu, thất và chật Thỉ thì sẽ có nghĩa là mũi tên Vậy chúng ta hiểu là mũi tên bắn lên trời Đúng không? Có bộ thiên đây rồi Hay. Vậy mũi tên chính là từ Yajirushi Yajirushi Mũi tên Thế tiếp theo hậu là trong khí hậu Một ngày có khí hậu đẹp Đúng không? Chúng ta rủ người yêu đi bắn cung Hay, omoshiroi ne Ichi Kiko Kiko, Kiko. Khí hậu Ni bằng Tên cô Tên cô Thời tiết Chữ thứ ba Thất là trong Thất nghiệp Ông chồng thất nghiệp Cầm CV Đi xin việc Hai, ông chồng là bộ phu đây rồi, đúng nào? Chúng ta nhớ thêm một nét ở phía bên trái nữa thôi. Shitsudei, today xin phép. Shitsugyo, Sitsugyo Thất nghiệp Chữ tiếp theo Chật là trong trật tự Trật tự của xã hội sẽ bị đảo lộn Nếu người nông dân trồng lúa bị thất nghiệp Các bạn thấy có bộ gì nhỉ? Hòa, lúa đúng không? Và tiếp tục vẫn là bộ thất mà chúng ta vừa học ngay bên trên Và có một từ vựng duy nhất Trật tự luôn chính là từ Chichuzo Chichuzo Sigi Thuế Thuyết và thoát thuế thì sẽ có nghĩa là tiền thuế đúng không ạ? chúng ta sẽ có cách nhớ như sau nhé. Anh trai bán hai tạ lúa để đóng thuế. Hai, itipăng, dây kiêng, dây tiền thuế ni bằng, Jo dây, tăng thuế. Chứ tiếp theo là thuyết trong từ thuyết minh, giải thích. Hãy anh trai nói đi nói lại về việc bị cắm sừng. Hãy, vậy chúng ta sẽ có thêm bộ ngôn chính là nói đúng nào? Ichiban tố cự giảng giải. Ni giải thích. Chữ thứ ba thoát là trong từ thoát y có nghĩa là cởi ra đúng không ạ? Anh trai cởi giày đi vào nhà hàng thịt nướng. Tại sao lại có câu chuyện này nhỉ? Anh trai, đây đúng không? cởi là chữ thoát này còn đây chính là bộ nhục mang ý nghĩa là thịt mọi người nhé chi băng nui đệ nui đệ là cởi cởi quần áo này rồi tiếp tục chúng ta sẽ sang với ba chữ tài bôi và mai tài là trong từ nhân tài các bạn có thể tham khảo cách nhớ như sau nhân tài của làng hãy vậy đặt cái chữ làng mưa ra ở đây cho các bạn vừa học vừa phân biệt luôn sự khác biệt của nó để khi đi thi đỡ bị nhầm lẫn nhé. Ichiban Giai điệu Giai điệu Nguyên liệu Ni bằng Một cư dây Một cư dây Gỗ Thứ thứ hai là bôi Trong uống rượu dao bôi đấy ạ à. Được chưa nào Cái chén không nhất thiết phải làm bằng gỗ Đều xuất phát từ mộc là gỗ Bây giờ chúng ta thêm phấn Không đúng không? Bộ bộ bất được chưa nào? Không nhất thiết phải làm bằng gỗ Ichiban Seipai Say it Cố gắng hết sức mình Ni bằng Cam bay Cam Từ này thì chắc không bạn nào là không biết đúng không? 1, 2, 3 rô Nâng cốc Chữ tiếp theo Mai Chữ này là một đơn vị dùng để đếm các vật mỏng Các bạn còn nhớ không? Những vật mỏng bằng gỗ do bố dưỡng làm Hay Vậy vật mỏng chúng ta có cách gọi là gì nhỉ? Mai Mai sư Mai sư là số tờ, số tấm Thứ hai, ni mai. Ni mai là hai tờ, có thể là tờ giấy, rồi tấm vé, vân vân. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng học về chữ bảo, diệp và cha. Chữ bảo thì sẽ có tổng cộng là ba bộ thủ đúng không? Nhân đứng này, khẩu này và mộc hay con người truyền miệng để bảo vệ cây cối. Được rồi, bảo vệ là gì nhỉ? Hồ gỗ. Hồ gỗ sư Bảo vệ. Ni bằng. Tamo tzu. Tamotsu giữ gìn. Tiếp theo, diệp là trong diệp lục liên quan tới lá. Hay thế giới trên cây có cỏ và lá. Đó mọi người nhìn thấy không? Chữ Sekai thế giới này, cây này rồi đây là bộ thảo là cỏ. Ichiban lá sẽ được gọi là happa. Happa ni bằng kotoba. Kotoba là lời nói hoặc cũng có thể là từ vựng mà chúng ta đang học đây đúng không nào? tiếp theo cha là trong từ điều tra điều tra cái mắt nằm dưới gốc cây hai iti bang Chô chosa điều tra ni bằng ken sả ken là kiểm tra xét nghiệm tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ba chữ vẫn chứa bộ mộc nhưng mà số nét đã tăng hơn rất là nhiều rồi chính là bổng cơ giới bổng thì sẽ có nghĩa là cây gậy vậy chắc chắn cây gậy này sẽ được làm bằng gỗ rồi đúng không và nó là của mùa xuân mang tên là kỳ hãy cùng đi vào từ vựng nhé itchibang bu bu là cây gậy nói chung nibang tetsubo tetsubo là gậy sắt hay chúng ta còn có cách gọi là đu xà tetsubo de asobu. hãy tiếp theo cơ là trong từ cơ hội Ngoài ra nó còn trong từ máy móc chẳng hạn Chúng ta thử đi vào cách nhớ này Cái máy làm bằng gỗ thì bao nhiêu tiền? Các bạn còn nhớ từ bao nhiêu không? Ikura, đúng không? Chính là cái cái phần bên phải mà chúng ta đang để ở đây nhé Ichiban Kikai Kikai Cơ hội Ni bằng Ki cẳng cẳng Hệ thống Tiếp theo là chữ giới Chữ này thì sẽ có nghĩa là máy móc cảnh báo có kẻ chặt cây để làm máy móc và máy móc chúng ta có từ gì nhỉ kỳ cai kỳ cai giải quyết xong bộ mộc rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bộ thủy nhé băng vĩnh và vịnh cách nhớ chữ băng như sau băng được hình thành từ nước và khi đông lại thì chỉ có một cục thôi một khối băng thôi đi đi là đá bào. Hãy mình sẵn, ta biết mắt cả. Nhi bằng, Kuri, đi. đi là đá. Đá mùa có mini rồi là đá chúng ta cho vào nước uống đó. Chứ tiếp theo, Vĩnh là trong từ Vĩnh Cửu, Vĩnh Chú. Nước là một trong những thứ tồn tại Vĩnh Cửu. Hãy, Ichi bằng, Eju, Eju, Vĩnh Chú. ni bằng, eq eq vĩnh cửu hoặc là mãi mãi. Chứ tiếp theo, chữ vịnh, chữ này mọi người thấy quen không ạ? Chúng ta học từ n năm rồi đúng không? Chính là bơi. Hay vậy để bơi vĩnh viễn cần có nước. Hay bơi là gì nhỉ? ô Oyoga. Hay. Tiếp theo, CA, CA là bơi lội. Tiếp tục chữ các lạc và cách các thì có nghĩa là các người, các quốc gia chẳng hạn này, được chưa ạ? Chúng ta có cách nhớ như sau. Mỗi người được giơ tay và dùng miệng nói một lần. Hãy, ý chí bạn, các nước chúng ta sẽ có từ các cô cỡ, các cô cỡ, bằng, các cư di, các cư di, mọi người. Tiếp theo, lạc, lạc là trong từ liên lạc, đúng không? Ngoài ra, nó còn có một nghĩa nữa Chính là từ mắc mà lên tới tận N3 Chúng ta mới gặp đây đúng không ạ Cái chân bị mắc vì có chỉ ở khắp nơi Hai Âm cư yomi ichiban Karamaru Karamaru là mắc Ni bằng Den lạc Den Hai từ này quá quen rồi Liên lạc Chữ thứ ba Cách là trong từ Tính cách Các cây trong vườn đều có tính cách hay mộc là cây và các là các luôn đúng không nào? Ichi bằng, xây ca cự xây ca cự tính cách ni bằng Jinkaku ca Jin cự ca cự nhân cách hãy tiếp tục sẽ còn sót hai chữ liên quan tới bộ các nữa chính là lạc và lộ cách nhớ của chữ lạc như sau thảo vẽ bậy khắp nơi, thảo là bộ thảo rồi đúng không? Còn từ vẽ bậy là gì thì chúng ta cùng nhìn ví dụ bên dưới nhé. Ichi bagu. Ochita. ochita. là trượt, trượt kỳ thi. Ni bagu. Dakugaki. Dakugaki đây chính là vẽ bậy đấy mọi người ạ. Chữ lộ thì sẽ mang nghĩa là tỉnh lộ, quốc lộ vân vân liên quan tới con đường đúng không nào? Dấu chân trên khắp các con đường. Hãy chân này, các này và suy ra được con đường. Ichiban Doro Doro là con đường Và thường thì chúng ta sẽ gặp từ đường cao tốc Sẽ có cách đọc đầy đủ là Kosoku Doro Nhi bằng Senro Senro Đường dây Hãy tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang Thân, thần và ác rồi, chúng ta cùng đi vào cách nhớ của từ thân này. Người ta nói chiều cao của tôi tăng lên. Hay tăng lên chính là âm cân của từ thân. nobi được Tăng lên. Ni bằng. Nobasu. Nobasu là từ vươn. Ở trong ví dụ này là vươn tay tức là mình phải kéo dài ra. Được chưa ạ? Thần thì sẽ mang nghĩa là thần linh. Thần linh đích thân nói ra chỉ thị. Ý chí bằng. Thần linh là kami. Kami. Ni bằng đền thờ jinja jinja từ thứ ba áp từ này có nghĩa là ấn nhấn đúng không chúng ta phải dùng cái gì đấy dùng tay ấn vào chiếc mai rùa hay vậy ấn là gì nhỉ ô sự ô sự ni bằng ô sai được ô sai được có nghĩa là che ví dụ như là che miệng khi hắt xì hơi này chúng ta cùng tìm hiểu các chữ hán liên quan tới bộ ngôn nhé đầu tiên là dịch ký và thiết Dịch thì mang nghĩa là phiên dịch, biên dịch luôn, đúng không nào? Người mà đang nói bằng miệng chính là người đang dịch Dịch thì mình sẽ có cách đọc là Yakusu Yakusu Dịch Ni bằng Iwake Iwake Chắc hẳn các bạn đều biết đến từ này rồi, đúng không? Chính là bao biện Tiếp theo, ký là trong từ nhật ký Nhật ký là để nói lại những điều của bản thân mình bố kỷ mang nghĩa là bản thân ý Kiji bằng dị kỳ dị bài báo ni bằng an kỵ an kỵ học thuộc lòng chữ thứ ba thiết là trong từ kiến thiết thiết kế ông giám đốc bảo chính là từ ngôn nói đúng không thiết kế cho tôi một cây lao thật đẹp Ichiban kensetsu chữ Ken là kiến thiết, xây dựng. Ni bằng settei đặt ví dụ như đặt báo thức. Ada mo settei suru. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chữ tín, nhận và điều. Tín thì là trong từ tín hiệu hoặc là tin tưởng. Câu chuyện ghi nhớ như sau. Con người tin tưởng nhau qua lời nói bộ nhân và bộ ngôn thành ra được chữ tín. Ok chưa nào? Ichi bằng Shingo Shingo đèn tín hiệu giao thông Ni bằng Shinjirarenai, Shinjirarenai. Không thể nào tin được Chữ thứ hai Nhận là trong thừa nhận Hay. Vậy là tôi thừa nhận đã nói ra những điều khó nghe bởi vì không nhẫn nại được. Ý được Nin tê sổ Nin tê Giấy chứng nhận Ni bằng mitome mê được được Thừa nhận Tiếp theo, chữ điều là trong từ Điều tra Hãy nói với mọi người xung quanh rằng Tôi sẽ điều tra vụ việc này Hãy Ichiban, âm cơn. Totono được -er. Mình sẽ dùng là nêm nếm gia vị 味を整える2 bằng 調べる調べる là điều tra, tìm hiểu 次, chúng ta cùng học về ba chữ có chứa bộ cung nhé dẫn, đệ và loan Cách nhớ của chữ dẫn sẽ như sau kéo dây cung và bắn cung tên Hãy Ichi bang kazeo hiku Kaze hiku Bị cảm cúm Ni bằng mam piki mam piki ăn cắp vặt Chigi. đệ hãy chúng ta ghi nhớ em trai dùng bút làm từ trúc để viết bài học đầu tiên hãy mặc dù hán việt là chữ đệ nhưng nó sẽ hơi khác so với đệ là em trai nên mọi người để ý và phân biệt luôn nhé ý chi bằng dai ikai mẹ dai ikai mẹ là đầu tiên ví dụ như buổi học đầu tiên bản tin đầu tiên ni bằng shidai ni shidai ni dần dần tiếp theo loan chữ này thì sẽ mang nghĩa là vịnh vịnh thì chắc chắn là phải có nước rồi đúng không bộ thủy này và nó có màu gì nhỉ màu đỏ hình vòng cung bằng tokyo wan tokyo wan vịnh tokyo Nhi bằng One night One night trong vịnh chúng ta sẽ cùng chuyển sang bộ gì đây nhỉ hỏa có nghĩa là lửa đúng nào với ba chữ viêm đàm thiêu viêm thì là trong tứ viêm họng đúng không bị viêm họng đau như là có hai ngọn lửa đang cháy trong họng vậy Vậy chỉ là hai bộ hỏa chồng lên nhau thôi chị bằng enjo En jo, bùng cháy Ni bằng En sho En sho là bị viêm Tiki Đàm Đàm ở đây sẽ mang nghĩa là tư vấn Tư vấn mà nói đến mức mà viêm họng luôn Hãy rất là nhiệt tình đúng không nào Ichi bằng Jo dang Jo dang Nói đùa Ni bằng so đăng so dang tư vấn sô đăng cậy hội tư vấn nghị thiêu thiêu ở đây là trong từ thiêu đốt từ nướng được chưa ạ đốt 10 ngọn cỏ bằng lửa thì chỉ còn mỗi góc thôi Đấy ý chí bằng en -shô, en -shô, cháy lan ra ni bằng Yaku Yaku nướng tiếp tục sẽ là bốn chữ huyệt đột, thâm và thám. Hãy để nhớ được chữ huyệt chúng ta sẽ có câu chuyện như sau. Trong nhà có 8 cái lỗ. Hay vậy huyệt sẽ mang nghĩa là là cái lỗ được chứ nào? Ý chí bằng ăn ạ cái hang, cái lỗ. Ni bằng Otoshiana Otoshiana cái bẫy. Sugi. đột là trong từ đột phá, đột nhiên. Hãy bên dưới các bạn nhìn thấy cái gì không nhỉ? chữ đại đúng không vậy là đột nhiên bị rơi xuống một cái hang rất lớn hãy iti bằng tô tử. đâm vào đâm vào đây là va chạm xung đột ni bằng tsu to tsu bị tông từ phía sau tiếp theo thâm là trong tứ thâm sâu là sâu sắc Hãy. vậy là trong cái hang sâu đúng không? Có cả cây và nước. Hãy, Ý chí bằng phu cây. cây một tính từ đuôi y và có rất là nhiều ý nghĩa, ví dụ như là uh, ý nghĩa sâu xa này, rồi là kiến thức, tri thức rất là thâm sâu, uyên bác được chưa nào? Nghi bằng phu ca Phu kamade. hãy nó rất là hay đi cùng với từ aki. Aki các bạn nhớ không nhỉ? Mùa thu đúng không nào? Aki ga fukamaru là càng vào thu Tiếp theo, thám là trong từ thám hiểm là trinh thám. Hay, bộ gì đây nhỉ? Thủ đúng không? Cái tay này, tìm kiếm cái lỗ ở trên cây. Hãy, ichiban, saguru, saguru, mò, tức là cũng lần tìm rồi lần mò đấy. Ni bằng, sagashimono, sagashimono là đồ mà chúng ta cần tìm. Còn động từ gốc sẽ là sagasu, sagasu, tìm kiếm hạnh. Tiếp theo sẽ là bốn chữ có chứa bộ khẩu cái miệng nhé. Quân, thương, phủ và hướng. Chữ quân thì sẽ có cách nhớ vô cùng thú vị chính là Corona tránh xa em ra. Em chính là ý nghĩa của từ từ quân được chưa nào? Còn cô nét 1 nét 3, đô là 5 6 7, na chính là 2 và 4. Hay i desu ka? Ichi bang kimi kimi em ni Tanaka-kun Tanaka-kun anh cậu Tanaka tiếp theo thương thì sẽ là trong từ buôn bán thương mại Được chưa nào đứng nói ở gian hàng có rèm để bán sản phẩm hãy chỉ bằng show tên gai show tên gai khu buôn bán ni bằng show bay việc buôn bán tiếp theo phủ là trong từ gì nhỉ? Phủ định hoặc là phủ nhận này. Đấy, vậy là miệng đã nói không để phủ nhận. Ok chưa? Ichibang. Hitei, Hit bác bỏ, phủ định. Ni bằng kyohi, kyohi từ chối. Cuối cùng, hướng là trong từ phương hướng, idesuka. Mọi người xung quanh hướng về cái miệng đang nói. Hãy âm cân đầu tiên. Mực ca ở mực ở là hướng về Tokyo hay mình có dịch là đi Tokyo. Ni bằng mực cô mực cô là phía bên kia. Hãy, tiếp nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với bốn chữ tiếp theo. Phản 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 và bạn quá nhiều chữ phản đúng không nào? Chữ phản đầu tiên sẽ mang nghĩa là phản đối. Hãy, cứ đi ra sườn núi bộ hán đúng không nào thì lại bị phản đối ok chưa ichi bang âm um, cư yomi sorasu sorasu uốn ví dụ như là uốn nửa thân trên ni bằng han tay han tay là trái ngược là phản đối tiếp tục với chữ phản số 2 thì sẽ mang nghĩa là gì nhỉ là quay lại hoàn trả chứ nào phản đối việc đi trên đường để Trả đồ Hãy Ichiban Furikaeru Furikaeru Quay người lại Ni bằng Henshin Henshin Hồi âm Tiếp tục Vẫn có Hán Việt là chữ phản Thế nhưng mà chữ này sẽ liên quan tới Con dốc ạ à. Phản đối việc Leo dốc làm bằng đất Có thêm bộ thổ đúng nào Ichiban Sakamichi sakamichi con đường dốc ni bằng saka saka dốc tiếp theo bản chữ này thì sẽ mang nghĩa là tấm ván, tấm gỗ hãy phản đối việc chặt cây để làm tấm ván idesuka 1 kino ki no ita ki no ita tấm gỗ ni bằng kokuban kokuban bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng chuyển sang bộ tử có nghĩa là là đứa bé là trẻ con đúng không nào? Nhũ, tồn, quý và hậu. Chữ số 1, nhũ thì sẽ có nghĩa là sữa được chưa nào? Các bạn tưởng tượng nhé. Cánh tay của một đứa bé này đang bám vào ngực mẹ để tì sữa. Hãy chứ bác. Niu xị. Niu xị răng sữa. Ni bằng chichi shibori chichi shibori vắt sữa bỏ tồn tồn là trong từ gì nhỉ tồn tại đúng nào vậy có một đứa trẻ này tồn tại ở phía bên phải ok chưa Ichiban Sonzoku Sonzoku son cự tồn tại nì bằng hồ dôn lưu lại tiếp theo chữ quý quý ở đây thì sẽ mang nghĩa là mùa mà hay vậy là mùa lúa sẽ sinh ra quý tử sở dĩ là có chữ lúa bởi vì chúng ta có từ nét 1 cho tới nét số 5 sẽ là là bộ hòa như thế nào ý chí shiki shiki bốn mùa ni bằng kisetsu kisetsu mùa tiếp tục sẽ có chữ gì ạ à? hậu hậu Đứa con mặc chiếc áo dày leo lên sườn núi để ngắm mặt trời. Hãy vậy thông qua câu chuyện các bạn cần ghi nhớ hậu sẽ mang nghĩa là là dày được chưa nào? Dày ở đây là chỉ miếng bít tết dày này rồi là quyển sách dày hoặc là cái chăn cái đệm dày. Ok chưa? Ichiban atsui atsui dày. Ni bằng onko onko điểm đạm hãy tiếp tục chúng ta sẽ có bộ hỏa đúng nào hỏa có nghĩa là lửa hãy vô điểm nhiên nhiệt vô thì có nghĩa là không đúng không có chuyện ghi nhớ như sau hàng rào bị ngọn lửa thiêu đốt không còn gì cả hãy ít chí Mukyu mưu kêu kêu là không nghỉ ni bằng bư dị bư dị an toàn Thế tiếp theo điểm là trong từ điểm số đổi chúng ta sẽ dùng ngọn lửa này để bói xem được bao nhiêu điểm chi bằng đô tên đô tên là tỷ số hoa tức là đồng điểm giống điểm nhau ni bằng tên sự tên sự điểm số tiếp theo chữ nhiên là trong từ nhiên liệu, hãy đốt miếng thịt chó hai lần lửa đúng không? các bạn nhìn thấy có những cái bộ nhỏ thành phần để lắp ghép thành câu chuyện này chưa? đốt tức là thui đúng không? miếng thịt chó qua hai lần lửa. Ichi chi bằng moe được moe được là cháy. ni bằng moya mojasu là đốt. cuối cùng với từ nhiệt thì sẽ là trong từ nhiệt độ luôn, nhiệt độ hoặc là nhiệt tình nhé. Hãy câu chuyện này. Trước tiên, đất thì phải được nặn thành hình tròn và dùng lửa để nung với nhiệt độ cao. Ý đến sắc. Ý bằng âm mị. Atsui. Atsui là nóng. Ni bằng. Neshin. Neshin. Nhiệt tình. Hãy, tư quá. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bộ dương. Bộ dương các bạn có biết nghĩa là gì không nhỉ? là con cừu đúng không ạ? Vậy bốn chữ liên quan sau đây sẽ là dương, sai, trước và nghị. Làm sao để nhớ được dương là con cừu bây giờ? Chúng ta cùng thử nhìn vào ví dụ xem sao nhé. Ông vua này mọc hai cái sừng và đuôi nên biến thành con cừu luôn. Hay. dị bạn. Hitsuji. dị con cừu. Ni bằng. Yomo. Yomo lông cửu. tiếp theo, sai là trong sự khác biệt ạ. À? Vậy chúng ta sẽ có cách nhớ là sự khác biệt giữa con cừu và người khi làm việc ở công trường. Hay, chúng ta có thêm bộ công. saga Sagad. Sagad là có sự khác biệt, có sự khác nhau. Ni bằng. Hizashi. Hizashi là ánh nắng. Tiếp theo, trước. Trước thì sẽ có nghĩa là mặc thế nào? Mặc chiếc áo lông cừu rất bắt mắt. Hai. Từ số 1. Kimono. Kimono các bạn đều biết rồi đúng không? Trang phục truyền thống của Nhật Bản. Tiếp theo là gì nhỉ? Shitagi. Shitagi là đồ lót, còn động từ mặc thì sẽ là từ kimas. Kimas. Tiếp theo, như bằng, chúng ta có từ tsuku. Tsuku cự là đến, ví dụ như đến trường, đến nhà ga Cuối cùng, chữ nghị là trong hội nghị Vậy, hội nghị là để làm gì nhỉ? Cùng nhau nói về việc chú cừu của chúng ta Đấy chứ ạ, có bộ ngôn và dương, được chứ nào? 1. Cai ghi chư Cai ghi chư, đang học bằng Cai ghi xích Cai ghi phòng học hãy suy nghĩ kỹ trực thực trị và trí trực thì là trong từ trực tiếp đúng không chúng ta có câu chuyện mười con mắt chờ xem live stream trực tiếp iti bang shoji ki shoji ki chân thật bang. Dadachi ni bang tadachi ni tadachi ni ngay lập tức tiếp theo Thực là trong từ thực vật chẳng hạn, trồng cây chẳng hạn, đúng không nào? Vậy mình có là gì nhỉ? Trồng cây trực tiếp. Hãy trồng lá ưa được Ưa đỡ. Ni bằng. Shokubutsu. Shokubutsu. Thực vật, cây cỏ. Tiếp theo, chữ trị là trong giá trị. Hãy, mình có thêm bộ nhân đứng, phải không nào? Con người trực tiếp tạo ra giá trị chị bằng tayxi này tayxi này không đáng kể được chưa không đáng không đáng ni bằng nê đăng nê đăng giá cả hãy tiếp theo trí là trong từ bố trí được chưa ạ bố trí đặt một cái võng sau đó trực tiếp quan sát hãy chi bằng ý ý trị vị trí ni bằng ui tạm tức là lấy từ động từ gốc ô cự ô cự đặt để bốn chữ tiếp theo là khiếm thứ âu và suy đầu tiên thì chúng ta cần hiểu khiếm có nghĩa là gì khiếm khuyết là thiếu được chưa mọi người hãy câu chuyện sẽ nhớ như sau thiếu người trên đầu có buộc khăn hãy ý chí bằng kê được được chính là từ thiếu này ni bằng kệ tên Kết tên khuyết điểm thứ thứ là trong từ tiếp theo luôn đấy ạ đến bước tiếp theo thì thiếu mất bằng hãy vậy tiếp theo là gì mọi người nhỉ tsugi đúng không chính là chữ hán này nhá ý chí bằng tori tsugi tori tsugu. chuyển trong chuyển điện thoại ni bằng jikai Ji Kai, lần tới, lần tiếp theo. Tiếp tục chúng ta sẽ học về chữ Âu. Âu là trong Châu Âu. Hãy khu vực không thể thiếu trên thế giới là là Châu Âu. Ý khi bạn Châu Âu đọc là gì nhỉ? U chữ U chữ. Hãy như bằng các nước Âu Mỹ chúng ta có từ Âu UB Âu Hãy chữ thứ tư. Suy, chữ này thì mang nghĩa là thổi trong gió thổi. Đấy, vậy mình có cách nhớ như sau nhé. Thổi bằng mồm thì vẫn thiếu lực để tắt được lửa. Đấy, vậy gió thổi chúng ta có cả một cụm từ là kaze ga fuku. Kaze ga fuku. Đố mọi người đây là bộ gì nhỉ? Bộ bộ lập có nghĩa là đứng đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng học bốn chữ tiếp theo cùng liên quan tới bộ lập này nhé. Vị, bội, khớp và rực vị thì sẽ có nghĩa là vị trí Hay chúng ta sẽ có cách nhớ như sau người nào đứng ở vị trí người đó đúng không có người và có lập là từ người đứng vị trí ý chia bằng chi chi vị trí ni bằng chị ý chị vị trí tiếp theo với chữ bội thì nó sẽ có nghĩa là gấp bội đấy ạ hay, tiếp tục vẫn có nhân này người đứng ở kia thì mồm mép gấp bội người khác Ichiban sanbai sanbai là gấp 3 lần ni bằng hito ichibai hito bay là gấp đôi người khác chữ tiếp theo Khớp. có thêm bộ thủy ở phía trước chứng tỏ là có nước rồi đây đúng không vậy chính là là nước mắt đấy ạ có một người đang đứng khóc chảy ra nước mắt hãy khóc là gì nhỉ na cỡ khóc ni bằng gu kiu gu kiu khóc nước nở chữ thứ tư rực rực ở đây là trong từ hôm sau hoặc là kế tiếp hãy chúng ta có câu chuyện như sau này ngày kế tiếp chú chim đứng dậy và giang đôi cánh bay lên đây chính là cái cánh được chứ nào bằng Yoku asa. yoku asa, Sáng ngày hôm sau. Ni bằng. Yokutoshi. Yokutoshi. Hoặc là Yokunen. Yokunen đều là năm kế tiếp. Hãy, bốn chữ tiếp theo sẽ là sát, đầu, dịch và đoạn. Sát ở đây là trong từ sát hại hoặc là từ tự sát nhé. Chúng ta có cách nhớ là bị sát hại bằng cây thương tẩm thuốc mê. OK,ですか? Okay, Ban Goros là giết Ni Ban Satsujin Satsujin Giết người, sát nhân Thế Tiếp theo, chữ đầu Đầu là trong đầu tư hãy Dùng tay để ném cây thương ra xa Các bạn còn nhớ động từ ném có cách đọc là gì không ạ? Nage được Nage được Ném, ví dụ như là ném bóng Thế còn đầu tư thì sẽ dùng từ gì nhỉ? Toshi, Toshi, idenet. Chuyển xuống chữ tiếp theo là chữ dịch. Hây, chữ này thì sẽ mang nghĩa là là vai trò được chưa ạ? Khi ném cây thương thì vai trò của chân trái rất quan trọng. Yaku-in Yaku-in cán bộ cấp cao. Nibang, siyakusho, siyakusho tòa nhà thị chính chữ thứ tư là chữ đoạn chữ này thì sẽ mang nghĩa là bậc thang hãy chúng ta có câu chuyện là leo lên bốn bậc thang để ném cây thương ý Dan bằng đan kai là giai đoạn hoặc là mức độ ni bằng shudang shudang là phương tiện tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào bốn chữ có chứa bộ gì đây nhỉ mễ có nghĩa là gạo phải không nào? Đó chính là xỉ loại đoạn linh. Chiết số 1, xỉ thì xem mang nghĩa là răng mọi người nhé. Chúng ta có câu chuyện như sau. Há miệng ra, xem có hạt gạo bị mắc ở răng hay không. hãy răng là từ gì nhỉ? Hạ, đúng nào? Ok, từ số 1 luôn. Hạ, răng. Ni bằng. Niu sị Niu sị, Răng sữa, từ số 2. Loại là trong từ chủng loại. Hay, loại gạo có đầu lớn rất ngon. Idesu ka? Ichiban jindui gaku. Jindui gaku. Nhân chủng học. Ni bằng shodui. Shodui tài liệu. Tiếp theo đoạn. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Là từ chối chẳng hạn. Đúng không? Chúng ta thử tham khảo câu chuyện nhé Dùng dìu để chặt hạt gạo ra thánh L đoạn Hay. Cô tô qua được Cô tô được Từ chối handan handan Đánh giá Từ tiếp theo Linh Linh là trong từ tuổi tác ạ à. hãy Câu chuyện như sau Khi có tuổi rồi thì răng không còn nghe theo hiệu lệnh của mình nữa Ok chưa ạ? Ichi bằng nên đê nên đê độ tuổi ni bằng cô đê cả cô già hóa dân số hoặc là xã hội già hóa rồi tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bốn chữ là dai dai chỉ và chi chữ dai thì sẽ mang nghĩa là mọi người trong minasa được chưa nào mọi người cười hi hi để xem răng ai trắng hơn vậy là có chữ hi đúng không và có có bộ bạch là trắng Ichiban bang mina sama mọi người quý khách từ tiếp theo dai là trong từ cầu thang chúng ta cũng vừa học rồi đúng không đây là học từ còn lại này bà của tất cả chúng ta đang leo cầu thang cầu thang là gì nhỉ cay đang đang ok Tiếp theo từ giai đoạn chúng ta cũng vừa nhắc bên trên luôn chính là từ dan kai. Dan kai hai. Tiếp theo từ chỉ, chỉ ở đây là chỉ tay chẳng hạn này, được chưa nào? Vậy là chỉ tay về phía mặt trời và nói hi, nói hai đúng không? Nói xin chào ấy ạ. Ý bằng sa su. Sa su là ám chỉ, chỉ trỏ. Ni bằng shido. Shido hướng dẫn chỉ đạo chữ thứ tư chi chữ này thì sẽ mang nghĩa là mỡ mọi người nhé còn nhớ bộ này không nhỉ nhục đúng không có nghĩa là thịt này vậy thịt bán vào ngày chủ nhật thì rất là mỡ ý chi bằng abura abura mỡ Nhi bằng aburami aburami mỡ Đó, đúng Yeah, chúng ta cùng sang về bốn chữ phát, tẩy, hoạt và dịch. Phát thì sẽ có nghĩa là phương pháp, chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện nhé. Đi nhiều nơi để tìm phương pháp lấy nước. Ý đẹp hô gà cư bự, cư bự, khoa luật. Nhi bang, hô hô, hô hô, phương pháp. Hãy, chữ tiếp theo, tẩy, tẩy là trong từ tẩy rửa, giặt rũ. Ý Câu chuyện để tẩy rửa trước tiên cần có nước. Hãy, ý chí bằng âm kuyomi yomi chúng ta đọc là adau. Adau giặt rũ tẩy rửa. Ni bằng sentaku senzai. Sentaku dây bột giặt. Hãy, tiếp theo chữ thứ ba chúng ta có từ hoạt, hoạt là trong từ hoạt động hoặc là sinh hoạt vân vân. Vậy là mình có câu chuyện thế nào nhỉ? Lưỡi cần có nước thì mới hoạt động linh hoạt được. Hãy chi bằng seikatsu. ca sự cuộc sống ni bằng katsudo katsudo hoạt động hãy từ thứ tư dịch ở đây là trong từ dung dịch ok chưa vậy chúng ta có cách nhớ là bị mất nước vào lúc nửa đêm nên phải đi truyền dịch hãy vậy dung dịch trong tiếng nhật chúng ta có từ gì nhỉ ekitai ekitai đấy từ thứ hai cũng rất là quen thuộc chính là từ nhóm máu ketsueki gata ketsueki gata rồi chúng ta cùng chuyển sang bốn chữ tiếp theo có chứa bộ bộ hòa đúng không nào đó chính là chữ hòa miểu di và chủng hòa thì sẽ mang nghĩa là hòa bình hay hòa bình thì mới có lúa để bỏ vào miệng ăn hay ichiban nagomu Nagomu thư thái ni bằng Washoku Washoku đồ ăn kiểu Nhật. Chữ thứ hai miểu chữ này thì sẽ mang nghĩa là dây trong đơn vị đếm thời gian nhé. Một giây thì trồng được rất ít lúa. Hay ichibang Dây chúng ta có cách nói là bio bio hay từ thứ hai là gì Biosoku Biosoku là tốc độ mỗi giây. Ok chưa? Chữ tiếp theo này, chữ di, di là trong từ di chuyển, di động, vân vân. Vậy là chúng ta cần phải di chuyển lúa khi má, nó nhiều rồi. Ok. Chữ bằng ý đô, di chuyển. Ni bằng ý dư, ý di cư. Chữ tiếp theo, chữ chủng là trong từ chủng loại. Ok chưa ạ? Chủng loại. Vậy hạt lúa rất là nặng. Ok, vậy hạt chúng ta có cách nói là gì nhỉ? Tane. Tane. Hay, Chữ tiếp theo nhi bằng Jinshu sabetsu. Jinshu sabetsu là phân biệt chủng tộc. はい,次行き Bốn chữ tiếp theo chúng ta sẽ học về hiệu, công, trợ và lao. Để nhớ được chữ hiệu, các bạn thử tham khảo câu chuyện sau đây nhé. Không dùng sức lực mà người ta sẽ đi giao lưu để làm việc cho hiệu quả hơn vậy hiệu là hiệu quả ý chí bằng yêu cô yêu cô sử dụng như bằng kikime kikime tác dụng chứ tiếp theo công là trong từ thành công hay bỏ ra công sức thì mới gặt hái được thành công ý chí bằng thành công là gì nhỉ Seiko Seiko Hãy chữ thứ hai Kuseki Kuseki Thành tích Chị, Tiếp theo nào Chúng ta có từ trợ là trong từ trợ giúp Phải không ạ? Vẫn là có chứa bộ lực nhá Bỏ ra sức lực nhiều hơn nữa Để trợ giúp cho mọi người Hãy Ichi bang Joshu seki Joshu seki Ghế phụ lái Ni bằng được được cứu giúp, giúp đỡ. hãy chuyển sang chữ tiếp theo, lao là trong từ lao động. hãy vậy lao động thì chúng ta cần phải có có sức lực đúng không nào? Lao động là gì nhỉ? Đô đô, đô, đô. đô, đô. Và một chữ nữa chúng ta có từ kuro sama, Mình sẽ hiểu là à, mọi người đã làm việc vất vả rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển sang ba chữ là hạnh, tân và từ Hạnh thì sẽ mang nghĩa là hạnh phúc, đúng không ạ? Thật là hạnh phúc khi nhặt được tờ tiền yên ở trên mặt đất. Hãy chắc chắn chúng ta sẽ đều hạnh phúc như vậy, đúng không nào? Từ đầu tiên nhé. Phư cô, cô bất hạnh. Từ số 2, siawase, siawase, hạnh phúc. Đấy. Tiếp theo, với từ tân thì chúng ta sẽ có hai cách đọc âm cưng tương đương với hai ý nghĩa khác nhau. Chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện này. Đang hạnh phúc mà mất đi một cái gì đó thì thực sự rất rất đau khổ đúng không nào? Từ số 1. Cà đây cà đây là cay, còn một âm cưng mà chúng ta vừa mới nói xong chính là từ Từ đây. từ đây là vất vả là đau khổ. Từ tiếp theo là từ trong việc từ bỏ, từ chức vân vân. Cái lưỡi sẽ từ bỏ việc ăn cay. Được chưa nào? Ichibang Jisho show Từ điển Nghi bằng gi tên là từ điển dùng cho một chuyên ngành nào đó Rồi chúng ta sẽ cùng chuyển sang hai chữ là Thoái và Căn Chúng ta cùng tìm hiểu cách nhớ theo câu chuyện của chữ Thoái nhé Đi đường này không tốt nên rút lui quay lại Hãy ý đến Tay tay nhàm chán. Nhi bằng Dì tay Dì tay Từ chối Từ tiếp theo Căn chữ này thì sẽ mang nghĩa là Là gốc, là dễ được chứ nào Vậy có một cái cây này Đúng không ạ? Nó có cái dễ không được tốt Ý bằng Nemoto Nemoto Là gốc ni bằng Yane Yane Mái nhà Tsugi ạ Tàn thiển Tàn thì sẽ mang nghĩa là còn lại đúng không? Và các bạn nhìn thấy bộ gì đây nhỉ? Bộ tịch đúng không nào? Còn lại một buổi chiều tà Ichiban âm um cư nhau mi Nô no cô cô no là đọng lại, còn lại Ni bằng Gian nên Gian nên Đáng tiếc Từ tiếp theo Chữ thứ hai là chữ thiển Chữ này thì sẽ mang nghĩa là Là nông được chạm Dòng sông thì rất là nông từ nông thì mình sẽ đọc là ácậy say tuy nhiên thì nông này sẽ mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tức là có thể chỉ mực nước này biển ao vân vân nhưng ngoài ra nói về kiến thức hoặc là cái suy nghĩ nông cạn thì các bạn vẫn có thể sử dụng tính từ này được nhé. Hãy tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chữ tích và tá. chữ tích thì các bạn biết rồi là trong chuyện cổ tích hoặc là ngày xưa đúng không? vậy là mình có câu chuyện như sau nhé. sự tích ngày xưa kể lại rằng thảo mộc chỉ để được có một ngày thôi. Ok chưa? Chuyện cổ tích là gì nhỉ? Mukashi banashi. Mukashi banashi. hãy như bằng Mukashi. Mukashi ngày xưa. Chữ tiếp theo, tá, chữ này thì sẽ mang nghĩa là là vay, là mượn được chưa ạ? Cái người đó mượn tiền từ xưa tới nay rồi, đã trả đâu? Chưa ạ? Có bộ nhân đúng không nào? Ý chưa bạn? Shakin. kinh nợ nần tức là cái tiền mà mình đi vay đi mượn á ni bằng cá đi được cá đi được vay mượn tiếp theo là hai chữ có số nét rất là đơn giản chữ dĩ và chữ tự hãy chi bằng ý gỗ ý gỗ là sau ví dụ như sau 6 giờ tôi sẽ ở nhà này ni bằng y cả y là phía dưới bên dưới từ số 2 tự là trong tương tự thì chúng ta sẽ hiểu là giống nhau đúng nào ni tê được ni tê được giống nhau Dui di hình đuôi di hình là hàng nhái <ng hệ> tiếp theo chúng ta sẽ cùng học về hai chữ là lượng và đồng rồi chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện liên quan tới chữ lượng này nhé đo số lượng công việc một ngày ở quê ideska ichiban dekiryo để là lượng vừa phải. Ni bằng hakaru. Hakaru. Đo, cân. Chữ tiếp theo là chữ đồng. Đồng là trong nhi đồng. Nhi đồng đứng ở quê, quê hương. Được chưa nào? Ichiban, bằng kappa. Kappa. Thủy quái. Ni bằng đô wa. Đô wa đồng thoại. Liên quan tới bộ chủ thì chúng ta sẽ có hai chữ tiếp theo là chú và trụ. Với chữ chú thì chúng ta sẽ có ý nghĩa là chú ý này hoặc là rót trong rót rượu, rót nước. Hay câu chuyện thì cũng rất là đơn giản thôi là ông chồng rót nước. Hay vậy rót trong tiếng Nhật gọi là gì nhỉ? Sosog. bằng chú ý, chú ý, chú ý. Còn với từ trụ thì chữ này sẽ mang nghĩa là trụ cột trong nhà. Đó, thì vậy là ông chồng của mình này Lấy một cái cây gỗ Làm trụ cột trong nhà Hãy Ichiban Hashida hashi Cái trụ Ni bằng denchu den Cột điện Hãy tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu Về hai chữ là Diêm và ôn Diêm thì sẽ có nghĩa là muối Muối ăn á mọi người nhá Một người nằm dưới đất nhặt muối trong đĩa rồi bỏ vào miệng. Ý chia bằng shioaji Shio Vị muối Ni bằng Shio Shio Muối Từ thứ hai Ôn Ôn là trong từ ấm Trong từ nhiệt độ chẳng hạn Từ trên nào Đổ nước vào đĩa Và để dưới ánh nắng mặt trời Thì nước sẽ Sẽ ấm lên Ấm là gì nhỉ Atatakai ta thế nào? Còn từ thứ hai chính là từ nhiệt độ chúng ta sử dụng rất là nhiều. Ondo, ondo, nhé. Có bạn nào rất là hay bị nhầm lẫn bởi hai chữ này không ạ? Chữ vị và mặt. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu câu chuyện để nhớ được chữ vị nhé. Một cây non cành ngắn. Hãy chỉ bằng mi đây, mi đây, tương lai, ni bằng, mi Mimam vẫn chưa tới. Từ tiếp theo, mạt thế nào? Mạt thì sẽ mang nghĩa là cuối ạ. Vậy cây cuối đời sẽ có cành dài. Ichi bang. kimatsu. Kimatsu cuối kỳ. Ni bằng kongetsu matsu. Kongetsu matsu cuối tháng này. Hay tsugi ikimashou. Lưỡng và mãn. Rồi, với chữ lưỡng thì chúng ta sẽ hiểu là cả hai. Hãy công ơn của cha mẹ như núi Thái Sơn và cả hai bên nặng như nhau. chi bằng diô hô, cả hai bên. Ni bằng diô tệ, diô tệ, cả hai tay. Với chữ mãn thì sẽ mang nghĩa là mãn nguyện. Hãy, vậy nếu có cả hai thứ là cỏ và nước thì sẽ rất là mãn nguyện đúng không nào? Ichi bang tsuki ga michiru tsuki ga michiru trăng tròn ni bang mitasareru mitasareru được lấp đầy hai chữ tiếp theo sẽ là đối và trệ hãy chúng ta thử tham khảo cách nhớ theo câu chuyện của chữ đối nhé cái đai được làm từ miếng vải thắt ngang một ngọn núi In this case, we will not be vùng. này Nhi bằng hô Hô vùng. thứ the bằng, là is the same as Vậy khi cái đai này bị làm sao nhỉ Bị dính nước đúng không Chúng ta có thêm bộ thủy này Thì sẽ làm đình same công việc same as the same as tô tô cu đình trệ ni bằng dư tay dư tay tắc đường sự đến với hai chữ tiếp theo thì chúng ta sẽ có chữ tẩm và chữ định câu chuyện nhớ theo chữ tẩm như sau vô nhà lên giường chùm khăn và lại đi ngủ tiếp vậy tẩm chúng ta hiểu là là ngủ được chưa ạ chia bằng nề nay nề nay không ngủ nề ca sự nekasu du ngủ ni bằng hirune hirune ngủ chưa Trước tiếp theo định là trong quyết định hay vậy mình sẽ quyết định ở nhà mà không đi đâu cả ichi bằng mê sadameru sadamer, xác định ni bằng yotte dự định Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai chữ có liên quan tới bộ mục là con mắt nhé. Toán và cụ. Toán thì sẽ mang nghĩa là tính toán rồi, phải không nào? Chúng ta sẽ có mắt và tay, đúng không? Để tính toán những que tính bằng tre. Ichi bằng San sư. San sư học toán. Ni bằng. An gian. An gian tính nhẩm. Từ thứ hai. Cụ cụ là trong từ dụng cụ. Mình sẽ có cắt đôi con sò để làm dụng cụ. Chi bằng ca gự, ca gự, đồ đạc. Ni bằng tay kỵ, kỵ, cụ thể. Hai chữ tiếp theo là tiêu và kỳ. Tiêu thì sẽ mang nghĩa là tiêu biến là biến mất. Câu chuyện như sau. Mặt trăng dưới nước nhỏ dần và biến mất hay ít bằng tắt trong điện tắt này ni bằng một tha động từ kể sự tắt tắt tivi tắt điều hòa vân vân từ tiếp theo kỳ là trong từ thời kỳ đúng không thời kỳ đó trăng rất là đẹp có bộ nguyệt đây rồi ít chi học kỳ 1 ni bằng sinh Chinh Học kỳ mới Hai chữ tiếp theo sẽ liên quan tới bộ thủ là cánh tay nhá Chữ đạp và đả Cách nhớ theo câu chuyện của chữ đảm sẽ như sau Một tay gánh cả bầu trời iskat Chữ số 1 Ichi bằng Katsugu Katsugu là vác Ni bằng Ni nào Ni nào gánh vác. Tuy nhiên từ này sẽ hơi nghiêng về uh, nghĩa bóng một chút xíu. Ví dụ như là gánh vác vai trò này. Từ tiếp theo đã chữ này thì sẽ có nghĩa là đóng đánh vân vân. Mình sẽ dùng tay để để đóng đinh để thế nào? Ichiban ức tạ ức tạo đánh ni bằng kyo ta đánh mạnh. Tiếp tục chúng ta sẽ sang với hai chữ là thực và mỹ. Hãy câu chuyện để nhớ chữ thực như sau. Thực ra trong nhà có ba người. Hãy. Ichiban bang. Jitsuryoku. Jitsuryoku. Thực lực. Ni bang. Jika. Jika. Là quê, là nhà của bố mẹ đẻ mình. Từ tiếp theo, Mỹ là trong từ Mỹ nhân chẳng hạn có nghĩa là đẹp đúng nào? Vậy chúng ta sẽ có một con cừu nhé và nó càng to lên thì sẽ càng đẹp. Ichiban bang. Utsukushi utsukushi đẹp ni bằng bioi bioi tiệm làm đẹp tiệm cắt tóc ghi quá, khoán và thắng khoán thì sẽ mang nghĩa là chứng khoán chơi chứng khoán như chơi với hai thứ là dao và lửa chi bằng sô hinken sô phiếu mua hàng ni bằng Jo ken. ken. Vé lên tàu. Từ tiếp theo, thắng là trong từ thắng thua, thắng bại. Hai, tôi muốn thắng chứng khoán trong tháng này. Ichiban. Shoubu. Shoubu. Phân thắng bại. Ni bằng. Ketsho sen. Ketsho sen. Trận chung kết. Chúng ta cùng đi tiếp sang hai chữ có âm Hàn Việt hoàn toàn giống nhau là hình nhé. Chữ hình số 1 thì sẽ có cách nhớ như sau. Dùng dao tạo khuôn hình cổng trời bằng đất. Ichi bang. Tên kê tê kỵ. Tên kỵ. Điển hình. Ni bằng. Ogatasha. Ogatasha. Ô tô cỡ lớn còn với chữ hình thứ hai thì sẽ là từ hình dáng, hình dạng. Bên cạnh cổng trời có hình dáng cô gái với mái tóc dài. Hãy hình dáng chúng ta học từ N5 nhỉ? Có nghĩa là gì nhỉ? Katachi. Katachi. Ni bằng quá. Ningyo. Ningyo. Từ này rất là quen thuộc rồi. Còn bút B. Hãy chữ ghi. Chúng ta sẽ đi vào hai chữ là quả và đơn. Rồi, chữ quả thì sẽ có nghĩa là hoa quả, thành quả, vân vân. Ngoài ruộng trồng một cái cây ăn quả. sử, bang ta Hatasu hoàn thành. Ni bằng seika. Seika thành quả. Đơn thì là trong tứ, đơn giản, đúng không nào? Trồng ba cái cây trên đồng trong vòng 10 phút là chuyện rất đơn giản. Ichiban bằng, tan doku. Tan đơn độc ni bằng can tan can tan đơn giản tiếp theo sẽ là hai chữ lão và giả nhắc tới lão thì chắc hẳn các bạn đều suy nghĩ ra được từ già đúng không từ lão hóa chẳng hạn này đúng nào người già khi đi dưới đất phải trồng gậy và dùng thìa để ăn chí bằng đô gộ đô gộ cuộc sống về già ni bằng kê được kê được già từ thứ hai giả giả ở đây có nghĩa là người mọi người nhé người cầm cây gậy tung hoành khắp đất trời Ichi bằng quá yuryokusha yuryokusha người có quyền lực ni bằng shinbunkisha shinbunkisha nhà báo Tiếp theo chúng ta sẽ có hai chữ là chỉ và hôn. Để nhớ được chữ chỉ, các bạn tham khảo câu chuyện sau đây. Dùng chỉ theo họ vào tờ giấy. Vậy tờ giấy là gì nhỉ? Cá mị. Cá mị, đúng nào? Và có một từ nữa cũng rất là quen thuộc, chính là từ lá thư, bức thư. Chúng ta có cách gọi là tê ga mị. Tê ga mị. Tiếp theo, sang chữ hôn. Chữ này thì lại càng quen thuộc hơn nữa là trong từ hôn nhân, kết hôn, phải không nào? người con gái này sẽ đổi họ trong ngày kết hôn. Ý chia bằng côn gia cự, côn gia cự, đính hôn. Ni bằng kết công kết công kết hôn. Sự nghĩ điểu và đạo. Điểu thì sẽ có nghĩa là con chim, đúng không nào? Chúng ta sẽ có nướng 5 con chim trắng trên đống lửa. Hay chim là gì nhỉ? Tố đi, đi. Hãy. Tiếp theo. Thiên Nga. Hạc cư chô. Hạc cư Ok chưa? Tiếp theo với chữ đảo. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là hòn đảo luôn. Có nhiều con chim bay tới gọn núi ở trên hòn đảo. Ichi bang. Shimaguni. Shimaguni. Quốc đảo. Nhật Bản được coi là quốc đảo phải không nào? Ni bằng. Mujinto. Mujinto. Đảo hoang. Hãy chữ Châu và Lưu Hãy Tỉnh Kyushu có một dòng sông lớn và một dòng sông nhỏ Chúng ta có thấy là có bộ xuyên là dòng sông đúng không nào? Vậy Kyushu cũng sẽ là cách đọc của của Kyushu luôn Đấy, là một hòn đảo nhé Tiếp theo, Honshu Honshu cũng là một hòn đảo rất là lớn và nổi tiếng của Nhật Bản Hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chữ lưu. Lưu này thì sẽ có nghĩa là giao lưu này hoặc là từ chảy ạ. Đầu tư tiền vào dòng sông để cho nước chảy vào. Naga Nagareru. được, Trôi qua. Ni bằng. Nagasu. Nagasu. Tha động từ đúng không? Có nghĩa là chảy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với hai chữ là niệm và hàm. Niệm thì là trong từ kỷ niệm Bây giờ này Trong tim chỉ còn có kỷ niệm thôi Ý chí bằng Xin nên Xin nên Lòng tin Ni bằng Nên găng Nên găng Mong ước Còn từ hàm thì sẽ có nghĩa là Bao hàm Chứa vân vân Thời nay lời nói có chứa rất là nhiều hàm ý. Ý bằng cơ mê được cơ mê được bao gồm ni bằng phục ma được phục được chứa tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai chữ là khẳng và xí khẳng thì sẽ có nghĩa là khẳng định đúng không khẳng định đã dừng lại ở mặt trăng vậy khẳng định là gì nhỉ Hai, đúng rồi, chúng ta có từ cô tê, cô tê, khẳng định. Từ tiếp theo, xí si là trong từ xí si nghiệp, nhà máy. Chúng ta sẽ có dừng lại trước cửa của một nhà máy. Ok. Đầu tiên, tìm hiểu về âm kunyomi trước nhé. Kê ka ku o là lên kế hoạch. Nghe bằng kê Kế hoạch. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang hai chữ là báo và phục. Báo thì sẽ có nghĩa là thông báo, đúng không nào? Rất hạnh phúc khi có thông báo quần áo đang được ship tới. Ý chỉ bằng Jo hô Thông tin Ni bằng Hô cô cự Hô cô Báo cáo Từ phục thì sẽ mang nghĩa là Y phục, trang phục, phải không nào? Bạn Nguyệt mua quần áo quần áo là gì nào? phục cỡ phục cỡ từ thứ hai sẽ cứng hơn một chút xíu phục cơ sô phục cơ sô quần áo kỵ, tốt và xuất tốt thì sẽ mang ý nghĩa là tốt nghiệp có 20 người đội mũ tốt nghiệp chắc hẳn mọi người vẫn nhớ từ tốt nghiệp chúng ta có là sotsugyo sotsugyo hay ni bằng no sotsu No so chiu, là tai biến mạch máu não. Từ tiếp theo, suất là trong từ xác suất tỷ lệ. Hay tỷ lệ mọi người sẽ chọn hai khối băng đen là 10%. Ý chí bằng cô đi cô đi hiệu quả ni bằng các cư đi các khả năng xác suất kỳ và chiết các bạn có thể tham khảo cách nhớ của chữ kỳ như sau. Chị gái cầu nguyện có một cây dìu. Cầu nguyện là động từ Ino Inod. Hai. Ni bằng quá. gigan găng. Cầu xin. Từ số 2, chết ở đây thì sẽ mang nghĩa là chặt bẻ đúng không nào? Tay cầm dìu để chặt cây. Ichibang. Usetsu chữ dễ phải Ni bằng Ô đự Ô đự Bẻ trong bẻ cành cây Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào hai chữ là Cơ và trúc Cơ thì sẽ mang nghĩa là cái bàn nhá Bàn học được làm bằng gỗ Có bộ mộc đúng nào Ichi bằng Tsukue Tsukue Quá quen thuộc rồi Cái bàn Ni bằng gakushu 学習机会 là bàn học Tiếp theo Trúc Trúc thì có nghĩa là công trình là kiến trúc Công trình kiến trúc này được làm từ cây Trúc rất là công phu Ichiban bang Kai chi cự Kai chi Cải tạo Ni bằng Xin chi cự Xin cự Mới xây xong Tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo về hai chữ có chứa bộ cổ có nghĩa là cũ đúng nào? Chính là khổ và cá. Đầu tiên, câu chuyện để nhớ chữ khổ. Khổ đây mọi người có thể hiểu là đắng trong vị nhé. Cỏ cũ thì sẽ rất là đắng. Ichiban Kurushimeru Kurushimeru Làm khổ Ni bằng Kurushimu Kurushimu Khổ đau Tiếp theo, đến với chữ cá thì nó sẽ có nghĩa là Cá tính, cá nhân. Một người có cá tính rất cố chấp. Ichi bằng, ichi bằng, ít cộ là một viên, một cái. Ni bằng, koshi chữ, si chữ, si phòng riêng. Ý, chúng ta sẽ cùng đến với hai chữ tiếp theo là chu và thuyền. Cách nhớ của chữ chu sẽ như sau. Chiếc thuyền là một khung gỗ, trên đó có hai món hàng nắm. Dọc và một mái chèo nằm ngang Hãy chúng ta tự tự ra thành cái thuyền nhé Ichiban Tasukebune Tasukebune Thuyền cứu hộ Nhi bằng kobune", Kobune Thuyền nhỏ Chữ thứ hai vẫn là chữ thuyền nhưng chúng ta sẽ hiểu Đây là những con thuyền lớn hơn nhé Con thuyền lớn đi qua 8 cửa khẩu Ichiban Fune Fune con thuyền, ni bằng, funabin, funabin, đường biển. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang hai chữ là cáo và tạm. cáo mang nghĩa là báo cáo, nên chúng ta sẽ hình thành ra câu chuyện như sau: dùng miệng để báo cáo việc con bò bị mất đuôi. Ichiban, tsuge được, tsuge được là nói, ni bằng, hukoke hô cô cử, thông báo đến với từ tạo thì đây sẽ là mang từ chế tạo nhé sau khi chế tạo xong sản phẩm sẽ đi ra đường để thông báo cho mọi người ít bằng, cô dô cô dô cấu tạo ni bằng một cơ dô sen một cơ dô sen chiếc thuyền bằng gỗ tiếp theo là hai chữ có chứa bộ trúc chính là tiếu và đẳng tiếu thì có ý nghĩa là cười hãy vậy chúng ta sẽ có câu chuyện như sau đứng trong rừng trúc cười bay lên tận trời xanh chi bằng ê hohoem mỉm cười ni bằng Ê gao cười tươi đẳng thì sẽ mang nghĩa là như nhau là bình đẳng. Các ngôi chùa đều được làm bằng trúc như nhau. Chi bằng Hitoshi Hitoshi chẳng khác gì, tức là như nhau đó, ni bằng. Biodo Biodo đồng đều. Chuyển sang ba chữ tiếp theo sẽ là tái, sách và dụng. Tái thì sẽ mang nghĩa là lại được chưa ạ? Tái gia công lại đồng yên. xà bang Sarai nen Sarai nen Năm sau nữa Ni bằng Sai cay Sai cay Bắt đầu trở lại Từ thứ hai sẽ đơn giản hơn Sách và nó cũng mang nghĩa là Là sách luôn đúng không? Tưởng tượng hình ảnh giá sách Có hai tầng, ba ngăn Chị bạn bên xa chữ, xa chữ, đính kèm, dụng thì sẽ mang nghĩa là sử dụng, sử dụng, thang một tháng, một lần. Itch bang âm kunyomi này, chi được, chi được sử dụng, ni bằng dio, dio sử dụng. Tiếp theo ba chữ sơ đối và diện sơ là trong từ sơ khai hoặc là sơ cấp được chưa ạ? lần đầu tiên dùng dao để cắt y phục. được bạn? sai sai sổ đầu tiên, trước tiên. ni bằng, hattsuuki, ki tuyết đầu mùa. đối, đối là trong từ phản đối được chưa? đối với những câu văn thốn thì chỉ biết cười thôi. chị bằng dệt tay, dệt tay, chắc chắn. Ni bằng, Hàn tay, Hàn tay, phản đối. Từ số 3, diện, diện ở đây thì mình sẽ hiểu là là khuôn mặt, được chưa? Tâm điểm của khuôn mặt là đôi mắt. Ichi bằng suy men, suy men, mặt nước. Ni bằng, Men set. Phỏng vấn. Ba chữ tiếp theo là nó phi và mộng. Các bạn nhìn chữ nó có thấy quen quen không nhỉ? Đây chính là quả trứng, đúng không? Quả trứng nhá. Ichiban. Tamago. Tamago. Trứng. Ni bằng. danbaku, danbaku BA Lòng trắng trứng. Phi thì trong từ phi công tức là bay được chứ nào? Giang đôi cánh để để bay lên. Chị Tố bi được. bi được là bay. Ni bằng. Tố ba sự. Tố ba sự là tha động từ phi nhá làm cho bay. Từ số 3 mộng thì sẽ mang nghĩa là giấc mơ. Nằm trên đồng cỏ, dùng khăn che mắt và mơ về buổi chiều ta. Chị bận. Akumu akum ác mộng ni bằng yume mẹ, ước mơ Chúng chúng ta cùng học về chữ tạc, thủ và lưu. Chữ tạc thì sẽ xuất hiện trong từ ngày hôm qua nhé. Mặt trời được tạo ra vào ngày hôm qua là cách nhớ của chữ Hán này. Chị bạn, sạc bang, sạc bang, tối qua, ni bằng, sạc nên, sạc nên, năm ngoái thủ thì sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Thủ tướng được thế nào? Vậy mình có ông thủ tướng tự mình trồng cỏ. Ý chí bằng cứ bị cứ bị cái cổ ni bằng cứ bị ni na tạ cứ bị ni na tạ tức là bị đuổi việc. Từ số 3 lưu được chưa? Lưu mình có cách nhớ như sau. Không đi giao thương mà lưu lại ở nhà để trồng ruộng. Chị bằng Mê ni tô ma đi Mê ni tô ma đi Bắt mắt Ni bằng Đứ sư băng Đứ sư băng Trong nhà Hãy chữ Tiếp theo chúng ta sẽ học về chữ Bao, thất và kiểu Bao thì sẽ có nghĩa là Bao bọc Hai người đang bao bọc lẫn nhau ichi bằng Chữ chữ mở mở Bao bọc, gói kém Ni bằng hô tay hô tay từ này chúng ta học trước đấy rồi đúng không nó có nghĩa là băng bó nhá thì tiếp theo thất chữ này thì sẽ mang nghĩa là đếm đếm những cái con vật ấy ạ có bốn con chó mà đếm lại thì thấy thiếu mất một con tức là thiếu mất một nét của của số 4 đấy mọi người có nhận ra không ý chí bằng ni giúp pi ni giúp pi là 20 con từ số 3 là kiều từ này thì sẽ mang nghĩa là cây cầu muốn sang thì bắt cầu kiểu, hiểu không nào? Hai người đứng ở trên cây cầu cao làm bằng gỗ. Chi bằng. Hồ đô, Hồ đô cầu đi bộ. Ni bằng. Tế kiệu, cầu sắt. Hãy chúng ta đi tiếp nhé. Ba chữ thu, tọa và não Thu là trong từ thu nhập đúng không? Thu nhập về tay 47 triệu. Các bạn tưởng tượng số nét ở đây là số 4 và số 7 nhé. Ichi bằng osame được. Osame được. Gặt hái được ở đây là thành công vân vân. Ni bằng kyushu. Kyushu hấp thụ. Từ tiếp theo, tọa có nghĩa là ngồi là an tọa. Trong nhà có hai người đang ngồi ở dưới đất. Vậy ngồi là gì nhỉ? Suvaru Suvaru Đúng nào Từ số 2 mình có từ Zaseki <laughs> Zaseki là chỗ ngồi Từ tiếp theo Não ở đây là trong từ phiền muộn Từ phân vân hay, Mình phân vân không biết là Nên nghe theo con tim hay lý trí Ichiban Nayamu Nayamu Có nghĩa là phiền muộn, băn khoăn Tiếp theo chúng ta cũng chuyển sang ba chữ là Giới phán và nghiêm giới thì là xuất phát trong từ giới thiệu thôi hai người đang đứng để giới thiệu giới thiệu là gì các bạn nhỉ show cay chính xác show cay tiếp theo có một từ mới này phí môi giới chúng ta sẽ đọc là chiu cai dio chiu cai Ừ từ thứ hai phán là trong phán đoán phán đoán xem tại sao cây đao lại bị gãy một nửa chi bằng Hàn kết hạn kết tuyên án ni bằng hiệu bằng hi bằng đánh giá từ số 3 nghe có vẻ là nhiều nét nhất đây đúng không nghiêm nghiêm là trong từ nghiêm khắc nhé trở nên dũng cảm sau khi được giáo huấn nghiêm khắc ở trên sườn núi chi bằng kibishi kibishi nghiêm khắc ni bằng Genju Genju Gắt gao Tiếp theo sẽ là chữ Nguy, binh và quan Nguy thì sẽ là từ nguy hiểm Cứ đứng trên vách núi Hình xoắn ốc thì thấy Rất là nguy hiểm Chị bác nguy hiểm là Abunai Abunai né. Từ thứ hai nào Kiken Kiken cũng có nghĩa là nguy hiểm các bạn nhé Chuyển số chữ tiếp theo binh ở đây là trong từ binh sĩ này có 8 binh sĩ ở dưới chân đồi hãy chị bạn hê sĩ hê sĩ binh sĩ ni bằng các cứ hê kỵ các cứ hê kỵ vũ khí hạt nhân từ số 3 quan là trong mối quan hệ cổng trời là nơi tạo dựng hai mối quan hệ ý chí bằng can đen can đen liên quan ni bằng ki cẳng ki cẳng hệ thống rồi cuối cùng chúng ta sẽ còn ba chữ nữa của trình độ N3 thôi chính là chữ cửu tại và tất cửu thì là trong từ vĩnh cửu này con người cứ đi tìm những thứ vĩnh cửu ok chưa ý chí bằng hisashiburi hisashiburi chính là chữ cửu này đấy mọi người ạ à đã lâu rồi đúng không? Ni bằng hisabisa ni hisabisa ni lâu rồi. Thứ thứ hai tại là trong từ tồn tại hay có một người tồn tại ở trên mảnh đất. Ichi bằng son dai son dai tồn tại. Ni bằng đai ga cự dai ga cự chu đai ga cự dai ga cự chu đang học đại học. Từ cuối cùng, tất là trong từ, tất nhiên, tất yếu. Một nhát dao đâm vào tim, tất nhiên là sẽ bị bị chết đúng không? Chị bác tanarazu đà dự, đà dự nhất định ni bằng hitsuyou hitsuyou cần thiết. Xin chào tất cả các bạn. Kỳ thi năng lực tiếng Nhật kỳ tháng 7 sắp bắt đầu rồi đúng không nào? Và trong video clip ngày hôm nay thì mình muốn cùng với tất cả các bạn ôn tập lại, tổng hợp lại tất cả những mẫu câu ngữ pháp rất 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 là quen thuộc của N3 à, Mong rằng là cái video clip tổng hợp ngữ pháp N3 này sẽ giúp được những bạn à đang chuẩn bị cho kỳ thi GLPT tháng 7 sắp tới Mình cũng mong là thông qua video clip này thì các bạn có thể tổng hợp lại phần ngữ pháp mình đã học để lấy đó làm tiền đề để học lên N2 nhá Hãy! Ok! à mọi người có thể theo dõi lên trên này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái bảng tổng hợp ngữ pháp của mình à, ở đây thì mình có chia ra làm những cái cột rất là đơn giản thôi à, phần đầu tiên là phần ngữ pháp ở bên này và tiếp theo là phần ý nghĩa sau đó sẽ là một ví dụ điển hình của mẫu câu ngữ pháp đó ok à, về mà sắp xếp các mẫu câu ngữ pháp thì các bạn có thể nhìn thấy đó là mình sẽ sắp xếp các mẫu câu ngữ pháp này theo những cái phần nó có những cái cách kết hợp tương đồng hoặc ví dụ như ở đây đúng không? Đó là những cái dạng kết hợp mà sẽ, những cái mẫu câu mà đi với cái dạng kết hợp động từ bỏ với, bỏ mát sự đi. Đúng không? Tiếp theo ở phần sau nữa thì có thể là những cái dạng mẫu câu mà nó có những cái nét nghĩa, nét ý nghĩa tương đồng nữa. À, thì khi mà gặp những mẫu câu ngữ pháp đó thì mình cũng sẽ phân biệt lại một chút, phân biệt qua một chút để cho các bạn nhớ lại cái cách sử dụng của những mẫu câu đấy nhá. Hay. Ja, Ok, mẫu câu đầu tiên nhá động từ bỏ mát sự đi cộng với được đúng nhá à, ý nghĩa của nó thì là bắt đầu làm một hành động v gì đó được chưa bắt đầu làm một hành động v gì đó mà cần có thời gian đúng không nào chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ này nhìn em mai nhỉ kyo benkyoshi hazimashita à gì nhở tôi đã bắt đầu học tiếng Nhật vào 2 năm trước ok chưa rồi các bạn đã hình dung lại được mỗi câu này chưa nhỉ rồi chúng ta đến mẫu câu số 2 nhé Động từ vẫn là bỏ mát sự đi đúng không? Cộng với ô adự à, Hajime được là bắt đầu một hành động Thì ô sẽ là kết thúc một hành động gì đó Làm xong Được chưa? Làm xong hay là kết thúc một hành động gì đó nhá Tabe ô adara Đơn giản đúng không? Sau khi mà ăn xong thì À hãy dọn dẹp đi nhé Ok chưa? Rồi tiếp theo Chúng ta nhìn sang mẫu câu số 3 này Vẫn là dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với gì đấy? được Đúng không nào? Tsuzukeru À, mẫu này sẽ là cái việc duy trì hay là tiếp tục một cái hành động nào đó. Sẽ là một cái hành động mà nó kéo dài trong một khoảng thời gian dài hoặc là những cái hành động mà lặp đi lặp lại nhiều lần mọi người nhá. Có thể dịch là tiếp tục hay là suốt, dịch làm sao nó phù hợp với văn cảnh của từng từng câu là được mọi người nhá. Rồi, ví dụ như sau, 昨日朝まで飲み続けました. No, Hôm qua thì tôi đã uống suốt đúng không? Hay là uống liên tục cho đến tận tận sáng mới thôi. Được chưa? Cái hành động uống nó nó được kéo dài liên tục từ đêm chẳng hạn hay từ một lúc nào đó cho đến tận tận sáng được chưa nhá rồi nhá tiếp theo một câu thứ tư à động tư bỏ mát sự đi cộng với đa sự đa, đa sự đúng không nó là một câu này dịch là bắt đầu hay là một hành động gì đó xảy ra một cách bất ngờ đột nhiên một cách bất thình lình đúng không một, à, ví dụ của chúng ta có này à chẳng ra nhí naki à đứa bé đúng không một em bé nào đó thì đột nhiên làm sao nhỉ? òa wow, khóc, bật khóc Được chưa? Ok nhá Rồi tiếp theo, à, mọi câu số 5 này Vẫn là dạng động từ bảo mát sự khá là nhiều đúng không? Động từ bảo mát sự đi cộng với ki đự hay là còn có Kirenai, đê này, khi ra này Có những dạng đó nữa mọi người nhá Ở đây mình có à, Đầu tiên là về, về cái phần ý nghĩa của nó là Cố gắng nỗ lực làm hết, làm xong một cái hành động V gì đó nhá cố gắng nỗ lực làm xong làm hết hành động về gì đó ở đây mình có lấy hai ví dụ về ký đựng và ký này để mọi người hình dung ra dễ này nagai shosetsu à futsu các kan de yomi kitta à chưa? tức là à tôi đã đọc hết Đúng không? đọc hết cái gì đấy đọc hết một cái cuốn tiểu thuyết rất là dài trong vòng chỉ có hai ngày được chưa còn ở ví dụ số 2 chúng ta có gohan no ryo ga okute tabe kirenayo thì nhờ cái lượng cơm đúng không cái số lượng cơm ấy, cái lượng cơm thì nhiều vì nó nhiều quá Thế nên là không thể nào mà ăn hết được đâu cơm nhiều thế này thì từ không thể nào mà ăn hết được đâu được chưa cái này là đọc hết cái này là không thể ăn hết mọi người hình dung ra không nhỉ rồi nhá rất là dễ đúng không đều là những mẫu câu rất là quen thuộc rất là dễ luôn tiếp theo là mẫu câu số 6 động từ bỏ mắt sự đi cộng với kake khá kệ có kake te kake no vân vân à, nói về một cái hành động gì đó vẫn còn đang làm dở dang chưa hoàn thành xong đúng nhỉ? chúng ta có một ví dụ ở đây này kare no koto ga suki da to i kake te yameta à, đây là gì nhỉ? À, đang nói dở cái câu rằng là gì nhỉ à, mình thích cậu ấy thì lại lại dừng lại hay là cái dạng kake no thì chúng ta có thể hình dung ra cái À, cái bánh mì đang ăn dở chẳng hạn sẽ là tabe kake no pang, hay là nomi kake no kohi thì mọi người có thể hình dung ra những cái 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 cái, cái dạng như vậy nhá rồi chúng ta sẽ bước tiếp sang mẫu câu số 7 vẫn là động từ của mát sự đi cộng với gimi mọi người nhớ đọc cái này là gimi nhá gimi là cảm thấy hơi thế nào đó cảm thấy hơi thế nào đó đúng không dang gyo de tsukare gimi da à, cảm thấy hơi mệt vì gì đấy vì là cứ liên tục tăng ca làm thêm Nhá, Cảm thấy hơi mệt Ok chưa? Rồi tiếp theo, câu số 8 À, mẫu câu số 8 nhá Vẫn là động từ bỏ mát sự Vẫn chưa kết thúc dãy động từ bỏ mát sự đúng không? Cộng với ipanashi ip ipanashi À, rồi à, Khi mà nhắc đến mẫu câu này thì chúng ta sẽ có thể Hình dung lại một mẫu câu chúng ta đã rất là quen thuộc ở nửa 4 Đó là mẫu câu gì mọi người nhỉ? Mama, đúng không? Mama, mama sẽ là Veta mama hoặc là danh từ no mama Ngoài ra có sẽ có những cái dạng kết hợp mở rộng đối với tính từ đôi y và tính từ đôi na nữa mọi người nhá Thì à, về mặt ý nghĩa, hai mẫu câu này sẽ có cái cách dịch giống nhau là để nguyên giữ nguyên một trạng thái nào đó Một trạng thái nào đó duy trì suốt, đúng không? Để nguyên giữ nguyên một trạng thái nào đó nhá Tuy nhiên thì đối với mẫu câu Ippanashi này thì nó sẽ thường Thường là mang những cái nét nghĩa, cái kết quả xấu ở đằng sau còn cái mama kia thì sẽ có thể tốt hoặc xấu đều ok cả nhá rồi à, cứ để nguyên suốt hay là vẫn thế nào đấy này cách dịch của nó sẽ như vậy nhá tùy vào từng cái câu mà mình sẽ dịch khác nhau ví dụ này mizuo dashipanashi ni shinaide kudasai đừng có mở nước chảy suốt như thế được chưa rồi hay mẫu câu số 9 động từ bỏ mát sự đi cộng với ipoi 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 <laughs> là gì nhỉ mọi người có thể nhìn thấy ở đây có hai cách dịch đúng không Đầu tiên là cái gì đó rất là dễ, rất là hay Ngay lập tức thế nào đấy Sẽ là dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với poi nhá Động từ bỏ mát sự cộng với poi uh, to naru. Tức là khi mà mình có tuổi Toshi đúng không? Khi mà có tuổi, khi mà ra già đi đúng không? Thì sẽ làm sao? Hay bị quên, dễ bị quên Đúng nha Còn cái nét nghĩa ở phía dưới này uh, thì cái này là uh, thiếu mất cái cách kết hợp nhá mọi người để ý thêm cái phần kết hợp, cái nét nghĩa ở dưới này không phải là dạng động từ bỏ mát sự đi nữa mà sẽ là dạng danh từ mọi người nhá danh từ cộng với bội mọi người chú ý cái phần này một chút nhá mình quên mất để à, mãi để cái động từ bỏ mát sự đi mà quên mất cái cách kết hợp của cái này à, sẽ là so sánh hai cái gì đó có những cái đặc điểm tương đồng được chưa nhá cứ như là giống như là à, nó sẽ gần giống với cái mi tai mọi người ạ so sánh hai cái gì đó có nét tương đồng nhá gần giống cái mi Ví dụ như sau, này Được chưa? Cái cái loại sữa này đúng không? Loại sữa bò này thì giống như là nước, cứ như là nước vậy. Nó rõ ràng là sữa bò, thế nhưng mà nó có thể là có cái vị nó nhạt tuyệt, Giống như là nước, nó đang so sánh với nước đúng không? Và không ngon. Nhớ. Được chưa nhỉ? Hai cái gì đó nó có tính chất tương đồng, sữa nước đều là dạng lọc đúng không? người ta đang bảo là cái loại sữa này thì nhạt như nước ốc vậy chẳng hạn, nhạt như nước vậy chẳng hạn đúng không? và không ngon. rồi ở đây à, một mẫu câu số 10 thế này, thế nhưng mà thực chất ra là hai mẫu câu ngữ pháp mọi người ạ. À, dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với canedure hoặc là này nhá thì nó hơi ngược nhau một chút là canedure mặc dù là mọi người nhìn thấy nó dạng là dạng ở dạng từ điển thì nó sẽ mang nghĩa khẳng định đúng không? thế nhưng mà nó sẽ mang nét nghĩa phủ định một chút là tôi không thể, tôi khó mà có thể thường nói về cái ý kiến cá nhân của người nói. Tôi khó mà, tôi không thể. Ví dụ như là sono yo na go đây wa là cái irai là cái việc yêu cầu nhờ và còn cái hikiuke là cái việc gì đấy? À, tiếp nhận. Đúng không? Những cái lời yêu cầu hay là nhờ vả, cái lời yêu cầu như thế giống như thế thì tôi không thể hay tôi khó mà có thể chấp nhận được. Được chưa? Yeah, tôi không thể tôi khó mà trái ngược với nó mình sẽ có dạng động từ bỏ mắc sự đi cộng với kane này kane này thì nó sẽ dịch là có thể nhưng mà sẽ không sử dụng để nói về năng lực của một người nào đó nhá yeah, mà sẽ là khó à mà là yeah, có thể đưa đến một cái kết quả không tốt nào đó về sau sẽ là kết quả tiêu cực nhá ví dụ mọi người nhìn này à, anh này speedo dashitara jiko okoshi kane này gì Nếu mà chạy với cái tốc độ như thế thì có thể đúng không? Can này là có thể, có thể gây ra gì đấy? Gây ra tai nạn đấy. Nhá, đưa ra kết quả không tốt là làm sao? Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 11, mẫu câu cuối cùng à, liên quan đến dạng kết hợp là về mát sự đúng không? Vẫn là động từ bỏ mát sự đi cộng với ức cô này, ức cô này. Rồi. À, tuyệt đối không thế nào đó, nhấn mạnh cái việc gì đó là không thể xảy ra được Phủ định mạnh mẽ một chuyện gì đó là không thể xảy ra Nhớ <cười> <cười> à, Làm sao mà mua được ô tô cơ chứ Đúng không? Tuyệt đối không thể nào mà mua được Ý là làm gì có tiền đâu nhá. Rồi Còn bằng nghĩa với nó Thì chúng ta sẽ có ngay một mẫu câu ở phía bên dưới Mẫu câu số 12 Đó là Wake ga nai hay là Hazu ga này, Hai cách nói này giống nhau nhé Wake ga nai, <laughs> Hazu ga này cũng là phụ định mạnh mẽ chuyện gì đó là không thể xảy ra không có lý do gì mà như vậy ví dụ này đúng không cái gì đấy cái việc khó như thế này thì tớ làm sao mà có thể làm được ừ, tớ không thể nào mà làm được đâu đúng chưa à đó nhá thế nhưng mà mà sẽ có à, hai cái mẫu câu này này nó bằng ý nghĩa nhau nhá nó sẽ có một cái dạng kết hợp khác Tức là nếu mà đi với vê đự Ở đây là để ký đự và kê gà này là tuyệt đối không thể làm được Còn nếu mà nó kết hợp với về nay Kết hợp của nó là về nay và kê gà này Hay là về nay hát dự gà này Thì nó sẽ phủ định của phủ định đúng không? Thì nó sẽ bị ngược lại thành khẳng định là nhất định là sẽ thế nào đấy Thì chúng ta có cái ví dụ ở phía dưới này Nhá Konna kanta na ni wa Wakaranai hazu ga nai Chúng ta có cái tôi ở đây đúng không? Tôi này là gì nhỉ? À, tôi này là cái um, câu hỏi Ừ. Cái, cái câu hỏi dễ như thế này thì nhất định là là phải hiểu rồi, không thể nào mà không hiểu được. Đúng không? Chúng ta dịch là không thể nào mà không hiểu. Làm sao có thể không hiểu được? Ý là nhất định là sẽ hiểu. Được chưa? Rồi nhá, mọi người nhớ cái kết hợp của cái à, cái mẫu câu này nó sẽ thay đổi cái nghĩa của nó mọi người nhá. Tiếp theo, mẫu câu số 13. À, rồi ở đây mọi người nhìn thấy mình đã tổng hợp bốn nghĩa chưa một hai ba bốn chưa một nghĩa của n bốn và ba nghĩa của n ba mọi người nhá đầu tiên nghĩa của n bốn đó là cái gì đó được làm ra bởi ai đấy thì cái động từ đi đằng sau của mẫu câu này nó sẽ chia về dạng bị động đầu tiên là con đồ sửa sử là na designer yotte design saremashita à rồi được chưa à nhờ cái váy này đúng không đồ là cái váy này cái váy này thì nó được thiết kế design là thiết kế nhá nó được thiết kế bởi dạ, bởi một nhà thiết kế nổi tiếng nhá designer là nhà thiết kế, Design là thiết kế, Đối đa sự là cái vải, mọi người hiểu hiểu cái nhớ lại cái cái nét nghĩa này chưa? OK, hoặc là cái điện thoại này được cái điện thoại được phát minh ra bởi ai đó chẳng hạn, nó chính là cái dạng cái, dạng dạng cái cách nói như vậy nhé. Rồi ở cái nét nghĩa thứ hai là bằng cách đưa ra cái cái cách thức phương thức để thực hiện một cái gì đó. Yeah. tuy nhiên là nó sẽ không sử dụng cho những cái việc như là ăn cơm bằng đũa hay là gì gì đó đâu koto ni yotte seiko ni Ừ, đúng không? Nhờ có hay là bằng những cái thất bại Thì mình có thể đến gần hơn với thành công Bằng cách hay là nhờ nhá, yeah. Bằng cách hay là nhờ Rồi, ở nét nghĩa thứ ba sẽ là nêu lên nguyên nhân lý do Nêu lên nguyên nhân lý do Thì cái nét nghĩa này nó sẽ bằng với cái mẫu câu đế ở N4 mọi người nhé bằng với đế ở N4. Ô ame ni higai wa yori Ok Ở đây đúng không? Là những cái thiệt hại higai là thiệt hại này. Những cái thiệt hại gây ra do một cái trận mưa lớn nào đó thì à nó lớn hơn những thiệt hại là lớn đúng không? Lớn hơn những cái gì mà mình đã dự đoán mà chúng ta đã dự đoán chẳng hạn. Ok. Hay ở nét nghĩa cuối cùng là tùy theo Tùy theo, tùy theo cái danh từ ở đằng trước mà sẽ có cái sự thay đổi hay cái sự khác nhau ở phía đằng sau Đúng chưa? Khi tôi nhớ tế, khăn ghe cả ta gạ chỉ Đúng nhá? Tùy vào mỗi người mà những cái cách suy nghĩ cũng sẽ có cái sự sự khác nhau Được chưa? Mọi người đã nhớ lại Đúng nét nghĩa này chưa? Rồi nhá Hai, tiếp theo chúng ta nhìn đến mẫu câu số 14 này Yo na yo ni có bạn nào bị vướng mắc ở đây không? Rồi, Yona na À, ở N3 chúng ta có hai nét nghĩa yona này đúng không? Thì ở đây mình đã chia sang là 14 và 15 Ở nét nghĩa đầu tiên Yona yo nhí Mình vẫn dịch là giống như Nó sẽ là cái dạng mà mình đưa ra một cái ví dụ điển hình nào đó Mọi người nhìn ví dụ nhá Kanojo mitai na Hay là noyo hito to Tại sao ở đây mình để mitai ở đây? Tại vì là cái mitai nó chính là dạng văn nói của yo nhá yeah, mitai là dạng văn nói dùng trong hội thoại thường ngày của Yo yô, yô na yô nhị thế nên là à, mọi người có thể thấy là có thể dùng mitai nạ hay là no yô nạ đều được mọi người chỉ có một cái sự lưu ý nho nhỏ đối với mitai đó là nếu mà làm mitai nhá nó sẽ không kết hợp với trợ từ nộ no. nó trực kết hợp trực tiếp với danh từ còn đối với yô nạ nó sẽ kết hợp với danh từ thông qua trợ từ nô no này Được chưa, ý nghĩa giống nhau mitai dùng trong văn nói nhá rồi, đây là Kanozo mi hay là Kanozo no yo na con Nha. Tôi muốn kết hôn với cái người giống như là cô ấy, ấy, Thì cô ấy chính là một cái ví dụ điển hình mà mình muốn đưa ra Được chưa? Hay. Rồi ở với cái nét nghĩa thứ hai Thì mọi người nhìn thấy cái kết hợp nó sẽ có nhiều cái kết hợp hơn đúng không? À, rồi Vê đự, danh từ nộ, vê tạ, vê tê đự Yo na, À, yona đằng sau sẽ là một danh từ và yoda sẽ là dạng kết hợp sẽ là dạng um, kết thúc câu đúng không? Yoda chấm một cái nhá. Vẫn dịch là giống như cái nét nghĩa này nó sẽ là cái dạng để giải thích một trạng thái nào đó, giải thích một trạng thái nào đó là hai cái trạng thái hai cái sự vật sự việc gì đó nó có cái đặc điểm tương đồng nào đấy. Chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ nhé. Sono koto wa madde yume no yoda. Mọi người nhìn thấy ở đây có cái từ madde, maru Marude là hoàn toàn. Cái ma tử đế này nó rất là hay đi với những cái mẫu câu yô na yô nhí hay là mi tai, mi tai bằng với yô mà, đúng không? Hay là kano yô na, năm nữa chúng ta sẽ gặp luôn ở phía dưới này. Ừ. Hoàn toàn giống như là ma tử đế, yô sẽ là hoàn toàn giống như là. Nhá. Sẽ là à, cái việc đó ấy, thì à, hoàn toàn giống như là một giấc mơ vậy. Ok chưa? Rồi ừ, nhá. Tiếp theo ở một cái mẫu câu tiếp theo đó là Ni, na, về mặt ý nghĩa, chúng ta cũng sẽ dịch nó giống với cái yona na, yo nhí, đà kia Đầu tiên nó khác nhau về mặt kết hợp này Nó chỉ kết hợp với động từ Đúng không? Động từ chia về dạng thể thường Động từ chia về dạng thể thường Hoặc là tính từ đôi na với danh từ thì sẽ thêm đế a đự cộng với yô na, nhị Ok à, Dịch là cứ như là Cứ như là Tức là người ta sẽ nhấn mạnh vào cái việc đó là trên thực tế thì không có cái chuyện đó thế nhưng mà cái cảm giác của mình thì cảm thấy rất là giống giống như vậy nhá và nhấn mạnh một cái cảm xúc trên thực tế thì không phải như vậy thế nhưng mà mình cảm giác giống à, -mono -yo -ni -er à cô ấy thì run lật bật run đúng không run lật cập như này run lẩy bẩy à giống như thể là hay là cứ như thể là đã xem một cái thứ gì đó làm giáo rất là đáng sợ được chưa? Rồi Ok nhá Tiếp theo hai một câu số 17 này Bacari Rất là quen thuộc đúng không? Ở n 4 chúng ta có cái Veta Bacari đúng không? Đây có danh từ cộng với Bacari Hoặc là dạng kết hợp VT cộng với Bacari Thì đối với dạng VT Bacari Thì nó hay sử dụng với dạng là VT Bacari Nên là mình để luôn ở đây nhá Chỉ toàn là gì đó ừ, Chỉ toàn Uchino ko wa asonde bakariru À cái thằng con nhà tôi Cái đứa con nhà tôi chẳng hạn đúng không? Chỉ toàn chơi thôi Chẳng chịu học hành gì cả Benkyo shiyo to này, Chẳng hạn đúng không? Hai ok Một câu tiếp theo là 18 Beta bakari Vừa nãy vừa nãy nhắc xong đúng không? Là vừa mới Vừa mới Cái beta bakari sẽ là cái việc gì nhỉ? À Nó sẽ dựa vào cảm xúc của người nói Chỉ cần mình cảm thấy Cái khoảng thời gian đó là ngắn thì dù là 2 năm, 3 năm, hay 10 năm đều có thể dùng được cái Veta Bakari này Đúng chưa? Nhớ Vừa mới làm gì đó này Nihon ni kita bakari desu Tôi vừa mới đến Nhật thôi Nhưng mà cái vừa mới này có thể à, Có người là một ngày, có người là một tháng, có người là một năm chẳng hạn Tùy vào cảm xúc, cảm nhận của họ Mà người ta sẽ nói ra cái câu như thế này Hai Câu số 19 Mỗi, mỗi câu số 19 nhá Bakari de naku Bacari de naku hay là bakari de wa naku. hay là bakari ka đây là hai mẫu câu mọi người ấy. Bakari de naku hay là bakari ka đây là hai mẫu câu kết hợp cái pi là mọi người có hiểu không nhỉ? Từ nãy giờ có gặp cái pi nào? không, à, không nhớ là có gặp cái pi nào chưa thế nhưng mà mình sẽ giải thích cái pi nhá. Cái pi này là dạng thể thường mọi người ạ. Thể thường nó sẽ bao gồm cả động từ, tính từ và danh từ. Tất cả thể thường của động từ, tính từ và danh từ thì mình sẽ ký hiệu là pi nhá, bởi vì nó là khá là dài ấy nên để luôn là pi. À, mình để theo cái kết hợp giống trong cái quyển trai ngữ pháp Hay. rồi rất là xin lỗi nếu mà vừa nãy có gặp mà mình chưa giải thích ok nó dịch là gì nhỉ không chỉ nhá không chỉ không chỉ cái này mà cái gì đó cũng chúng ta thấy ở đây có mình có lấy hai mẫu câu à, hai ví dụ đúng không một cái là bakari đến naku, một cái là bakari cả để mọi người dễ hình dung Kanojo wa uta bakari de naku, dance mo Cô ấy thì không chỉ là gì đấy, Hát hay mà nhảy cũng giỏi nữa, đan sự nhảy múa đúng không? Rồi hay là ở cái ví dụ số 2 Kanojo wa Utsukushi Bakari ka kokoro mo desu. Cô ấy thì không chỉ là xinh đẹp mà làm sao à, cũng rất là hiền lành nữa, nhá. Yeah. OK. Hay hai một cô tiếp theo vẫn là nghĩa như vậy đúng không? Vẫn là dạng kết hợp thể thường của động từ, tính từ và danh từ, nhá yeah, thể thường cộng với đa kê để na cự rồi ta kê để na cự thì cái hóa này có cũng được không có cũng được mọi người nhá đa kê để na cự hay là đa kê để na cự đều ok nhá không chỉ cái này mà cái gì đó cũng nhị cư ta kê để na cự nhà sai mốt thả bên sai đừng có chỉ ăn thịt đúng không, không chỉ thịt mà hãy ăn cả rau đi được chưa không chỉ là thịt mà hãy ăn cả rau được chưa nhỉ rồi tiếp theo là dạng quá một chỉ lòng N1 quá, một chỉ N2 mốc Riêng cái mẫu câu một chỉ này thì nó sẽ là gì nhỉ? Nó chỉ kết hợp với danh từ thôi Chỉ kết hợp với danh từ thôi Và nó nhấn mạnh cái việc đó là gì nhỉ? Cái đằng trước là cái điều đương nhiên ai cũng biết Đằng cái, cái N1 ấy, cái N1 này nhá Là cái điều ai cũng biết rồi Và người ta muốn nhấn mạnh là cái đằng sau nó cũng thế đấy Ví dụ này à, Dịch thì vẫn là không chỉ thôi nhá Kare wa benkyo wa mochiron, sports mo yoku dekiru À, anh ấy đúng không? Không chỉ là học, không chỉ là cái việc học Mà à, thể thao cũng giỏi nữa Tức là cái việc học, cái việc mà bạn ấy học giỏi ấy, là cái điều mà ai cũng biết rồi Và bây giờ mình muốn kể thêm một cái điều nữa À, bạn ấy giỏi cả thể thao nữa đấy Được rồi. Phải đó, thôi Hay, tiếp theo Ước chi à Ước chi nhỉ cũng có hai nét nghĩa đúng không nào Chúng ta thấy ở đây uh nét nghĩa đầu tiên trong lúc thực ra về kết hợp nó hơi có sự khác nhau một chút thế nhưng mà nó um, mình thường là khuyên mọi người nếu mà nhớ được thì càng tốt còn nếu không thì mình có thể nhớ theo những cái ví dụ này thôi thế còn nếu mà nhớ từng cái từng cái uh, kết hợp một ý thì nó sẽ hơi vất vả và đôi khi mọi người sẽ bị loạn ấy thế là mọi người có thể là sẽ nhớ theo những cái dạng ví dụ như thế này thì sẽ uh, dễ nhớ hơn nhá ở nét nghĩa đầu tiên dịch là trong lúc Thì cái sắc thái của nó sẽ là trong lúc làm Đang làm một cái gì đó đằng trước Thì đằng sau nó sẽ có cái sự gì đó Nó có cái cái trạng thái nó sẽ thay đổi á Đằng sau sẽ có một cái trạng thái nó dần dần thay đổi Ở đây là uchi ni nemutte À trong cái lúc mình nghe tiếng Nhật Đúng không? Thì mình làm sao đấy? Mình đã ngủ quên mất, ngủ gật Được chưa? Có bạn nào bị như vậy không? Tức là nghe tiếng Nhật nó sẽ rất là buồn ngủ ấy Khi nó đang nghe và bị ngủ gật mất Đấy. Ở nét nghĩa thứ hai, mình vẫn có thể dịch là trong lúc hoặc có thể dịch là chừng nào mà còn. Thì cái sắc thái của nó sẽ là chừng nào à chừng nào mà cái đằng trước, trong lúc mà cái đằng trước nó còn chưa thay đổi. Đúng không? Trong lúc cái vế đằng trước nó chưa thay đổi thì mình sẽ làm mình muốn làm mình hãy làm cái gì đó đằng sau. Người ta muốn nói rằng cái đằng trước nó sẽ thay đổi thế nên là hãy làm cái đằng sau đi trước khi cái đằng trước nó thay đổi nhá. Ví dụ này, wakati uchi ni iroiro iro na đô iro iro na koto keiken kê kê shita hō ii một lời khuyên đúng không? Trong lúc mà chúng ta còn trẻ đúng không? Thì chúng ta nên làm gì đấy? À, trải nghiệm nhiều thứ Chúng ta nên đi trải nghiệm nhiều thứ hơn Tiếp theo chúng ta có mẫu câu số 23 đó là Sai chư hay Sai chư nhị à, Kết hợp thì nó chỉ có à, uh, Danh từ hay là VT được cộng với sai chưa nhị à, Cái danh từ sẽ là no nhá Danh từ no sai chư nhị Cô mẹ. Chúng ta có à, cái này. Cái cách dịch nó vẫn là trong lúc giống với cái trên đúng không? Trong lúc Thế nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau này Trong lúc ở sai chiều nhì nó sẽ là trong lúc đang làm gì đó Thì đằng sau lại sẽ có một cái sự thay đổi Cái kết quả của sự thay đổi đó Khiến cho bản thân người nói cảm thấy khó chịu <laughs> Tức là có khách đến chọn đúng cái lúc đúng không? Trong cái lúc mà mình đang tắm ấy thì có khách Có khách đến Kiểu gặp khó khăn đúng không? Khiến cho người nói gặp khó khăn, cảm thấy khó chịu. Ok nhá. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 24. Dư nhỉ ạ, ý ra đây này. Động từ chia về thể nai sau đó bỏ nai đi cộng với dự, đúng không? Dự bằng với nai mà. Cộng với nhỉ ạ, ý ra đây này. Không thể không, không thể không làm về, không làm về thì không chịu được. Được chưa? Sai nó có này à, cái bakari đấy toàn là đúng không? gần đây thì chỉ toàn là vì là toàn gặp những cái chuyện thì đấy ý ạ chuyện mình cảm thấy không thích thế nên là gì đấy nhỉ không thể nào mà không uống được không uống thì không chịu được phải uống rượu để giải sầu được chưa tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 25 nhá mẫu câu te này mình chỉ để điển hình ở đây là te gà này thôi còn về mặt kết hợp của nó sẽ là vt này tính từ đôi y bỏ y thêm cứ t này hay là tính từ đôi na bỏ na thêm đế mọi người nhá sau đó cộng với show cả này ngoài ra thì nó cũng có những cái cách nói nó gần gần giống với nó nữa là gì ạ shikata cả này hay là tamaranai này nữa đúng không rồi mẫu câu này sẽ dịch là rất này, vô cùng hay là cực kỳ thế nào đó nó thể hiện cái cảm xúc gì đấy đến mức như thế nào đó không chịu nổi không chịu được rất thế nào đó không chịu được đúng chưa chúng ta cùng xem cái ví dụ của nó nhá Onaka ga suite, show ga nai đói đến mức không chịu được, đói không thể nào mà chịu được, đúng không nhỉ? Mẫu câu số 26 nhá, bà yêu cặt Bà ở đây là thể điều kiện, thể điều kiện có thể là động từ, tính từ hay là danh từ. Bà cộng với yêu cặt à, lẽ ra nên hay là không nên làm một làm cái việc gì đó, thể hiện cái sự tiếc nuối của mình nhá yeah, là lúc đó nói về cái trạng thái trong quá khứ tức là cái việc đó đã xảy ra rồi và vì là lúc đó mình không làm như thế nên là mình đã cảm thấy à, nuối tiếc lẽ ra lúc đó mình nên làm thế hay là lẽ ra lúc đó mình không nên làm như thế ví dụ này ha no yu koto sunao ni tiêu o keba yokatta À, lẽ ra mình làm sao? Mình nên ngoan ngoãn nghe theo cái lời mẹ nói Ở cái mẫu câu tiếp theo Bà ino ni Bà ino À, mọi người thể thấy kết hợp của nó thì vẫn là thể điều kiện cộng với y nổ nhị. Nó thể hiện cái mong ước của người nói đồng thời cũng thể hiện cái sự à, gọi là tiếp nối cái sự bất mãn với cái trạng thái hiện tại. Tức là vì trạng thái hiện tại nó không tốt thế nên là mình đưa ra cái mong ước như vậy nhá. Uh, Motto ni nareba ii no Nhờ, À, giá mà mình có thể trở nên xinh đẹp hơn nữa tức là mình đang không thỏa mãn với cái với cái ngoại hình của mình hiện tại thế nên là mình đưa ra cái mong ước giá mà mình có thể trở nên xinh đẹp hơn ok cái này nó là cái sự mong ước nhưng mà đồng thời kèm theo cái 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 sự bất mãn đối với cái trạng thái hiện tại nữa chỉ nó không chỉ đơn thuần là cái mong ước không nhá ok hay mỗi câu số 28 mươi no, tám nhị hoặc là cứ xe nhị cũng không phải một mẫu câu đúng không? Đây là hai mẫu câu mọi người nhá. Mình sẽ, đôi khi mình sẽ để những cái dạng kết hợp ghép như thế này. À, cho nó, cho mọi người cảm thấy nó rất là giống nhau và rất là ngắn gọn, nhớ gộp lại luôn cũng được. À, nồ nhí chúng ta đã gặp ở n4 rồi đúng không? Vậy mà thế mà. Còn cứ xe nhị, cứ xe nhí ở n3 về mặt ý nghĩa thì nó hoàn toàn giống với cái nồ nhí. Tức là cái cách dịch nhá, cũng dịch là vậy mà thế mà. Tuy nhiên ở cư xe nhí thì nó sẽ mang thêm một cái sắc thái nghĩa Đó là xem nhẹ hoặc là chỉ trích cái đối tượng được nhắc đến Xem nhẹ hoặc chỉ trích đối tượng được nhắc đến Chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ Ví dụ đầu tiên <laughs> à, Cái nhà hàng này thì rẻ Vậy mà khá là ngon được chưa? Cái này chỉ đơn thuần là À nó rẻ vậy mà khá là ngon đấy Không hề mang sắc thái gì gì khác Còn số 2 知っているくせに教えてくれない Rõ ràng là biết Thế mà trả gì nhỉ? Trả dạy cho mình Đây là đáng chỉ trích đối tượng được nhắc đến Rõ ràng là anh ta biết hay là Bạn ấy biết mà trả dạy cho mình gì cả Đúng chưa? Đang chỉ trích cái người đó Ok, mẫu câu số 29 Tameni à, Tameni ở N4 mọi người đã gặp mẫu câu Với cái nét nghĩa là gì nhỉ? Để mà Đúng không? Vì hay là để À để mà đạt được một cái mục đích nào đó Thì mình sẽ làm gì đó đằng sau Được chưa? Còn ở N3 Tha mẹ thì nó sẽ mang nghĩa là Vì do, nêu nên nguyên nhân vì do Là cái cách nói nó khả tai hơn Trang trọng hơn của kara no à, Có một cái chút lưu ý Đối với tame mẹ đó là nó sẽ không sử dụng Đối với là cái đuôi của nó ấy, Cái đuôi của nó à, Cái về sau của nó sẽ không sử dụng cái dạng ý chí Hay là mệnh lệnh như là Tsumori, yote, Tekura Sai Vân vân Nhá. cái nhí này có hay không đều được này dịch là vì do thôi yuki ga futta tame do gì nhỉ do tuyết rơi mà tàu điện đã đến muộn được chưa Một câu số 30 chúng ta nhìn thấy ở đây có vẫn là pi này đúng không cái con pi này là chính là cái dạng thể thường của động từ tính từ và danh từ mọi người nhớ cái này nhá à, ở đây có mono de mon de mono des kara hay là mono da kara như trong tiếng Nhật phần lớn nó đều là những cái nào càng dài nó sẽ là càng lịch sự. Còn về mặt ý nghĩa thì nó giống nhau. desu kara lịch sự nhất này, sau đó đến monotaka kara, còn sau đó đến uh, mono de cuối cùng là sẽ Chữ monde dùng trong văn nói hay đúng không nào? Cũng là nêu nguyên nhân lý do. Thường là đưa ra cái nguyên nhân lý do từ phía người nói và muốn nhấn mạnh cái sắc thái là vì có lý do là như thế, thế nên là không còn cách nào khác, kết quả nó phải trở nên như vậy. Được chưa? Hay ví dụ này. 家が狭いものですから大きいものが置けません Vì là nhà chật chội đúng không? Thế nên là không thể nào mà à, Đặt được, để được những cái Đồ vật mà nó có kích cỡ lớn Rồi Một câu số 31 nhá Bacari nhị à, Hơi lạ lạ một chút rồi đúng không? Bacari nhị là chỉ vì, chỉ tại cái gì đó Mà gây ra kết quả xấu OK, chỉ vì chị tại này ở trong ngoặc thể hiện cái tâm trạng bất mãn và tiếc nuối, tức là nó sẽ có thêm cái sắc thái là bất mãn hay là tiếc nuối ở trong đó nữa, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ vì chỉ tại nữa. nai bakari yume akirame Chỉ tại đúng không? Chỉ tại mình không có tiền mà mình đã đành phải mà mình đã phải từ bỏ cái ước mơ. À, nó kèm theo đó sẽ là cái tâm trạng tiếc nuối cho cái trường hợp này. Rồi, mọi người sẽ cùng nhau nhìn xuống cái mẫu câu phía dưới luôn nhá. CD hay là C cả cũng là nêu lên nguyên nhân lý do. C đà này, cê đế, C cả đều được nhá. Cũng là nêu lên nguyên nhân lý do tại cái gì đó mà đưa ra kết quả xấu. Được chưa? Tại cái gì đó mà đưa ra kết quả xấu. Ví dụ này, ở đây mình còn lấy một cái về CD, một cái về C cả. Ừ. Cái CD sẽ là tại cái này mà đưa ra kết quả đó. Còn C cả thì là không biết có phải tại cái này không Tức là mình chưa biết rõ cái nguyên nhân nhá Không biết có phải tại cái này không mà đưa ra kết quả như vậy Chúng ta nhìn ví dụ này à, Asa neboshita de ni à, Buổi sáng đúng không? À, tại là buổi sáng mình mình ngủ quên mất Thế nên là đã đến trường muộn Còn ở ví dụ số 2 Tsukareta se ka atama Không biết có phải do mình bị mệt hay không Mình mệt quá hay không Mà mình bị đau đầu Được chưa? Mọi người đã Hình dung lại cái CD, CK này chưa? CD thì biết rõ lý do, còn CK thì chưa rõ Hãy tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 33 nhá Mẫu câu thà đi nhị Kết hợp rất là đơn giản đúng không? Có vế đự này Hoặc là danh từ nộ no cộng với thà Bi nhị Mẫu câu này sẽ là cứ mỗi lần Cứ mỗi lần mình làm cái gì đó đằng trước Thì ở đằng sau nó sẽ có một cái hành động nào đó Nó lặp đi lặp lại Đúng không? Chúng ta nhìn ví dụ nhá Hito wa shippai suru thà nhị Xe chô shite iku con người đúng không? Cứ mỗi lần mà thất bại thì sẽ trưởng thành hơn một chút Cứ mỗi lần chúng ta gặp thất bại chúng ta sẽ lại trưởng thành thêm một chút Đúng không nào? Rồi, 34 Darake Chỉ kết hợp đơn thuần với danh từ thôi đúng không? Danh từ của mỗi Darake Dịch là chỉ toàn cái gì đó Chỉ toàn à, Trong ngoặc mình có mở ngoặc đó là nói về những cái thứ mà bị đánh giá hơi bị thấp Ví dụ này Kare no heya wa kami kuzu darake da Chúng ta có cái kami cơ dự là cái giấy vụn đấy mọi người Cái vụn của cái giấy nhá Ở trong phòng anh ấy đúng không? Trong phòng cậu ấy thì toàn là giấy vụn Được chưa? Ở tiếp theo là 35 Kara tui tệ Kết hợp là thể thường nhá Mà chỉ để chung chung là thể thường thôi à, Thể thường này Cho dù thế nào đó thì cũng Thường sẽ là cũng không Yasui kara tui tệ Sonna ni taksan katte mo Muda da mới ra tặng mới ra là lãng phí đúng không Cho dù là nó có rẻ đấy chăng nữa thì mua nhiều như thế thì nó cũng là nó cũng là cái sự lãng phí đấy cho cho dù là rẻ đấy chăng nữa thì cũng không nên mua nhiều như thế mua nhiều như thế là lãng phí ok chưa rồi một mẫu câu tiếp theo khía này ghi kagiranai, này thường nó sẽ đi với cái Canada shimo kanarazu shimo và cái tố KAGIDANAI này nó cũng rất là hay xuất hiện ở đuôi cái mẫu câu kara to ite này nhá chúng ta cùng nhìn này chưa hẳn chưa chắc ừ. cái mẫu câu tố á kagiranai này thì nhấn mạnh về những cái trường hợp ngoại lệ bình thường thì mọi người hay nghĩ như thế này thế nhưng mà ở đây người ta nhấn mạnh là à cũng đôi khi có những trường hợp ngoại lệ như vậy à takai mono ga kanarazu shimo ii mono da to wa kagiranai À những cái gì nhỉ? Những cái đồ mà đắt tiền ấy thì không hẳn là chưa chắc là lúc nào cái nào cũng là tốt đâu. Bình thường mọi người đều nghĩ đúng không? Ờ, cứ nhìn giá thôi, nó đắt tiền thì là sẽ là đồ xịn. Thế nhưng mà ở đây người ta đưa ra trường hợp ngoại lệ là những cái thứ không hẳn là những thứ đắt tiền đều là đồ đều là đồ tốt. Đều có chất lượng tốt. Hay Rồi. 37 đúng không? Danh từ cộng với nuki Sẽ là cái việc gì nhỉ? Không có cái danh từ nào đó hay là lược bỏ bớt cái danh từ đằng trước Bình thường thì là sẽ có cái danh từ đó ở trong đó Thế nhưng mà sẽ có một trường hợp mà đặc biệt nào đó Mà cái danh từ đó bị loại bỏ đi nhá Ví dụ này Yosuke nuki đấy, nê nên À, đi ngủ mà không À, không thì không ăn cơm tối sẽ bỏ qua cái cơm tối, bỏ qua bữa tối và đi ngủ Hay. Tiếp theo 38 À, hô độ Hô độ cái kết hợp thì mọi người sẽ tự nhìn luôn nhé Hô đồ là đến mức này Hô độ là đến mức, nó sẽ giống với gì nhỉ? Kudai đây Rồi À, hay Ở đây Akiru hô đồ thạc sang thái bê Tức là tôi đã ăn nhiều nó Dịch từ dưới lên nhé Tôi đã ăn nhiều này Đến mức mà chán luôn rồi Akiru là chán Ăn nhiều đến mức chán mức ngán luôn rồi à, về cái hô đồ và kudai thực ra nó sẽ có một sự khác nhau nhỏ xíu 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 mà bạn nào mà có học ở trên khóa online của Dũng Mô đi thì chắc là sẽ có xem qua ở cái phần góc chuyên gia rồi đúng không? Ok, ở đây thì mình sẽ không à, phân tích kỹ nữa nhá, mình đang tổng hợp lại thế là nếu mà nói hơi lâu quá thì sẽ hơi bị mất thời gian của mọi người một chút. Hay à, một dạng khác đó là hô độ này. Hô độ này là so sánh A không đến mức của B, A không đạt được đến mức của B này Việt Nam thì không lạnh bằng Nhật Bản. Không lạnh như Nhật Bản. Đúng không? So sánh thì Việt Nam thì không đạt được đến cái độ lạnh, cái mức độ, cái nhiệt độ lạnh giống như là Nhật Bản. Ok. Hãy thay vì thay cho đúng không? Sẽ có người này thay cho người kia, hay là cái vật này thay cho vật kia, sự việc này thay cho sự việc kia. Thay vì, thay cho này thực nó à, số lượng những cái người mà sử dụng điện thoại di động thay cho đồng hồ thì tăng lên, tức là bây giờ thì càng nhiều người sử dụng điện thoại di động thay cho đồng hồ, không sử dụng đồng hồ để xem giờ nữa đúng không? rồi 41, ô tô hay là ô gì tệ tô hay là ở đây thì chúng ta sẽ có hai nét nghĩa nhé, đầu tiên là thông qua làm một cái việc gì đó thông qua một cái gì đó ở trung gian ở giữa. Ví dụ như là kanojo to wa senpai o là quen biết đúng không? Tôi đã quen biết ai nhỉ? Với cô ấy, tôi đã quen biết cô ấy thông qua senpai đàn anh hay là đàn chị nào đó. Ở nét nghĩa thứ hai sẽ là làm gì đó suốt một khoảng thời gian. Thì trong trường hợp dịch là suốt này thì cái danh từ kết hợp với nó sẽ là danh từ chỉ thời gian nhé. Ví dụ như là Kono no to shite Cái đất nước này thì nóng suốt cả năm Suốt canh năm Tiếp theo là một câu 42 à, Tokoro Chúng ta có về ver", về veta, veteru, tokoro Dịch là đúng lúc à, Đúng lúc cái hành động V đằng trước nó xảy ra hay là nó kết thúc Thì sẽ có một hành động đằng sau nó nó, nó xảy đến cắt ngang cái hành động ở đằng trước Ví dụ 道に迷って困っていたところへ警察が通りかかった. Ừ. Đúng lúc mà mình đang gặp khó khăn do lạc đường, đúng không? là lạc đường. Thì có một à, có cảnh sát là sao nhỉ? Đi ngang qua thì là gọi vẫy và hỏi được chẳng hạn, đúng không? Rồi, ở mẫu câu số 43, mọi người nhìn ở đây là ni hay là ni tai shi, ni Nhị tai C và nhị tai chi nó hoàn toàn giống nhau. Tai chi thì nó là dạng ngắn gọn và lịch sự hơn của nhị tai Còn nhị tai sơ thì đằng sau sẽ là kết hợp đối với một danh từ khác đúng không? Nó có hai nét nghĩa, thường là mọi người sẽ chỉ nhớ cái nét nghĩa đầu tiên thôi ấy, mà quên mất cái nét nghĩa thứ hai. Nét nghĩa đầu tiên là đối với thì mọi người đều biết rồi, à, sẽ là những cái thái độ, những cái hành động của A đối với B. Được chưa? Sensei wa seito ni tai shite kibishii. Giáo viên thì nghiêm khắc với học sinh Đấy là nét nghĩa đầu tiên Ở nét nghĩa thứ hai sẽ là nói về cái sự trái ngược Ví dụ này Ani wa genki nano ni tai shi Ototo wa yoku là naru à, Trái ngược với cái người anh trai rất là khỏe mạnh kia Thì à, cái cậu em trai đúng không? Lại rất là hay bị ốm Mọi người nhớ cái này chưa? Nhớ, nhớ nhá, hai nét nghĩa đối với hoặc là trái ngược hay mỗi câu 44 danh từ cộng với nhì tốt tệ rồi, nó cũng dịch là đối với Đúng chưa? Vẫn dịch là đối với Thế là đối với cái danh từ nào Danh từ đằng trước nó Hoặc là mình có thể hiểu là đứng ở lập trường của cái danh từ đằng Cái danh từ này ấy, Thì thế nào đấy? Jose đúng không? Jose ni to con bạc á Bakuchi Mọi người nhìn thấy cái furigana này không? Bakuchi Bakuchi na Bạc Bakuchi là cái việc đánh bạc ấy à, Thì mình có thể dịch cái câu này là Đối với phụ nữ đúng không? Thì kết hôn là giống như là một cái Cái canh bạc <laughs> ok rồi Câu ní yêu được hay là ní yêu được tốt ní yêu để bà danh từ cộng với ní yêu được tốt ní yêu để là dựa theo theo như cái danh từ đằng trước thì ở về cuối câu nó sẽ thường đi với những cái dạng mẫu câu nghe nói như là da shi so to yêu cô tổ nhá ní yêu được tốt ní yêu để bà cuối câu sẽ là da shi to yêu tổ to yêu cô tổ hay là so ví dụ như là 天気予報によると明日は雨らしい À, theo như dự báo thời tiết ấy, thì nghe nói là Ngày mai trời sẽ mưa đấy Hay sẽ không mất thời gian của các bạn nữa Chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp tiếp nhé Hay một câu số 46 rất rất là quen thuộc Sa Chúng ta sẽ có danh từ cộng với sa Thường thì trong văn nói cũng sẽ có những cái trường hợp khác Như là vt sa Cũng có thể nói được nhé Một câu này sẽ dịch là Đến ngay cả Người ta sẽ đưa ra một cái ví dụ nào đó hơi tiêu cực một chút để nhấn mạnh cái đằng sau. Đến ngay cả, à, đến ngay cả trẻ con cũng biết, đến ngay cả bố mẹ cũng không kể chẳng hạn, đúng nào? Ví dụ, koto kodomo de À, cái chuyện đó ấy thì đến ngay cả trẻ con cũng biết. Ok chưa? Cái chuyện đó đến ngay cả trẻ con cũng biết. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 47 nhá. Mẫu câu hà dự rất là quen thuộc đúng không? Thực ra mẫu câu này cũng xuất hiện Ở trong uh, quyển N4 Mina rồi đấy mọi người ạ uh, Và chúng ta có thể ôn lại một chút nhé dự dịch là gì nhỉ? Chắc chắn Dịch đơn giản là chắc chắn Đưa ra cái suy đoán Mang tính khách quan Dựa trên những cái căn cứ Những cái cơ sở nào đó để phán đoán Rồi Chắc chắn là này Nét nghĩa đầu tiên đúng không? Kyou Khô wa shukujitsu dakara wa yasumi no hazu da. Chúng ta có hai vế Vì hôm nay là ngày nghỉ sự cứ sự là ngày nghỉ đúng không? Thế nên là chắc chắn là gì đấy? À công ty sẽ nghỉ rồi Đúng không? Sẽ sẽ, sẽ cho nghỉ làm đúng không nào? Ở nét nghĩa thứ hai chúng ta còn một cái nét nghĩa nữa đó là Chả trách hèn chi mà như vậy Rồi cái nét nghĩa này thì có thể là mọi người sẽ ít nhớ hơn đúng không? Ví dụ này 60 mươi À chả trách mà trời lạnh đúng không? Yuki ga futte kimashita À lý do đằng sau người ta đưa ra là gì đấy? Là do tuyết đã, tiết đã rơi Hèn chi mà trời lạnh vậy Đúng nào Ok nhá Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 48 hãy mẫu câu số 48 chúng ta thấy ở đây là Chúng ta nhìn như này cho nó dễ bỏ qua nhá Rồi, mẫu câu số 48 Nhĩ chỉ gai này Nhĩ chỉ gai này Cũng dịch là gì đấy? Chắc chắn là Một cách nói khá hơn, cứng nhắc hơn của ha dự Cách nói trang trọng này, cứng nhắc hơn của hà dự và có một điểm chú ý đó là mẫu câu nhí chỉ gai nai này sẽ không sử dụng để trả lời trong các cuộc hội thoại ok nhá chúng ta cùng nhìn ví dụ này sono kikai wa shite ni gai nai à, cái máy đó thì chắc chắn là đã bị hỏng hóc ở đâu đó rồi nhá doko cả là ở đâu đó là bị hỏng ở đâu đó ok chưa rồi tiếp theo chúng ta còn một mẫu câu nữa cũng dịch là chắc chắn là Chúng ta không nhìn này, mẫu câu số 49 Nhi kimatteru tê ừ. Nh kimatteru, đúng không? Mẫu câu này cũng dịch là chắc chắn Thế nhưng mà nó sẽ là đưa ra cái suy đoán chủ quan của người nói Tôi nghĩ nhất định là, tôi nghĩ chắc chắn là Và có thể có căn cứ hoặc là không, đúng không? Hát dự với nhi gai nai vừa phía trên chúng ta nói là Đưa ra những cái phán đoán dựa trên những cái căn cứ, những cái cơ sở nào đó còn cái nhí kimateru sẽ là cái phán đoán chủ quan này Có căn cứ hoặc không đều được này Và nó có thể là đúng với tùy từng trường hợp Có thể đúng với cá nhân mình Thế nhưng mà sẽ không đúng với người khác Chúng ta cùng nhìn ví dụ nhé Kami mo Wasureru ni kimatter. À, dù là có viết ra giấy, có memo ra giấy đi chăng nữa Thì à, tôi nghĩ nhất định là tôi sẽ lại quên thôi Hay là ai đó, cái trường hợp là bạn đó chẳng hạn Thì bạn ấy cũng sẽ lại quên thôi Bởi vì là, à gì nhỉ Đấy là suy đoán chủ quan của mình Mình nghĩ rằng là bản thân mình thì chỉ nhớ rất là tồi Chẳng hạn hay là bạn nào đó chỉ nhớ rất là tồi chẳng hạn Thế nên là dù là có ghi ra rồi cũng sẽ lại quên thôi nhá. Thì có thể là cái câu này sẽ đúng với trường hợp của bạn này nhất định thôi Nhưng sẽ không đúng với người khác Ok chưa ạ? Rồi, hãy mẫu câu số 50 Chúng ta có Kato Omota Chúng ta lại gặp lại cái kết hợp pi này đúng không? Mình sẽ nhắc lại nhá Cái kết hợp pi này nó là ký hiệu chung Ừ, ký hiệu chung của các dạng thể thường có thể là thể thường của động từ tính từ và danh từ tất cả đều chia về thể thường rồi cộng với kato omota ok chưa rồi mỗi câu này sẽ dịch là cứ tưởng ừ. cứ tưởng tức là cái 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 điều mà mình nghĩ thì nó khác với thực tế ví dụ này ano ito a nihonjin kato omota à tôi cứ tưởng cái người đó là người nhật cơ thế suy ra là ở trên thực tế là sao người đó không phải là người nhật Đúng không? Hay, dễ rồi đúng không nào? Một câu tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đó là mẫu câu số 51 Si để nhị Mẫu câu này có cân thường không mọi người? Hay, si để nhị Về kết hợp thì chúng mọi người có thể nhìn đó là Về đự, về tạ hay là danh từ no si để nhị nhá Là nhân tiện, đúng không? Nhân tiện chúng ta làm gì đó đằng trước Thì chúng ta sẽ làm kèm thêm một hành động gì đó phụ ở đằng sau Ví dụ Sampo no si để nhị Kono tegami o dashite kite kuremasen ka? À, nhân tiện đi dạo đúng không? Thì em có thể giúp anh, mình ví dụ nhá, em có thể giúp anh à gì đấy, gửi cái bức thư này được không? Ok chưa? Rồi, nhân tiện làm cái hành động đằng trước thì sẽ làm thêm một cái hành động phụ ở đằng sau. Nhớ nhá. Hay tiếp theo của chúng ta là mẫu câu số 52 đúng không nào? Mẫu câu okage de. Okage de là gì nhỉ? Nhờ có. Nhờ có một người nào đó hay là một việc gì đó mà dẫn đến hay là đưa đến một cái kết quả thường là kết quả tốt ở đằng sau đúng nhỉ chúng ta có thể dịch là nhờ có hay là nhờ vào này chúng ta cùng nhìn ví dụ nhá cho kiến họ mô đặt tàu ghế nhờ có cái việc gì đấy là nhận được học bổng đúng nhỉ thế nên là đã có thể đi du học được chưa tiếp theo nhá mẫu câu số 53 karakoso karakoso chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ chính vì À, người ta sẽ nhấn mạnh vào cái nguyên nhân ở đằng trước, chính vì là cái ở đằng trước thế nên là mới thế nào đó. Ví dụ, てだってくれたからこそ、仕事が早くできたよ. À, chính vì là cậu giúp đỡ tớ. Ở đây nói không rõ không rõ chủ ngữ vị ngữ thì mình sẽ auto hiểu rằng thì là mình đang nói với người nghe nhá. Chính vì là có anh hay là có chị giúp đỡ cho em hay là cậu giúp đỡ cho tớ chẳng hạn, thế nên là mới có thể nhanh chóng hoàn thành xong công việc đấy. Được chưa nha? Hay rồi nhấn mạnh vào cái gì đó, vào cái nguyên nhân nào đó. Chúng ta cùng nhìn tiếp mẫu câu số tự. Năng cạn nan tệ. Rồi, nang cả nan tệ thì à, đa phần là đều có thể thay thế cho nhau được đúng không? Danh từ nang cả nan tệ này. Ở đây chúng ta có thể nhìn bao quát hơn có hai nét nghĩa, chúng ta nhìn đến nét nghĩa đầu tiên trước nhá. Đầu tiên sẽ đưa ra những cái ví dụ. Ví dụ để cho người khác lựa chọn Chúng ta có thể dịch là, ví dụ như là, chẳng hạn như là Ở đây có cái, một cái câu hội thoại này Bạn A thì bảo rằng thì là Dore ni siêu kana? À mình nên chọn cái nào bây giờ? Đúng nhỉ? Và bạn B bảo là Kore nanka wa do? Hay là Kore nanka do? À cái này thì thế nào? Tức là mình sẽ đưa ra cái gợi ý Đúng không? Mình sẽ đưa ra cái gợi ý Còn cái việc lựa chọn là của đối phương Mình gợi ý, bạn B đã gợi ý là Kore nanka do? Chẳng hạn, đúng nào rồi đấy là nét nghĩa đầu tiên nhá. Ở nét nghĩa thứ hai của năng cả nàn tệ thì có thể hiểu là à cái trường hợp mà xem nhẹ cái đối tượng được nhắc đến. Xem nhẹ cái đối tượng được nhắc đến này, hoặc là sử dụng khi mà bản thân mình nhá muốn khiêm nhường. Chúng ta cùng nhìn này. Ví dụ đầu tiên. Khối biết tổ năng cả ý đá rồi. Đúng không? Ôi giời ơi gì đấy. Người yêu người à, người yêu nghĩa các thứ gì không cần đâu. Đúng không? rồi thì mình đang làm gì nhở? ý là à, đang xem nhẹ cái đối tượng được nhắc đến ở đây là coi bị tội là người yêu à không cần người yêu gì hết đâu chẳng hạn đúng không hay là okane cả iranai yo đúng chưa hoặc ở cái nét nghĩa thứ hai cái cái cách dùng thứ hai là gì khiêm nhường nó thì hay dùng cái câu đó là watashi nang cả mada à, tôi thì vẫn chưa được đến như vậy đâu chưa được giỏi như thế đâu chẳng hạn ok chưa rồi đó là nang cà và nante nhá hay, tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu TOKA Ở TOKA của N3 thì chúng ta sẽ có gặp với cái nét nghĩa đó là liệt kê Liệt kê có thể liệt kê những danh từ hay là những cái hành động Cụ thể đây là kết hợp với danh từ hoặc là động từ chia về về được đúng không nào à, Rồi cộng với TOKA à, Cái dạng liệt kê này thì nó có thể nói là giống với những cái dạng liệt kê như là ya ya Hay là tari tari. Nhá. Nếu mà ya ya đúng không? Ya ya thì chỉ kết hợp với danh từ thôi, còn về ta đi ta đi thì nó sẽ kết hợp với động từ chia về thể ta. Đúng nhá. Rồi, dịch là hay là như là. Chúng ta cùng nhìn ví dụ này. Tsukareta toki wa taksan tabemasu yo. Niku ka sakana to Rồi, khi mà mệt thì tôi sẽ ăn rất là nhiều. À, chẳng hạn như là gì đấy, ăn thịt này hay là ăn cá này vân vân. Được chưa? Rồi nhá mẫu câu tiếp theo, đa trị à đa chi đúng không? ở đây mình có để hai nét nghĩa, một nét nghĩa thì thực chất ra là chúng ta đã được làm quen ở nửa 4 rồi, thế nhưng mà có rất là nhiều bạn học qua mina thì không được không được biết đến đúng không? đa à, chi này đối với từng cái nét nghĩa nó sẽ có cái cách kết hợp khác nhau, mình chỉ để ở đây là đa nói chung. đối với cái nét nghĩa đầu tiên là nghe nói nó sẽ kết hợp với dạng thể thường nhé, tức là động từ danh từ tính từ kết hợp với rất là nhiều loại. ví dụ À, dewa, dashi des. Tức là theo như một cái tin đồn nào đó đúng không? Thì nghe nói là cô ấy sẽ nghỉ làm Sẽ nghỉ việc ở công ty Đây đây là theo như một cái tin đồn nào đó Cái Dashi này thì à, Nó truyền đạt một cái thông tin Không được chắc chắn lắm Thường là nói ý, Thường là những cái tin đồn hay là những cái điều mà mình nghe phong phanh thôi Và mình không có khả năng xác nhận lại được cái thông tin Mà mình đã nói ra này nó không chính xác bằng cái so this ở nửa bốn đâu mọi người nhá ok rồi tiếp theo là cái nét nghĩa thứ hai à, giống với hay là ra dáng hay là đúng là à đối với cái nét nghĩa này thì nó chỉ kết hợp với danh từ ở đằng trước thôi nhá mọi người nhá ví dụ kareba otokodashi nè à, à anh ấy thì men nhỉ men lì nhỉ rất là ra dáng là nhỉ? rất là gì rất là ra dáng một người một nam nhân đúng không nào hay rồi, tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 57 nhá. No koto dakara. À, mẫu câu này rất là dễ đúng không? Danh từ no koto dakara. Chính vì là cái danh từ này thì cái danh từ ở đằng trước ấy nó sẽ là một cái đối tượng, sẽ là một người này hay là một cái tổ chức nào đó mà mình cái người nói hiểu rõ. Và chính vì mình hiểu rõ thế nên là mình mới đưa ra được cái nhận định, cái phán đoán nào đấy. Ví dụ, Chúng ta nhìn cái cách dịch ở đây nhá Vì là N nên tôi nghĩ chắc chắn là như thế Ví dụ này Kare no koto da kara zettai gokaku dekiru hazu desu Vì là anh ấy Đúng không? Vì là anh ấy Thế nên là chắc chắn là có thể đỗ Tôi rất là tin anh ấy Tôi là người hiểu anh ấy Anh ấy học rất là chăm chỉ Làm bài kiểm tra rất là điểm rất là cao Thế nên là mình đưa ra cái phản đoán Chắc chắn là anh ấy sẽ, sẽ đỗ thôi Được chưa Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 58 nhá một câu nai À về kết hợp thì chúng ta sẽ có về đự đúng không? Ngoài cái cách nói là nai thì chúng ta còn có những cách nói khác như là hokanai hay là yori hokanai Đều sẽ mang cái nét nghĩa là chỉ còn cách thế nào đó Trong một cái trường hợp nào đó đúng không? Thì sẽ chỉ có cái cách làm như vậy là tốt nhất thôi Chúng ta cùng nhìn ví dụ nhá Sotsugyo dekinakatta kara baito suru nai Vì là không tốt nghiệp, tức là không tốt nghiệp được, đúng không? Thế nên là chỉ còn cách đi làm thêm thôi. Được chưa? Mẫu câu số 59 nhá. mực kệ. mực kệ này thì chỉ kết hợp với danh từ thôi, đúng không nào? Danh từ cộng với mực kệ. Có thể là mực kệ nhí, mực kệ đạ hay là mực kệ nộ. -no. Có khá là nhiều cách dùng như vậy nhá. Mẫu câu này sẽ là nói về cái việc cái gì đó được làm ra để dành riêng cho một đối tượng hay là một nhóm đối tượng nào đó. Thì cái danh từ ở đằng trước sẽ là cái đối tượng hoặc là một cái nhóm đối tượng được à, được hưởng cái gì đó đúng không? Rồi ở đây sẽ là gì ạ? Sore wa sinh muke no desu. Thì ở đây cái danh từ đằng trước là số sinh là những cái người mới bắt đầu học Mới bắt đầu học một cái gì đó đúng không? Cái đó ấy, đúng không? Thì là một cái cuốn sách giáo khoa Kyokasho Dành riêng cho những người mới bắt đầu học Đúng chưa? Cái cuốn sách giáo khoa đó ấy, thì được làm ra để dành riêng cho cái đối tượng đó là mới học thôi. Được chưa? Các bạn đã hiểu một câu này chưa nhỉ? Rồi nhá. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 60 nhá. Một câu về te kara de hoặc là về te kara de hai cái cách nói này thì cách nói nào cũng ok mọi người nhá. Một câu này sẽ mang nét nghĩa là nếu mà không làm hành động V ở đằng trước thì cái hành động ở đằng sau cũng không không có cái khả năng có thể thực hiện được Rồi, nếu không làm về thì cái gì đó cũng không thể đúng không Chúng ta nhìn ví dụ này Hatachi ni natte kara de được to kekkon suru koto wa xem. Rồi, ví dụ chẳng hạn ở đây là gì? Nếu mà chưa đến 20 tuổi thì sẽ không thể gì đấy Không thể kết hôn được Đúng chưa? Rồi, hay Một câu số 61 chúng ta cùng nhìn này Vẫn là pi đúng không? Pi là ký hiệu của thể thường của động từ tính từ và danh từ Đúng không? Chúng ta kết hợp với to ưu koto da hoặc là tono no koto da. Mỗi câu này thì cũng sẽ có hai nét nghĩa. Nét nghĩa đầu tiên chúng ta cùng nhau nhìn đó là mẫu câu. À, cái nét nghĩa là nghe nói. Nghe nói nhá. Ví dụ chúng ta nhìn này, news sự được tổ. Ashita wa ame ga furu to you koto da. Dựa theo đúng không? được tốt, Dựa theo hay là theo như Theo như một cái bản tin nào đó thì nghe nói là Ngày mai trời sẽ đổ mưa, trời sẽ mưa đấy. Đúng không nhỉ? Đó là nét nghĩa đầu tiên nhá. Con nét nghĩa thứ hai nó sẽ mang cái nét nghĩa là có nghĩa là giải thích đúng không? Có nghĩa là ok, wa irimasen, muri o to koto desu. Rồi. Không cần tiền đâu. Có nghĩa là à miễn phí đấy. Đúng không nhỉ? Hay. Rồi. Chúng ta cùng nhau nhìn tiếp đến mẫu câu số 62 nhá vsa sete đạo hoặc là vsa sete kureru. Rồi, mẫu câu này thì cũng sẽ có hai nét nghĩa của nó. Đầu tiên thì động từ sẽ chia sang, mọi người nhớ là nó chia sang thể sai khiến sau đó cộng với modal hoặc là kureru đúng nhá. Đầu tiên thì sẽ là gì nhỉ? Sử dụng để xin phép ai đó cho phép bản thân mình làm một việc gì đó. Nhớ là hành động sẽ là người nói làm, mình chỉ đi xin người ta cho mình làm thôi. Nhá? Ở đây, ví dụ đầu tiên à, Có thể cho phép tôi suy nghĩ một chút có được không ạ? Một cách nói rất là lịch sự đúng không? Cái itadaku nó chính là cái dạng lịch sự hơn của cái gì đấy Murau, đúng không nào? Rồi, đến với nét nghĩa thứ hai là cái việc nhỉ Trong một cái câu mà người ta muốn thể hiện cái thái độ biết ơn Đối với cái việc mà ai đó cho mình làm gì đấy Thì mình cũng có thể sử dụng cái cách nói này 両親は私を留学に行かせてくれた. Bố mẹ thì đã cho tôi đi du học. Tức là trong cái câu này thì mặc dù không nói gì đến cái từ cảm ơn thế nhưng mà hàm ý trong đó, cái sắc thái ở trong đó sẽ bao hàm cái nét cái 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 nghĩa là muốn cảm ơn đến bố mẹ mình vì đã cho mình đi du học. Ok thế nào? Hay. rồi, tiếp theo vẫn là dạng về sa thể sai khiến đúng không? Về sa cực à là cứ để mặc để cho cái hành động gì đó duy trì thế nào đấy không thay đổi mình không tác động đến ví dụ như là kanojo ni katte ni monko iwasete okinasai à hãy cứ để cho hãy cứ mặc cho đúng không hãy cứ mặc cho cô ấy là sao đấy tùy ý phàn nàn đi đúng không có phàn nàn thoải mái đi kệ cô ấy nói đi không cần phải không cần phải bận tâm gì đâu hoặc là không cần phải à, ngăn cô ấy lại làm gì cả thì là như vậy nhá. Rồi tiếp theo một câu Bề kỵ rất là quen thuộc đúng không? Vế đự bề kỵ Kết hợp của nó thì chỉ rất là đơn giản Chỉ có vế đự bề kỵ Tuy nhiên thì mọi người nhớ chú ý đối với động từ sư đự nhá Sư đự có hai cách Một là sư đự bề kỵ hoặc là sư bề kỵ đều ok Và có một cái nét nghĩa thứ hai Đối với cái cách nói đó là bề kỵ đặt tả Thì chúng ta cùng nhau nhìn này Đầu tiên vế đự bề kỵ sẽ là cần, nên, phải làm gì đó Đưa ra một lời khuyên đúng không? Rồi, học sinh thì cần phải học hành chăm chỉ hơn nữa. Đúng chưa? Rồi đối với cái beki đạt tặng thì nó sẽ mang cái sắc thái nghĩa đó là nuối tiếp về cái việc là lẽ ra lúc đó nên làm thế nào đấy. Thế nhưng mà lại không làm, đúng không? Thì cái nét nghĩa này thì nó có thể bằng với cái bà tà mọi người ạ. Chúng ta cùng nhìn ví dụ nhá. Anata wa kanojo ni ayamaru beki datta. Chúng ta có từ được ở đây là xin lỗi À lẽ ra đúng không? Cậu nên xin lỗi cô ấy Được chưa? Hay, Hay một câu số 65 rồi đúng không nào? Một câu tối ở tốt tối yếu bà tùy tà đạ. Ba cách nói này thì đối với cái nét nghĩa này Thì ba cái này đều có thể thay thế cho nhau Kết hợp của nó rất là đơn giản Chỉ có danh từ thôi đúng không? Một câu này là gì nhỉ Nếu mà nói đến hay là nhắc đến một cái danh từ nào đó ở đằng trước, thì mình sẽ nghĩ ngay ra, hình dung ngay ra một cái điều gì đó rất là đặc trưng, rất là nổi bật thuộc về cái danh từ đằng trước. Chúng ta nhìn ví dụ này. 日本の山最たれ富士山です. <laughs> đúng không? desu <laughs> Nếu mà nhắc đến núi của Nhật Bản, thì à, chúng ta sẽ nghĩ ngay ra thì sẽ nó sẽ là đúng không? thì nó sẽ là núi Phú Sĩ Núi Phú Sĩ là một cái biểu tượng rất là đặc trưng của Nhật Bản rồi đúng không? Thế nên là nếu mà nhắc đến núi của Nhật Bản thì nó sẽ là núi Phú Sĩ rồi Ok chưa? Hãy Mẫu câu số 66 Nhí kan shite Rồi kết hợp của nó chỉ có danh từ cộng với nhí kan shite nhá Nhí Liên quan đến một vấn đề gì đó Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Kono mondai ni kan shite goi go arimasen ka? À, liên quan hay là về cái vấn đề này đúng không? thì mọi người có ý kiến gì không ạ? hoặc là chúng ta có thể dịch phôi hơn từ dưới lên. mọi người còn có ý kiến gì khác về vấn đề này không ạ? OK chưa? Ây, một câu số 67 mươi bảy. Yo toster. à, yo ở đây nó là cái gì? cái yo ở đây nó là thể ý chí mọi người nhá, thể ý hướng ở N 4 mọi người đã học rồi. về yo đúng không? Yo tosted hay là có một cách nói khác? một cái nét nghĩa khác là yo to này thì chúng ta cùng nhau nhìn này đầu tiên với video to được thì nó sẽ mang nét nghĩa là cố gắng hay là định làm một cái gì đó ngay tại ngay gần cái thời điểm nói hayaku neyo to kekkyoku tetsuya shita à mình đã định là cố gắng ngủ sớm rồi đấy thế nhưng mà sao đấy là sao kết cục kết quả là lại thức thâu đêm được chưa đối với VEO to shinai Nó sẽ mang nét nghĩa là chỉ trích ai đó Chỉ nói về hành động của người khác thôi mọi người nhé Chỉ trích ai đó không chịu làm một việc gì đấy Kare wa jibun no koto wa nan ni mo iyo to shinai Anh ấy thì chẳng chịu nói gì về bản thân mình cả Được chưa? Không chịu nói gì về bản thân mình Không chịu tiết lộ điều gì, không chịu chia sẻ điều gì chẳng hạn Được nhá? Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 68 Beta to tang Động từ chỉ chia rằng dạng Vê tạ quá khứ đúng không? Sau đó cộng với tô tạng Một câu này sẽ mang đến nghĩa là ngay sau khi Ngay sau khi cái hành động vê tạ đằng trước nó xảy ra thì ngay lập tức gần như là đồng thời đằng sau sẽ có một điều gì đó nó xảy đến Không sử dụng ý chí hay là dự định gì đó ở về sau mọi người nhé Ví dụ này O sake là non to tạng các ga ngay sau khi mình uống rượu vào đúng không thì mặt ngay à, mặt làm sao nhỉ ngay lập tức làm sao nó đỏ bừng lên được chưa? Hãy tiếp theo là 69 mươi Na sa so desu. Na so Trông có vẻ không. Ừ, thực tiếp ra cái mẫu câu này chính là cái dạng phủ định của cái mẫu câu so desu ở nửa 4 Ở nửa 4 chúng ta có dạng động từ bỏ mắt sự đi cộng với so. Là gì nhỉ? Trông có vẻ. Thì đây sẽ là trông có vẻ không thế nào đó thôi đúng không? Rồi chúng ta cùng nhau nhìn. Ano ito wa nihonjin ja na sa desu ne. Cái người đó thì có vẻ như là hay là trông có vẻ không phải là người Nhật nhỉ. Được chưa? Rồi, rất là dễ rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là một câu số 70 nhá Đà rộ tổ Về DAROU rộ thì nó sẽ dịch là Tôi nghĩ chắc là thế nào đó DAROU ở đây nó chính là dạng văn nói của đề show Chắc là ở nửa 4 đấy mọi người ạ Thì ở đây là thêm tố ô vào thôi nhá Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Tôi de sunderu no wa sabishi DAROU TÔ to omoimasu cái việc mà sống một mình ấy thì tôi nghĩ chắc là gió sẽ rất là cô đơn, rất là buồn đấy Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 71 Cô tộc cả Mẫu câu này thì nó hơi thiên về mẫu câu ngữ pháp của N2 một chút nhá Mẫu câu này nó sẽ sử dụng để thể hiện cảm xúc Biết bao nhiêu như thế nào Và thường có một chú ý nó sẽ đi với những cái nghi vấn tử như là Donna ni, dore da kệ vân vân Nhá, rồi dịch là biết bao nhiêu như thế nào đều được chúng ta cùng nhìn ví dụ. Hajimete no musuko ga umareta toki, kanojo wa donna ni yorokonda koto ka. Rồi. Khi đúng không? Cái lúc mà à, sinh cậu con trai đầu lòng ấy thì cô ấy đã hạnh phúc biết nhường nào, hạnh phúc biết bao nhiêu. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta đến với một mẫu câu nữa cũng thể hiện cảm xúc là cô tổ nhị. Chúng ta thấy ở cái kotoka vừa nãy mình có chú ý đó là nó sẽ đi với một số nghi vấn từ và ngoài ra nó để ở, nó sẽ là cái dạng kết câu để ở cuối câu nhá còn cô tổ nhị nó sẽ đặt ở giữa câu thật là thế nào đó và thêm một vẻ nữa ở đằng sau chúng ta cùng nhìn này sai na cô tổ nhị no suki na hito to dekimashita à thật là hạnh phúc đúng không cuối cùng thì mình cũng có thể lấy hay là kết hôn với người mà mình thích ok chưa rồi nhá tiếp theo một câu số 73 này một câu ni ni mọi người nhá Chúng ta có hai dạng kết hợp và tương ứng với mỗi dạng kết hợp nó sẽ có cái nét nghĩa khác nhau Mọi người cùng nhìn Vế được cộng với ni nó sẽ mang nghĩa là càng càng Ue ni noboru ni kiri Càng leo lên cao đúng không? Thì sương mù càng dày đặc hơn Càng trở nên dày đặc hơn Ok? Càng càng Đúng đối với cái cách kết hợp là danh từ cộng với nhí thì nó sẽ mang nghĩa là theo làm theo cái đằng cái danh từ đằng trước ví dụ này joshi no rồi tôi đã làm đúng không làm việc bất chính theo mệnh lệnh của cấp trên được chưa rồi nhá một có số 74 mươi bốn kara ni kakete nếu các bạn để ý thì có thể thấy là một số những cái mẫu câu phía dưới này thì à nó hơi bị nhảy sang một chút so với so với N3 đúng không? Nó sẽ có một câu là liên quan đến N2 thì nó là một số những cái mẫu câu mà ngữ pháp thêm mà mình muốn bổ sung để các bạn có thể à, nâng cao hay là trong quá trình thi mà nó có gặp những cái mẫu câu này thì mọi người có thể ứng phó được. Rồi Kara ni kakete về kết hợp nó chỉ kết hợp với danh từ nhá. Danh từ một kara, danh từ hai ni kakete từ cho đến Danh từ sẽ là những cái danh từ chỉ thời gian hoặc là địa điểm này Từ cho đến này Ashita Tokyo kara Osaka ni Osaka ni Rồi, ngày mai thì làm sao nhỉ? À, nghe nói là ngày mai thì sẽ có mưa lớn từ à, từ Tokyo cho đến Osaka Được chưa? Tiếp theo một câu số 75 Ni watatte Ni watatte là suốt suốt một khoảng thời gian nào đó hay là suốt một khoảng không gian nào đó ví dụ này kaikyo itsu itsu và ni watatte okonawaremasita cái cuộc họp thì đã được diễn ra được tổ chức suốt 5 ngày liên tục trong 5 ngày được chưa tiếp theo là một con số 76 chúng ta thấy ở đây có nhĩ một tô gì tệ và ô một tổ nhị kết hợp của nó thì đều là danh từ thôi và hai mẫu câu này thì đều mang nghĩa là dựa trên cái gì đó dựa trên chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ nhá. 政府の給与は法律に基づいて決められています. Lương của lương của công nhân viên chức thì sẽ được quyết định dựa trên hay là dựa theo pháp luật. OK chưa? Rồi đến mẫu câu số 77. đẹp kết hợp của nó vẫn sẽ là danh từ sẽ là gì nhỉ? Dưới sự hướng dẫn, dưới sự chỉ đạo, dưới sự dạy dỗ, dưới sự ảnh hưởng của ai đó hay là cái gì đó. Chúng ta nhìn ví dụ này. Sai năng ở cô ấy là cô gái ấy một người mà có tài năng đúng không? Tôi thì muốn này về tại tôi thì muốn cho đúng không? Muốn cho cô ấy một cái người có tài năng ấy được học hỏi dưới sự dạy dỗ hay là dưới sự lãnh đạo đúng không? của một cái người à một cái người lãnh đạo tốt một cái người chỉ đường tốt hay là một cái người thầy tốt chẳng hạn. Tiếp theo là mẫu câu số 78 Ô tô hoa Kết hợp của nó cũng sẽ là danh từ nha mọi người nhé Mẫu câu này sẽ dịch là bất kể Bất kể Và cái danh từ đi trước cái mẫu câu ô tô hoa dự này Nó sẽ thường là những cái danh cái, cái danh từ mà chỉ cái sự À Gọi là đối lập này Hoặc là cái sự lựa chọn Tức là cái cụm danh từ đó nó sẽ có nhiều sự lựa chọn Ví dụ chẳng hạn như là đan nam hay là nữ này Hay nên đê là lứa tuổi, tức là bất kể bao nhiêu tuổi Đúng không? Hay là gì nhỉ? Xe biết là giới tính, à bất kể là giới tính nào Chẳng hạn, vân vân nhá yeah. Chúng ta cùng nhìn ví dụ Câu lạc bộ thể thao này đúng không? Thì bất kể là bao nhiêu tuổi, bất kể là ở lứa tuổi nào thì đều có thể tham gia, đều có thể vào được. Được chưa? Chúng ta cùng nhìn đến mẫu câu số 79. Chúng ta cùng nhìn nhí kakawara dự và nhí mô kakawara dự. Cái phần này mọi người rất là dễ hay nhầm nên mình đã để tách ra nhá. Đầu tiên là nhí kakawara dự nó sẽ có một nét nghĩa bằng với ố toa dự ở phía trên. Là bất kể, chúng ta cùng nhìn ví dụ của nó. Kokuseki ni kakawarazu kange shimasu. À tức là bất kể là bạn là quốc tịch nào thì chăng nữa thì chúng tôi đều thăng kệ là chào đón đều hân nghênh còn ở nét nghĩa thứ hai thì có thể hiểu là à, nó sẽ hơi khác một chút so với cái ô tô dự kia đúng không chúng ta nhìn nhá cứ được nay cả nhị cả coi là dự nên đã có bất kể là có đến hay không đúng không thì hãy cứ liên lạc cho tôi đúng không bất kể là đến hay không có về hay là không về thì cứ liên lạc với tôi tiếp theo là một câu số 80 mươi nhí mốt kakaodarzure mọi người thấy ở đây nó sẽ hơi khác với mẫu câu ở phía bên trên một chút xíu ở trên là nhí dự còn ở dưới sẽ là nhí mốt nhá. nhí mốt dự mẫu câu này sẽ dịch với nét nghĩa là mặc dù chúng ta cùng nhìn ví dụ này <laughs> đây là sen nhí mốt kakaodarzure基本的な感じがかけないものもいる được chưa à mặc dù là sinh viên sinh viên đại học thế nhưng mà cũng có những người này mono đây là người đúng không cũng có những người không thể viết được những chữ hán cơ bản. OK. Tiếp theo, chúng ta nhìn xuống mẫu câu phía dưới luôn. ở đây bị mất đánh số nhé. Thực ra nó sẽ là mẫu câu số 81 mọi người ạ. Hay mẫu câu nhí sốt tệ. À, về kết hợp thì nó sẽ vẫn kết hợp chỉ với danh từ nhá Danh từ cộng với nhí sốt tệ. Mẫu câu này sẽ có hai nét nghĩa. Đầu tiên sẽ là gì đây? Dọc theo hay là men theo? Thường sẽ là dọc theo men theo suốt một cái con đường, một cái bờ sông nào đó. Chúng ta cùng nhìn ví dụ này. À. dọc theo cái con sông này đúng không thì có rất là nhiều những cái loài hoa được trồng hoặc chúng ta dịch xuôi hơn là có rất là nhiều à, có rất là nhiều hoa đúng không được trồng dọc theo hay là men theo cái cái bờ sông này ok chưa tiếp theo là nét nghĩa thứ hai dựa theo hay là bám sát theo một cái kế hoạch một cái sách hướng dẫn nào đó chẳng hạn Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Okeakusama no gokibo ni sotte o o osagashi itashimasu Đây một câu nào rất là lịch sự đúng không? Chúng tôi sẽ tìm kiếm này Tìm kiếm gì đấy? Phòng Theo cái nguyện vọng của quý khách Của quý khách hàng Ok chưa? Tiếp theo một câu số 81 nhá Ni oshite Ni tê là tùy theo hay là tương ứng, thích ứng, phù hợp với Vẫn là danh từ nhé Kết hợp của nó vẫn là danh từ nhí Ô-shite ô Chúng ta cũng nhìn ví dụ này kê kê nhị ô kêu À cái việc quyết định Lương phù hợp hay là tương ứng Với cái kinh nghiệm Được chưa? Hãy phần chúng ta cùng nhìn Đến ba mẫu câu cuối cùng Hãy 82 chính là cái dạng À dùng khá là nhiều trong văn nói và có thể là cái mẫu câu này sẽ áp dụng rất là nhiều trong cái phần nghe của mọi người á. Pi này, ký hiệu của thể thường của động từ, danh từ và tính từ cộng với ân đạt tệ hoặc là ức tệ. Một trong hai cái đều được nhá, ân đạt tệ hoặc là ức tệ. Chúng ta cùng nhìn ví dụ. Mẫu câu này sẽ có thể hiểu là nghe nói là này, ai đã bảo là vân vân. À, nghe bảo là cậu đỗ được hai rồi hả? Đúng chưa? Hoặc là Kare wa shiranai tte À, cậu ấy bảo là cậu ấy không biết Shiranai Cậu ấy bảo là cậu ấy không biết đâu Thế nhá Rồi Tiếp theo, một câu Hanmen Hanmen Là trái lại, đúng không? Đưa ra hai cái mặt hoàn toàn trái ngược của một vấn đề Kono kusuri wa yoku kiku hanmen Cái loại thuốc này thì một mặt là gì nhỉ? À, có tác dụng rất là tốt rất là nhạy đúng không? Thế nhưng mà trái ngược lại là cái tác dụng phụ nó cũng rất là mạnh. Ok, hai mặt của một vấn đề, một cái loại thuốc đưa ra hai mặt, một là tác dụng tốt, hai là lại có tác dụng phụ tức là nó không tốt đúng không? Hãy cuối cùng một câu tokoro Hãy một câu tokoro sẽ là gì Suýt nữa thì nói về một cái hành động, một cái điều gì đó suýt nữa thì xảy ra đúng không? Anata sukoshi de gokaku suru tokoro no ni Xít nữa thì cậu đã cậu đã có thể đỗ được rồi vậy mà vậy mà là sao trượt mất rồi đúng không ok vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần tổng hợp những cái ngữ pháp n 3 tiêu biểu ở đây tổng hợp ở đây có 85 đúng không đây tám mươi bốn nhưng mà vừa nãy có một cái ô nó bị trống ở đây á thì nó là 85 thực chất là không phải là 85 đâu mọi người ạ bởi vì là ở trong một số những cái ô thì mình có để hai mẫu câu ngữ pháp liền nhau đúng không hay và rất là mong là cái phần tổng hợp ngữ pháp này có thể giúp ích được phần nào cho những bạn sắp thi ở kỳ thi tháng 7 này và cũng có thể giúp được những bạn mà chuẩn bị cho kỳ thi à những kỳ thi tiếp về sau này. Bye bye.